이렇게 네 여기까지 오게 된 것 같아요. If someone said to someone, "Is Tugger gonna be playing for a spot at the finals?" I think you would be lunatic, maybe. HTK도 저희 팀이랑 4강에 올라가기 힘들었을 팀이라고 생각들었을 것 같아요. 근데 방심할 수 없는 팀인 것 같고 그래서 준비를 많이 해야 될 것 같아요. There is a reason that they are here instead of TSM or G2 or Flash Wolves. I think they're a really good team. Welcome, ladies and gentlemen, to the 2016 League of Legends World Championship. We're coming to you live from New York's Madison Square Garden, where fans from around the world have gathered for our final day of semifinal competition. By the night's end, only two teams will remain in pursuit of the Summoner's Cup to face off in next week's finals. Now, last night, we had one of the most epic five-game series in the history of Worlds, and I know that fans, casters, analysts alike are hoping for the exact same tonight. Of course, we have packed this entire place to the brim, as you can see here, and people are more than ready to see some sweet World Semifinal action. Semifinalist Samsung Galaxy here representing the LCK, getting ready backstage for this semifinal showdown. Of course, they'll face a hungry H2K lineup. Both of these teams have not dropped a single game over the last 2 weeks. Well, that's about to change. Thank you for joining us. I'm James Dash Patterson, and with me on the analyst desk tonight is Mitch Kruppo, Vorspools, Jake Spawn, Tiberi, and Joshua Jatt Leesman. Oh, man. Following that epic series yesterday, Jad, how are we feeling coming into tonight? I think it's almost impossible to top yesterday. Yesterday, I had the pleasure of casting way up there. It's super exciting to be down on the analyst desk, on the floor at Madison Square Garden. Would be even cooler to be one of those players up there. Those guys, I can't wait for them to put on a show. Yeah, and you can understand why teams coming here miss free throws, even though it's a gimme, because, wow, this place is huge and the fans are loud. That's true. Being down here, it's like bathing. We're bathing in sound right now. It's absolute insanity. But, ladies and gentlemen, it's time to join Riv on stage to meet the two teams vying for the last spot in next week's World Championship Finals. Madison Square! Are you ready for more semifinals action? Tonight, we find out who will be the final team to face SKT, to find out who will challenge them for the Summoner's Cup. Now please join me in welcoming tonight's semi-finalists in our competition. Starting on the blue side, the surprise from the Korean LCK, Samsung Galaxy! Samsung looks so impressive. They want to go all the way to the end. They came in hungry to book their ticket over to the Big Apple, and it looks like Samsung Galaxy will be moving on to the semifinals at Madison Square Garden. In the top lane, QVE. At jungle, Ambition. Ruler.
day. Their sub at the support position, Wraith. And their coach, Edgar. Once again, Samsung Galaxy. Their opponents in tonight's matchup, from the European LCS, H2K. He's just, he stole it for one, the steal away. Yaco secures an absolutely massive Elder Drake, and EDG are evaporating on the spot. H2K have just been dominating all their lanes. H2K demolish ANX. In the top lane, Yankos. In mid lane, Ryu. At AD carry, Forgiven. At support, Thander. At the AD carry position, Freeze. And their coach, Brawly. Once again, H2K. And put your hands together one more time for both tonight's semi-finalists! Players, please take your seats. Samsung Galaxy and H2K doing battle on stage tonight to move on and challenge our reigning champions, SK Telecom, at Staples Center. This is going to be a big battle. Yeah, and just the energy in this place. I felt it yesterday casting upstairs together with Jazz, as he was saying, but now that you're down here, these players, they're about to go in a best of five where they continuously have to keep making moves. They will make failures under the pressure of such a crowd. It is honestly just amazing. These are lifetime memories for these guys that they bring home. The cheers that Forgiven got, for example, there, that is something you will never ever forget in your life. And as we saw yesterday, right, it came down to the wire. The games could have been decided by a couple decisions here or there. The very same thing could happen tonight. And that becomes all the harder with some of the inexperience in these lineups, because you could see the fishbowl effect already when Ruler was looking out into the crowd. This is bigger than he has ever played in his life. And you know, you say that they're career-defining moments, and they have to be able to execute the way that ROX and SKT were able to yesterday. Very much so. Well, joining us in Madison Square Garden for today's semifinal are our partners from all over the world, helping to bring the tournament to fans around the globe in 18 languages. Seen here are our counterparts from Brazil's CB LOL. The team from the LPL are bringing the action to the audience in China, and the Korean team here from OGN live at MSG as well. And then lastly, we have the LPL's Ren Dong along with the Spywillcrats making an appearance here at MSG. Now, we've come a long way since the group stages in San Francisco, and now only three teams remain. SK Telecom T1 defeated ROX Tigers in yesterday's five-game match. They will play tonight's winner in the finals next week. Both of tonight's teams made quick work of their quarterfinal matchup, so tonight should be a different challenge entirely. And of course, you can still help raise the stakes in next week's Clash for the Cup. 25% of all Championship Zed and Championship Ward Skin proceeds will go directly to the world's prize pool. By the end of the group stage, the prize pool was more than doubled. We'll bring you another update on the numbers next week. Now, before we dig into that matchup, let's talk a bit about what we saw last night between SKT and the ROX Tigers. Yeah, and you know, Jet and I went to dinner last night, and we're sitting there naming all the great matchups at Worlds that have happened, and
this might be the best. In fact, I think it was, because these two teams came in and executed at such a high level for 5 hours, and to watch them just go head to head, the two best teams in the world at that time, was honestly awe-inspiring to watch. And to add to that, that series just delivered on so many different levels. You had a pocket pick that no one had scouted from the entire world, support Miss Fortune, win two games and then be banned for the next two. You had Bangi coming in off the bench as a two-time world champion to be 3-0 in the series. And you also had the number one and the number two player in the world battling for that crown. It had everything, and it was just a pleasure to watch. Yeah, you had veterans already in Smeb and Faker, but then you also had like kind of newer players like a Peanut, who completely he thrived under this environment, you know, with the crowd just rallying behind him. Just standing here right now and feeling the atmosphere in this stage just makes me appreciate that match even more, because Rox Tigers kept playing on the aggressive even after failing a couple of times under such many eyes here in such a like a round theater. I'm used to playing from the stage and then looking backwards, but everywhere you're looking, surrounded by people watching you play, it's honestly so impressive that they kept going and kept smiling. Yeah, you can't escape them. But dare I say that Peanut snatched the heart of the world throughout this tournament with his devilishly cute looks, as you can hear here. Anyway, time to move on to the match at hand. The LCK Samsung Galaxy versus Europe's H2K. Both of these teams exceeded expectations, finishing first in their groups, went undefeated through the quarterfinals, and are now making a run at the finals. What has gotten these teams this far? Yeah, and I mean, when you look at the Samsung Galaxy roster, you have to have so much respect, because in 2014, Blue and White lost all of their starting members, and it was only Kuve off the bench that stuck around. They've rebuilt, failed in 2015. 2016, only Kuve remains from that lineup. They bring in Ambition, the older figure in the team, the shot caller, and they've been able to bring it all the way to semifinals. Ruler's only been playing AD carry professionally for a year. Core JJ support for 3 months. And you know, you have people like Crown that has come across from the CB LOL. This team was kind of mismatched together, but boy, has it worked out in their favor. Yeah, and then you take that story and juxtapose it with how dominant they've been at Worlds. They have the fewest losses of any team here. They have the fastest average win time, and they have decent early game advantages, but this team really takes off after 15 minutes and closes the game out quickly. Yeah, they go off in the 15-minute mark. Every single game, they either find an opportunity themselves or they just force their opponents to make a mistake seemingly randomly, but because it happens so consistently, we have to credit Samsung for that fact. And honestly, they're 6-0 right now with Core JJ. They have been swapping him in and out with Rafe on the support position, but it seems every time they swap him in, they just play that little bit more aggressive. He doesn't really do that much more in lane, but it seems that every player plays much better. Yeah. Their lanes consistently, and they're actually able to close the game. So finally, it's like the dream team that H2K has always wanted to be together. Yeah, and with Forgiven Return, their early game is so impressive. They have statistically the best early game of the entire tournament, and it's honestly very reminiscent of a style SK Gaming used to play with that same Forgiven. It's aggressive lanes, mid, bot, and top CS differences galore, always winning in the early game. And that's also what H2K will need to do in this particular matchup today. It is win lane, win game, because Samsung is a mid to late game powerhouse. But H2K have the tools, and especially the cohesion and synergy, it seems, in this tournament to actually create potential upset. And Spawn, looking at the graph, I think a lot of people, the criticism they'll throw is, hey, what about the strength of schedule and the level of competition that H2K has been up against? And I guess that's the last remaining question, right? They're able to take it to the wildcard teams, both of them. They're able to beat out EDG, who played Worlds horribly, honestly.
considering expectations, and AHQ, who we knew was not going to be able to step up this year just because of their relative strength. However, when you have a look at how they're winning against these teams, that's where it becomes impressive, because it's not like the games are being drawn out. They play so quickly. They build these leads through the laning phase and then rotate it around the map much more cleanly in the last couple of weeks. I really do think there is something to this team. Yeah, that's the thing. If they had just been averagely beating weaker competition, you could actually fault them for having a weaker strength of schedule. But when they're beating these guys better than anyone else is beating other teams in the tournament, you can't fault them for that because they're doing all they can. All right, well, now that we have the big picture in mind, let's go ahead and zero in on some of the individual matchups and where these teams are going to be clashing. Let's start in the top lane, Oduwamne versus Kuve. Yeah, and this is incredibly exciting because Kuve was one of those players that came in through the gauntlet run in the LCK, solo killing some days, most solo kills at Worlds with 11, and he's going up against Oduwamne, someone who I've always rated incredibly high. This is a guy that partners up with the jungler so well on the top side of the map, and they're able to take over games. Exactly, just like you say, you got to expand that pairing. We need to look at Oduwamne with Jankos and Kuve with Ambition, and that's then potentially where HTK have their kind of trap card enabled, because the pairing between Oduwamne and Jankos is seemingly much better, and that could be a way to beat Kuve. He himself is a monster, but even the best players die 2v1. Yeah, both of these players have actually really stepped up in the top lane, but I'm even looking at the mid lane where you had Crown, who is expected to be an incredibly good mid laner here, and Ryu, who after a lot of mediocrity in Europe, people weren't expecting to shine. But I feel like Ryu carried a number of games for H2K, specifically when they went 4-0 in that group stage. The first player to excel on Ryze, and I think he's playing some of the best League of Legends he has ever played. Can't wait for this mid lane match. Yeah, he definitely hit the slump when he had to go for his visa in spring, came back from Korea after Selfie subbed in for just a few weeks there, and it seemed H2K ever since was in shambles. But with Ryu stepping up, with Oduwamne stepping up, it actually enables the man in the bot lane. Forgiven can now play his favorite styles, and many critics, including myself, have said very often, you know what, Forgiven always just pushes on the tower and then can get ganked. But in the quarterfinal versus Albusnax Luna, he actually showed versatility. They backed off when they could read a gank on the map, allowing Oduwamne and Ryu to play farther forward. They backed off, then they pushed again, essentially playing 2v3 and being a service to their team. And with that flexibility in mind, I'm excited to see if HTK can continue this against a better team. Yeah, I completely agree, because you know we've still got the 5 Caitlyn games there for Forgiven, but we've also got 2 Sivir, 2 Lucian. So this guy is expanding the champion pool. He's looking to play utility when he has to, and teaming up with Vanda, a lane that I thought maybe had a one great player and one player that would struggle on the world stage, has seemed to come together at the right time again. And when we talk about incredible laning statistics, I mean, you saw there on your screen, CS differential for Forgiven, absolutely nuts, along with the KDA. And Jack, jokingly yesterday, DeFizio said that he, you know, God-given, would put his hat in the ring for best player in the world. But this really is about building a legacy for him, and here he is on the semifinal stage. This is the chance where he can build a legacy. If he can beat a Korean team in a best of five at Worlds, that would be a first for the European region, and he has been the one that kind of came in and in a sense saved this team. Freeze was out with an injury, H2K was struggling, and Forgiven came in. So if he's able to play with the team and still have that individual performance, that's where he can really define himself. But this is where the matchup gets incredibly exciting for me, because we're talking about one team that plays through laners. It's going to take over sub 15 minutes. Then we're talking about Samsung, the team that sets up so many traps through good vision, 15 to 22 minutes, and then crushes teams. It's so hard to tell exactly how they do it, because they're doing it in different parts of the map, but they're warding their vision control, and their ability to execute is second to none at the moment. But we also have to count in pressure, and H2K historically have cracked under pressure in best of five. They also parted ways with Forgiven in the past. They look to have mended most of those issues already, and they're playing, honestly, much better than anybody really expected. But we need to see if they can keep going, use that momentum forward, and play their signature style of all those strong lanes, getting in a gold lead, getting into the mid game with that lead. All right, time now to distill all this information into your predictions for tonight. So which is going to be the team to move on and challenge SKT for the Summoner's Cup? Krepo, start. If we're looking at all these things we just mentioned, it looks really good on paper for HTK. Strong lanes, everybody showing up, jungle and top synergy, but we haven't talked too much about how good Samsung White is, how little vision they need to really read the map, and it's for that reason, from the 20 to 40 minutes, I think the late game shot calling for Samsung is so much better. If it ever comes to a Baron contest, I think they will just take it. And HTK is simply a little bit too weak in the late game. So I'm going with Samsung Galaxy 3-1. All right, that's our first vote. Spawn, what you got for me? Yeah, when I have a look at this on paper, I do the exact same thing. I look at Jankos and Oduwamne, one of my favorite duos, and I think these guys could do it, but I think they can only do it for a game. Then you have a look at Samsung, and they just have such strength, and I think they are a disciplined lineup, even though they are so young. I think that they will win this one. I think it's going to be 3-1, and I think that they even have what it takes to step up against SKT as well. So I'm a big fan of this team. Another vote for the Korean team. Jat. H2 what?
H2 Korean teams in finals. I definitely feel baited. Like all the things these guys have said was generally correct because I thought it was a good joke. I think it's good, to be honest. It segues into the prediction quite well. H2K have dominated teams in the landing phase. That's how they've won. And even though Samsung hasn't done it to the same level, Samsung is still the best laning team H2K has played against. I've thrown the crowd off. Now they're just defaulting to TSM. I hate to inform everybody in this arena, but TSM is not playing. Specifically, though, Samsung is the best laning phase team that H2K has played against at Worlds, and they also have the best map rotations, which is why I think they can take it. But even if it's generic, I think 3-1. If H2K take it, however, it is not an upset. They definitely deserve to be here in the final, in the semifinals already. They distinctively beat EDG. Yep. If you look at their draws, they had a 2 out of 3 chance to either draw C9 and ANX, and they would have smashed both those series, so they definitely deserve to be here. Totally. They are not complete underdogs, but if we just look at all the information given, Samsung just leans forward. It's the matchup. It's how the teams match up. All right, now for an alternate look at the action, hit up the Player Experience stream where Pastry Time, Azalea, and Zyrene, along with our special guests Froggen and Inori, focus in on specific matchups across the map. Now, as we head to the casters for Game 1, Ambition says his team's journey to Worlds was anything but expected. 월드 챔피언십에 간다고 얘기를 들었었다면 솔직히 저희는 믿지 않았을 것 같아요. 왜냐하면 저희는 완전 신생팀이랑 다른 게 없었고 그리고 워낙에 한국이란 곳이 좀 월드 챔피언십에 올라가기 되게 힘든 곳이라고 생각하고 실제로 저희는 스프링 시즌에는 플레이오프도 못 갔었어요. 그래서 그때 당시의 목표는 플레이오프만 가자였는데 이게 어떻게 여기까지 오게 된 것 같아요. We'll have to find out how far they can make it. Hello, Madison Square Garden. My name is Trevor Quickshot. Vâng, chào mừng quý khán giả đã quay trở lại với Vietnam Esports TV. Và như vậy là chúng ta tiếp tục đồng hành với nhau trong diễn biến của Chung kết Thế giới 2016. Và ngày hôm nay chúng ta đến với cặp bán kết thứ 2, cuối đầu giữa một đội tuyển đến từ châu Âu là S2K đối diện đối thủ của họ, một đại diện khác tới từ Hàn Quốc, Samsung Galaxy. Niềm hy vọng cuối cùng của châu là S2K, và thật sự thì rất khó khăn cho bọn họ khi bây giờ S2K đang phải đối diện cả một trọng trách, đó chính là lật đổ được cách thống trị của người Hàn tại chung kết thế giới. Và kể cả nếu như S2K có chiến thắng từ Samsung Galaxy trong cặp đấu BO5 ngày hôm nay, thì đối thủ bọn họ trong trận chung kết nó là nhà vua rồi. Thực ra thì mọi thứ đều có thể xảy ra, nếu như họ đã thắng một đội tuyển Hàn Quốc rồi thì vẫn có những cơ hội tiếp theo để họ có thể giành chiến thắng trước SKT. Ngày hôm qua SKT cũng đã cho chúng ta thấy rằng là họ không phải là một đội không hề có điểm yếu, thậm chí chỉ cần Demis Fortin ra trong vai trò tướng hỗ trợ mà thôi. Một lựa chọn hoàn toàn mới mà dưới chúng ta không thể nào hình dung về sự lợi hại của nó, nhưng cũng đủ để khiến cho Rock Tiger lật đổ SKT trong hai trận liên tục. Vậy thì liệu có bất cứ một con bài lợi hại nào trận này sẽ được đưa ra ở khu vực đường dưới của S2K hay không? Tuy nhiên khi tôi nói về cặp đối đầu giữa S2K và Samsung Galaxy, tôi đã muốn đề cập tới khả năng đi rừng của cả hai người đi rừng. Bởi vì thực sự gần đây tôi rất ấn tượng với phong cách chơi của Ambition. Anh ta rất chắc chắn trong cái cách sử dụng những vị tướng đi rừng của mình. Điểm mạnh của Ambition không phải giống như những người đi rừng khác là tiến thẳng sang phần sân nhà đối phương, khoáng sạch đi những tài nguyên của đối phương và sau đấy hỗ trợ những người đồng đội của mình trong tình huống gank. Điểm mạnh của anh ta là kiểm soát để hỗ trợ rất nhanh chóng nhắm vào những con bài mạnh mẽ được sử dụng bởi các thành viên của S2K. Thậm chí cả Seedrine và Ryu cũng đã bị tước đi bởi Samsung Galaxy. Chắc bây giờ hãy nhìn qua những lượt cấm S2K dành cho đối thủ của mình với Poppy và Jin. Họ cũng đang chia đều ra khu vực đường trên của con khu xạ thủ
có thêm một sự lựa chọn nữa, đó là Zin. Thực sự Zin trong tay của Ruler nó cũng là một thương hiệu kiểu như vậy. Cái tên của anh ta đã nói lên sự hiệu quả của cái vị tướng Zin khi nằm trong tay của anh chàng này. Và Rai cũng đã bị tước đi tới từ Brown. Gần đây có quá nhiều những màn thiền ấn tượng với Rai nếu như nó được hở ra, và kể cả có bao nhiêu thay đổi bài trong đó đi chăng nữa, tôi rằng Rai vẫn có được vị trí đứng trong lòng của những game thủ chuyên nghiệp trong những trận đấu nó đẳng cấp như thế này. Và lại lần nữa Nearly cho sự lựa chọn đầu tiên được Samsung Galaxy tước đi và dành nó cho Epic. Một vị tướng ở chung kết thế giới 2016 rất ít đội tuyển là đội chọn sau, bạn để cho đối phương có được sự chọn đầu tiên, đó chính là Nearly ở vị trí rừng. Và đây là một vị tướng thủ Ambition rồi. Anh em thể hiện phong bài này quá ghê ở trong giai đoạn mùa hè của bên phía LCK. Rõ ràng là với việc anh ta có được cho mình vị tướng Nearly ở lốt 8 như này thì khả năng anh ta có thể xâm lăng sớm và kiểm soát được những khu vực rừng đến từ HUK. Và trong trận đấu này khi mà Ambition phải đối đầu với Zangot, một người chơi mà được đánh giá rằng là ông vua của vị trí công đầu, thì tức là chúng ta để thấy rằng là Ambition sẽ đối diện cả một người chơi đi từ khát máu đến mức như thế nào. Sự lựa chọn Olaf cũng đang nói lên sự khát máu của Jankos. Anh ta lấy Olaf và một lát nữa rồi tôi tin rằng anh ta cũng sẽ có những sự thay đổi với phép bổ trợ, trừ khi là họ được đưa Olaf lên vùng trên. Nhưng nếu như vậy, Orame đã tự lựa chọn chính bản thân của mình rồi. Tiếp theo đó, Vander đang sở hữu được Zyra. Rõ ràng cái mùa giải này Zyra đang quay trở lại rất mạnh trong vai trò tướng hỗ trợ, sự lợi hại trong việc kiểm soát tầm nhìn rất dễ dàng. Rất ít những vị tướng hỗ trợ bây giờ bạn vừa có được những hiệu ứng khống chế, bạn vừa có được khả năng kiểm soát tầm nhìn tại những vị trí mà bạn chưa hề có mắt. Zyra đã cây tạo ra và cái gì bên kia đang xuất hiện đây. Làm lần nữa là Miss Fortune hỗ trợ trong này có như vậy nhỉ. Samsung đang tái hiện lại bộ đôi đường dưới, đó chính là Ashni cùng với cả Miss Fortune ở vị trí hỗ trợ. Một bộ đôi mà ngày hôm qua Bray cùng cả Gorilla đã khiến những nhà đương kim vô địch của thế giới phải chịu liên tiếp hai thất bại ở ván thi đấu thứ hai và thi đấu thứ ba. Thật sự thì đảm bảo rằng HUK hôm qua cũng có xen trận thi đấu bán kết đó, nhưng tôi không hiểu vì một cái lý do đó mà họ đang phải để ở đối phương có được cái bộ đôi này. Thực ra cũng khó cho HUK bởi vì bạn ở đội hai, đối phương đã thể hiện quá tốt với vị tướng Jin tại Ruler mà anh đã nhắc đến. Poppy đường trên đang là một thế lực và Rise thì rõ ràng ở đội 2 và không thể nào để cho Brown có được vị tướng này ở khu vực giữa. Tính ra thì phải cấm đi quá nhiều vị tướng như vậy, đối phương có được hai sự chọn kia cũng là một điều gì đó dễ hiểu cho Samsung Galaxy của tôi. Hoàn toàn đồng ý, trong đặc biệt trong bối cảnh mà Samsung Galaxy còn tước ngay đi dây nữa thì cái cửa để cho Poppy được xuất hiện dành cho QV bên phía Samsung Galaxy là tương đối cao, vì chúng ta biết rằng Zeiss là một trong số những vị tướng có khả năng khắc chế tốt nhất từ Poppy trong dàn đi đường, với khả năng đè farm là trên cả tuyệt vời. Sau khi đối phương đưa ra được Miss Fortune và Ashe, một bộ đôi của đường dưới rất mạnh như vậy, thì S2K họ đang dần dần có những sự tính toán của mình, đó là Kennen đường trên và thêm cả Sivir trong vai trò xạ thủ nữa. Xin lựa chọn Sivir, thực ra nếu như để xét một cách toàn diện thì nó chỉ đỡ đi được những cú chiêu cuối đến từ Ash mà thôi. Chứ nếu như bạn dính phải những pha mưa đạn đến từ Miss Fortune, bạn vừa bị mất đi cái khiên chống phép của mình, bạn vẫn bị dính những lần sát thương tiếp theo và nó vẫn có thể tích đủ để gây ra cái nội tại ý chỉ thần sấm trên người của Forgiven một cách đơn giản mà thôi. Nếu như anh chàng Forgiven khi anh ta phản xạ tốt thì cái khiên chống phép đến từ vị tướng CV ở khu vực dưới, tôi tin rằng có lẽ anh ta sẽ không phải quá đáng sợ, à quá ngán ngại trước cái việc mà có thể ngay lập tức cấp độ 6 khi bộ đôi đường dưới của Samsung Galaxy và Ruler cùng với cả CoreJJ nhồi sát thương bằng hai kỹ năng chia cuối mình được. Và Crown thì rõ ràng khi giai đoạn vòng bảng cũng như là cả những vòng tứ kết anh ta thể hiện quá tốt với Victor thì không có lý do gì không tiếp tục sử dụng vị tướng này thêm một lần nữa. Và anh chàng QB kia có trong những Echo cùng đỉnh trên. Echo và Victor nữa, họ đang có rất nhiều những hiệu ứng khống chế, nhưng là những hiệu ứng khống chế bị động. Và nếu ta nhìn một cách chuẩn chỉ nhất thì hiệu ứng khống chế chủ động được đưa ra duy nhất bởi các thành viên đội tuyển Samsung Galaxy, đó chính là cái mũi tên chiêu cuối đại bằng tiến đến từ Ash của Ruler mà thôi. Tôi đã thực sự thấy có những kẽ hở trong việc lựa chọn đội hình mà Samsung Galaxy đưa ra, tuy nhiên nó lại đảm bảo với một việc, đó là khả năng xóa sổ bãi vật của họ rất mạnh. Dồn sát thương đơn mục tiêu hay đa mục tiêu Samsung Galaxy đều có một cách tương đối ổn. Cassiopeia là sự lựa chọn cuối cùng được đưa ra bởi Ryu để đối đầu với Victor.
Và đây là một sự lựa chọn mà tôi đánh giá rằng nó hoàn toàn hợp lý. Đội hình có khả năng giao tranh tầm cực kỳ mạnh với S2K với hàng tá những khống chế đang được đưa ra, và thêm một con bài để khắc chế lại được những khống chế của đối phương, đó chính là Olaf. Tôi đang thấy rằng đội hình của S2K có vẻ như bọn họ đang có 5 vị tướng và công thủ rất là toàn diện, bão khả năng tấn công rất mạnh mẽ với việc có Olaf, có thêm Kennen, với việc hai vị tướng này còn có được cái sự bổ trợ thêm bởi chim cú săn đuổi từ CBL tại Forgiven nữa. Và cả đất lui trở về thì cũng rất đơn giản, bọn họ có Zyra trong đội hình của mình, lại còn có thêm cả những kỹ năng có thể trả ngược để làm choáng cũng như là làm chậm và ngăn đối phương tốc biến đến từ Kasumiya trong tẩy Ryu nữa. Xét qua về mặt lý thuyết thì đội hình thôi, có lẽ tôi sẽ thiên rất nhiều về vị trí đội hình của đại diện châu Âu. Thêm một điều nữa, khi chúng ta nói về đội hình đang được sở hữu bởi các thành viên của Samsung Galaxy thì họ đang có được tầm khoảng 3 con bài đi. Chúng ta cứ tính là 3 con bài cầu máu đi, bởi vì Midfielden thực ra cũng có khả năng cầu máu nhưng nó tương đối yếu với những pha mưa đạn của mình. Sát thương của Midfielden đóng góp trong những pha giao tranh thì tôi đánh giá rằng có thể nó sẽ lớn hơn so với những gì mà Zyra có thể làm được với cái bao đạn của mình, với cái mưa đạn của mình thả ra kết hợp kèm theo hiệu ứng khống chế được dồn vào bởi những người đồng đội. Nhưng có lẽ đó cũng chính là cái điểm hở mà S2K họ cũng nhận ra được. Họ rất dễ dàng để né ra khỏi những hiệu khống chế ban đầu được đưa ra. Và nếu như khu vực đứng dưới mà Zyra không tự đưa cái tấm thân của mình lên để hứng những khống chế tầm xa, để dính những cái pha tấn công chủ động đến từ hai thành viên của Samsung Galaxy, thì có lẽ đó sẽ là một khoảng thời gian đi đường khá là bình yên. Hoặc họ sẽ cần cắm nhiều hơn những con mắt ở cao và cần nhiều hơn những sự quan tâm tới từ Olaf xuống khu vực dưới này để tránh đi những pha có thể bị sốc sát thương lên vào điểm số trong đoạn đi đường. Còn khu đường dưới, Ambition đang được tấn công liên tục lên những phá giật diều rất tốt, và đó là chiến công đầu dành cho Forgiven. Coi chơi mất luôn tốc biến của mình mà mất một lượng máu cực kỳ lớn. Đó là một khởi đầu lợi hại được đưa ra bởi các thành viên đội tuyển S2K, một sự chuẩn bị mà đối phương đã không lường được trước. Khởi đầu rất là tuyệt vời dành cho Sivir trong tẩy Forgiven khi anh ta là người có được điểm chiến công đầu tiên kể từ khi mà anh chàng Forgiven nổi lên tại giải đấu LCS của châu Âu. Rất pha chúng ta hãy xem lại một tiếng đầu tiên mà Ambition có vẻ như anh ta lại hơi bất cẩn trong việc đi vào cái bụi, mà mặc dù trước đấy đã có một con mắt cắm ra ngay trước mặt của mình. Và chính vì việc hơi bất cẩn như này mà tôi cũng có thể nói ở một chiều hướng khác, đó là Vander cùng với cả Jankos, bọn họ đã tính toán một thời cái khoảng thời gian để mình có thể rình dập Ambition ở khu đứng dưới là quá thông minh đi. Rất là liều lĩnh trong pha di chuyển, thậm chí anh ta còn không tăng vào vồ dạng báo mà anh ta tăng cho mình vật một pha ném lao để có được tốc độ xóa sổ dừng tốt hơn trong những cái ngay cái dạng cấp độ đầu tiên này. Ăn đi một quả vật lớn sẽ không ăn được bùi lời xanh, mà thay vào đó là một con cóc quỷ thành tinh, đó là Ambition. Nhưng tốc độ ăn rừng của Nearly rõ ràng đã được chứng minh, rõ ràng nó nhanh hơn so với những gì Olaf có thể làm được, đặc biệt là khi mà Olaf khởi đầu từ con bùa lợi đỏ, anh ta không có bùa lợi xanh, anh ta sẽ tiêu tốn khá nhiều năng lượng trong cái khoảng thời gian đi rừng của mình, kể cả anh ta đang sở hữu một cái bùa thợ săn. Cả Olaf và Nearly đều là những cái dạng chất tướng đi rừng mà do đoạn đầu trận đấu bạn muốn ganh thì có lẽ sẽ cần phải phụ thuộc khá nhiều vào lượng lượng khống chế đúng đến từ những người đồng đội của mình. Và đúng như anh Mạnh phân tích thì đội của Samsung Galaxy bạn chỉ có hiệu ứng khống chế cứng tức thì đến từ cái chiêu cuối đại bằng kiếm của Ruler khi anh ta đạt cấp độ 6 mà thôi. Còn các đường còn lại, đường giữa trường động lực cần có thời gian, đường trên lượng giới đồng quy cũng cần có thêm thời gian kích hoạt nữa, thì có vẻ như sẽ hơi khó khăn một phần nào đó để cho Ambition đi ganh. Còn trái ngược lại, đến từ Olaf tại Jankos thì Ryu khả năng ăn đối phương tốc biến, đường dưới là có thêm những chú sói đến từ Zyra trong tẩy Vander. Quá khó chịu. Đây sẽ là một trận đấu mà Jankos có được lợi thế sớm ở đoạn đầu trận đấu này. Kể cả về nhà và sở hữu thêm cho mình một thanh trường kiếm cùng với thêm một cái bánh bích quy nữa. Quãng thời gian đi đường của Forgiven đang tỏ ra là rất gặp vấn đề. Anh đang liên tục bị cấu rỉa máu tầm xa đến từ CoreJJ và thêm cả Ruler nữa. Kể cả đẩy lính sâu bên trong trụ, anh ta vẫn đang gặp phải những vấn đề trong việc farm của mình. Nhưng đường dưới của Samsung Galaxy đang đẩy quá cao, CoreJJ không có tốc biến. Đó là mục tiêu và đó sẽ điểm hạ gục tiếp theo dành cho S2K. Nhưng lần này Jankos tước đi nó. Đó là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng cho những sự quan tâm của anh ta xuống khu đường dưới này. Và đó là kẽ hở trong việc kiểm soát tầm nhìn ra đầu tiên của trận đấu của các thành viên đội tuyển Samsung Galaxy. Và đem lao tốt, Ryu bị tấn công, Ryu sẽ nằm xuống 1-2 cho Samsung Galaxy. Hai pha anh đầu tiên đều là thành công dành cho cả Jankos cũng như cả Ambition, nhưng tiếp tục có mũi lao của Ambition trúng vào vị trí của Jankos. Và vừa rồi người đi rừng của Samsung Galaxy xuất sắc trong việc trừng phạt và giữ lại được một cái lượng tầm nhìn không thể phá hủy, đảm bảo cho cả crowd cũng như cho bộ đôi xạ thủ hỗ trợ ở mình được an toàn tại khu vực đứng dưới.
Nelly đang vượt trội hơn hẳn về lượng quái vật rừng farm được. Đó là những gì mà chúng ta đã đề cập tới ngay từ đầu khi mà bãi quái vật rừng của anh ta được xóa sổ sạch từ trên xuống dưới. Thậm chí bây giờ đã hồi lại được con cóc vì thành tinh kia, nên nếu như anh ta ăn đó sẽ là một lượng kinh nghiệm tương đối ổn. Nhưng phía bên này, Jankos cũng đang rất chi chạc để bắt kịp lại được về lượng quái vật rừng đang có với đối phương. Thậm chí với những pha canh, tôi tin là anh ta là người nhiều hơn. Và Ryu lại một lần nữa bị hỏi thăm, không có cách nào thoát được. Ryu đã tiêu tốn quá nhiều phép bổ trợ trong pha thi đấu đầu tiên, và bây giờ là liên tục sai lầm mà anh ta mắc phải khi Jankos chưa kiểm soát được tầm nhìn ở phía rừng trên. Và trước đó Ryu anh ta cũng đã bị cố định lại bằng một tình huống sử dụng trường trọng lực đến từ Victor này Ground nữa. Khi mục tiêu bạn cố định chẳng có lý do thì tôi lại tìm ra được một cái vấn đề là anh chẳng ambition để ném lao hụt cả, và khi ném lao trúng rồi các Sylvia những cấp độ đầu tiên bạn không có tốc biến, bạn mất tốc hành, chẳng có bất cứ cách nào bạn có thể trốn thoát được cả. Và đã hai lần phải nằm xuống tại khu vực đường giữa này, bắt đầu sẽ có những cái lượng lính chênh lệch khủng khiếp mà Victor trong tay Ground có thể thiết lập tại khu vực đường giữa. Đường trên thì Odoamne cũng đang làm tốt với lượng lính đè hơn so với QV. Nhưng sau lần về đầu tiên và dùng phép dịch chuyển ra thì QV đang có dấu hiệu có cái dấu hiệu là lật ngược lại được cái quá trình đi đường của mình. Anh ta đang lấy lại thế đẩy lính. Nhưng nếu anh ta đẩy lính sâu vào trụ như này và đối phương sử dụng dịch chuyển lên thì Odoamne tiếp tục vẫn sẽ là người dẫn hơn về lượng lính farm được mà thôi, thậm chí là cả lượng kinh nghiệm có được nữa. Ở khu đường giữa là hai nhân Doran tới từ cả hai pháp sư, và thêm một lần Jankos dành sự quan tâm của mình cho khu vực đường dưới. Coyjay và Ruler đang phải né xa ra khỏi cái bụi cỏ nhỏ này, và Van Der chạy ra như kiểu không có bất cứ một tín hiệu tấn công nào. Nhưng thực ra Jankos đang rình rập rất lợi hại. Ưng Tiễn vừa rồi không phát hiện ra tầm nhìn người đi rừng, và Coyjay lại lần nữa bị hỏi thăm, có hồi máu, có tốc biến, nhưng Coyjay bị đuổi theo quá sát. Phía bên kia Van Der nằm xuống, Forgiven cũng có thể đi theo, nhưng Ruler nhận ra sự nguy hiểm tính mạng dành cho mình. Anh ta sẽ mất đi tốc biến trong pha thi đấu này hay chăng? Gọn lao trượt, nhưng nó là đủ áp lực để khiến cho Jankos buộc phải quay đầu trở về. Nearly cấp độ 6, rất khỏe, lao thẳng vào cắn Jankos. Jankos cũng đánh đá quay ngược trở lại trả sát thương và né đi ngọn lao tiếp theo để đảm bảo an toàn tính mạng cho bản thân mình. Từ đầu trận đấu đến giờ tôi thấy rằng cái tỷ lệ ném lao trúng đến từ Nearly trong tại Ambition có vẻ như là rất chính xác, khi anh ta mới chỉ có duy nhất hai lần ném lao hụt vừa rồi tiến thẳng vào vị trí Jankos tại khu vực đứng dưới tôi. Còn những lần ném lao trúng trước đó đã khiến cho Ryu cũng như những người chơi của phía S2K phải gặp nguy hiểm. Sẽ lại tình huống khu vực đứng dưới này, trước khi mà anh chàng Jankos tấn công con DJ thì sát thương đến từ Ruler cả người chơi hỗ trợ của mình đã cấu đi quá nhiều máu lên người của Van Der và cả Forgiven rồi. May mắn là Forgiven anh ta kịp lui trở về, không đứng trong tầm gây sát thương từ Ruler, chứ nếu không tôi nghĩ rằng đó sẽ chính là một cái pha ganh thảm họa rất lỗ dành cho Jankos. Đó là sự khó chịu của Miss Fulton. Nội tại đáng yêu, đánh nhẹ một cái mà thôi, và thêm cả những pha mưa đạn nữa, dễ dàng kích hoạt ý chí thần sấm, và lượng sát thương gây ra có lẽ phải lên đến con số hơn 150 máu sau mỗi lần anh ta tiến lên tấn công vào đối phương như vậy. Và trong những cấp độ đầu tiên này thì lượng máu sở hữu của những xạ thủ hay tướng hỗ trợ của S2K là không hề nhiều. Sivir, kể cả bạn có đời khiên chống phép đi chăng nữa, nhưng như đã nói, nó chỉ đỡ được lần loạt đạn đầu tiên của mưa đạn mà thôi. Cho những lần gây sát thương tiếp theo đến từ mưa đạn, bạn không có cách nào né ra khỏi nó được cả. Đường trên với hai kiếm Doran và thêm một cái giày sở hữu từ sớm, Odoamne đang tỏ ra mình là người thống trị đường tốt hơn so với đối thủ, ép cho QV phải hướng tới những món trang bị gia tăng khả năng phòng ngự. Nhưng khi mà QV đã đạt được cấp độ 6 rồi, anh ta sẽ liên tục thực hiện những pha đẩy đường nhanh, sau đó biến về nhà sở hữu thêm trang bị và dùng chiêu cuối để quay trở lại với khu vực đường mà không gặp bất cứ vấn đề gì. Ở đây, Ambition cướp được bùa lời xanh, đối thủ biết nhưng không thể làm gì được. Jankos đang ở khoảng cách quá xa. Đây là một pha tính toán thời gian sai lầm đến từ người đi rừng của S2K. Và mất đi công bố xanh này, Ryu rõ ràng sẽ chính là người khổ nhất khi ở chứ lại. Có lẽ Ambition anh ta sẽ muốn nhường cho công bố xanh trong khu rừng nhà mình dành cho Victor trong tài Ground. Và đó sẽ chính là khoảng thời gian mà pháp sư đường giữa ở Samsung Galaxy có khả năng đẩy đường liên tục cao lên đó. Vừa nói xong, ngay lập tức anh ta sử dụng toàn bộ kỹ năng của mình khiến Ryu phải mất đi tốc hành một lần nữa tại khu vực đường dưới này. Còn trong khi đó Ambition, lúc mà Jankos đây lao trúng rồi, nhưng nếu như để bạn đối đầu với cả một Olaf có bùa đỏ như này thật sự đang là khá khó khăn dành cho Nearly. Tiếp tục là những pha lách rất tốt từ Olaf, rõ ràng cái tốc độ ném dìu bay ra
đó là nhanh hơn so với tốc độ ném lao tới từ Nealy. Những pha trả ngược sát thương, trao đổi ý thức tới từ cả hai bên. Và rõ ràng chúng ta thấy rằng S2K đang tỏ ra mình là người nhỉnh hơn. Nhưng khu vực đường dưới này thì không còn bao nhiêu năng lượng đến từ Miss Wonderful Forgiven cả. Anh ta luôn luôn phải tiết kiệm khiến chống phép mình cho những sát thương tới từ Ash, chứ không phải là những gì mà Cordier làm được với cái mưa đạn của mình. Tính ra thì đến thời điểm phút thứ 9 của trận đấu này, tôi thấy rằng chỉ có đường giữa của S2K đang có vẻ thua thiệt và hụt hơi hơn so với cả crowd bên kia Samsung Galaxy của tôi. Chứ đường trên mà họ phao hơn rất nhiều. Đường dưới kia dù liên tục đặt vào trong một tình huống khá thấp máu, nhưng có người xuất sắc giữ được một lượng chỉ số lính là đeo ám cực kỳ sát so với cả Ash cho tải Ruler. Thì ở đoạn ở sau, khi bạn sở hữu những tiếng sản phẩm có khả năng đánh lan tận bên phía hậu tuyến của đối phương, tính ra thì đường dưới của S2K đang làm cực kỳ ổn với công việc farm. Đúng, tôi cũng đánh giá rằng nó là khá ổn. Và CV của Pokemon cũng đang muốn hướng tới cái lứa hai linh hồn nữa để đảm bảo về khoảng thời gian hồi chiêu cũng như năng lượng mà anh ta sử dụng trong những pha giao tranh. Một điểm rất hay đối với lứa hai linh hồn của Sivir đó là đây là một trong số những mẫu xạ thủ mà tất cả nó đều liên quan đến những tình huống bắn tay là chính. Trong những pha giao tranh ít khi chúng ta thấy là Sivir tung ra những tình huống ném kiếm boomerang của mình. Còn cũng đứng trên này nói là lợi nhưng đôi khi nó cũng biến thành tác hại trong những pha xuống chiều cuối để về nhà mua đồ và quay trở lại khu vực đường. Từ đây khiến cho cô V không có được chiều cuối để thoát ra khỏi những tình huống ganh từ Jankos. Và điểm áo gục vừa rồi đã chứng minh điều đấy. Và vừa rồi thì cái lượng sát thương đến từ người chơi đứng trên với cả những cái S2K quá là mạnh và khiến cho anh chàng KP kia không kịp tỉnh choáng luôn. Và khi ta kịp tỉnh lại thì đó đã là điểm tấn công được dành cho Odo Amne tại khu vực trên rồi. Khi đối phương đã lộ diện dừng ở khu vực trên thì rõ ràng là Nearly tại Ambition cũng không bỏ lỡ cơ hội để ăn đi con rồng nguyên tố đầu tiên trong trận đấu này. Và thực sự thì S2K đang làm quá tốt khi bọn họ đang phải đối đầu với một đại diện đến từ LCK của Hàn Quốc. Mà tôi đánh giá rằng rất rất là mạnh trong cái giai đoạn sớm của trận đấu. Chiêu cuối của Astral, Zyra buộc lòng phải dùng tốc biến đi. Rõ ràng đó là một pha kết hợp sát thương rất tốt và đương nhiên sẽ có điểm hạ gục nếu như Vado bị dính cú chiêu cuối đại bằng tiễn vừa rồi tới từ Ruler. Như vậy là 5 phút sắp tới, rõ ràng là cái chiêu cuối Ruler sẽ hồi nhanh hơn so với cả tốc tiến từ Zara trong tay Vander tại khu vực dưới này. Thì có lẽ là bây giờ Forgiven cần phải đưa người ra để bật kinh nghiệm chống phép đỡ cho người chơi hỗ trợ của mình. Chứ nếu như liên tục để cho Ruler và CoJJ khai thác vào Zara giống y hệt như ngày hôm qua, Brave và Gorilla khai thác vào Zara trong tay Wolf tại khu vực dưới, thì họ sẽ ngày càng tiếp tục bị Ash trong tay Ruler giãn cách một lượng chỉ số lính là cực kỳ lớn. Olaf dành rất nhiều tiền trong những lần về đầu tiên của mình, anh ta không hoàn thành thẳng luôn món trang bị đi rừng. Mà theo đó, anh ta đang muốn hướng tới cái gì đây? Đó sẽ là mong muốn Sterak hay nó sẽ là cú băng được hoàn thành bởi người đi rừng của S2K khi anh ta đang sở hữu một cái nắm đấm của Jorim? Không, à không phải. Cái kia là vòng tay pha đây, lê. Đây là vòng tay pha lê. Đây không phải là nắm đấm Jorim. Như vậy là anh ta đang muốn hướng tới sớm. Dây chuyền là Jorim chắc. Có lẽ sẽ là dây chuyển đàn Solari. Một trận đấu mà có rất nhiều sát thương phép của đối phương. Và tôi cũng không thắc mắc lý do tại sao anh ta lại muốn sở hữu cho mình cái dây chuyển đàn Solari sớm như vậy. Có vẻ như anh ta sẽ muốn có cái lá chắn quân đoàn sớm trước khi mình có được cái trang bị ưu tiên thủ lửa. Và đây không phải là một món trang bị để giúp cho anh ta cắm mắt, mà thường thì những người chơi đi rừng ở trong giải chung kết thế giới này thì họ sẽ muốn có cho mình một con dao săn bắt cơ. Anh ta chơi cực kỳ tự tin trước một Nearly trong tay Ambition đã có quá nhiều kinh nghiệm thi đấu của mình rồi. Lối lên trang bị như thế này cho thấy là nếu như có gặp Ambition ở bất cứ một vị trí nào, có lẽ Jankos sẽ ngay lập tức quay sang và cắn thẳng vào Nearly. Không hề e ngại gì người đi rừng của Samsung Galaxy nữa cả. Bố đỏ đang ăn, anh ta muốn kiểm soát tầm nhìn bằng việc ném những cái dìu của mình ra phía bên ngoài cũng được. Những cái dìu của Olaf đem lại một lượng tầm nhìn nhỏ nhỏ trên cái đường bay của nó, đủ để phát hiện ra những tướng đi rừng của đối phương hay các thành viên của đối phương có muốn tiến vào và uy hiếp con bùa lợi của Olaf hay không. Ambition vẫn đang dành rất nhiều sự quan tâm cho khu vực rừng dưới. Ra săn bắt đã có hoàn thành luôn thành dạng thần vọng, và thậm chí anh ta đang cầm trên người một cái gậy quá khổ. Người đi rừng của Samsung Galaxy đang tỏ ra là giàu vượt trội so với Olaf của Jankos. Và anh ta là một quét sâu vào cái đường yếu đến từ bên phía S2K, đó chính là Ryu. Anh ta đang bị thua thiệt khá nhiều lượng chỉ số lính so với cả Victor tại Crown bằng việc liên tục cướp đi bùa xanh. Rõ ràng đây sẽ là một lợi thế không nhỏ để khiến cho Victor tại Crown anh ta liên tục có được cái lượng thế lớn của mình.
Và thực sự thì tôi vừa mới nhớ ra thôi, đó là hai mảnh đồ này của Zangkot anh ta có thể lên được những quan trình. Đường trên thì QB không còn chiêu cuối, nhưng ta vẫn đang tỏ ra rất liều lĩnh trong những pha 1-2 trong trụ của mình. Đồng ý là anh ta có lượng giới đồng quy và có thể sử dụng pha tốc biến của mình để né ra khỏi một vài những tình huống cụ thể, nhưng vẫn là cực kỳ nguy hiểm. Bốn thành viên của Samsung Galaxy tập trung lại với nhau lấy đi cái trụ một ở khu vực đường dưới, một lượng tiền rất lớn được đem về cho đội tuyển đến từ Hàn Quốc. Đồng thời điểm ở khu vực đường trên kia thì Zangkot và Doane đã lấy đi trụ một của Samsung Galaxy, nhưng lượng tiền đương nhiên không thể bằng. Và đại băng tiến đó trúng hay không đây? Ryu né được một flash người rất khéo léo của Ryu, kịp thời để ý về hướng mà đại băng tiến bay ra thoát chỉ trong gang tấc mà thôi. Không chỉ né được đại băng tiến đến từ anh chàng Ruler, mà trước đó Ryu đã kịp hóa đá vào Niali trong tải Ambition và giúp cho anh ta không phải gục ngã xuống lần thứ ba ở trong trận đấu này, cùng với được những cái trụ một đầu tiên ở đường trên và đường dưới. Nhưng rõ ràng là lượng kinh tế Samsung Galaxy đang là những người có lợi thế hơn, bởi vì bọn họ là đội bảo được trụ đầu tiên ở trong trận đấu này. Tiếp tục một lần nữa gây áp lực, ném lao trượt nhưng sát thương tay có bùa đỏ, và thêm những tình huống hóa báo nữa của Niali luôn luôn là một cái gì đấy uy hiếp với những vị tướng ở khu vực đường giữa mà không có những kỹ năng chạy trốn thực sự. Emission đang muốn gây ra hàng tá áp lực để cho Crown có thể lùi về nhà mua trang bị hay chăng. Crown đang sở hữu lõi công nghệ cấp 2 và thêm giấy khai sáng Ionan. Nếu như nhìn về cái lượng tiền mà anh ta kiếm được, có lẽ anh ta cũng đang không cầm trong người quá nhiều cho những cái lần về tiếp theo. Lượng lính anh ta farm là nhỉnh hơn hẳn, nhỉnh hơn gần 40 chỉ số lính so với Ryu. Và đây là một trận đấu có một khởi đầu rất tệ hại dành cho người chơi đứng giữa của S2K khi anh ta bị hỏi thăm tới hai lần. Có lẽ cái lần trở về nhà này thì anh chàng Crow chắc là sẽ đủ tiền nâng cấp lên cho mình cái lõi công nghệ cấp độ 3. Và để mà tôi so về khả năng đẩy lính giữa các Cassiopeia và Victor, có lẽ xà nữ chưa giờ đối thủ của gã pháp sư máy móc tất cả. Và nếu như bạn sử dụng Cassiopeia mà liên tục để đối phương ép lui vào trụ một của mình tại khu vực đường giữa này, thì nó sẽ là có thêm khoảng trống để cho cả AK cho Niali cố điểm máu. Thì Crow đang gặp nguy hiểm, trong khi đó có đại bằng tiến đáp trả lại đến từ Ruler. Và lần thứ hai trận đấu này Van Der mất đi tốc biến, buộc Long phải dùng những pha tốc biến để thoát ra khỏi đại bằng tiến. Đó là điều mà chắc chắn mọi người chơi Zara sẽ phải làm. Phía bên này Forgiven gặp nguy, có lẽ anh ta đã mất đi khiên chống phép của mình trong tình huống thi đấu từ trước đấy và dính liên tục những tình huống cố máu tới từ Samsung Galaxy. S2K đang muốn tập trung lại đẩy nhanh ở khu vực giữa, gây ra một áp lực lớn dành cho đối thủ, nhưng không ăn thua cho lắm. Ash và Miss Fortune đã ra đây rồi. Thêm chiêu cuối nữa đến từ Miss Fortune trong tay CoJJ tại khu vực đứng giữa. Họ đang muốn liên tục gây sức ép lên trụ một tại khu vực đứng giữa này của bên phía S2K. Bởi vì khi bạn lấy được sớm cái trụ một tại khu vực đứng giữa, bạn sẽ có thêm rất nhiều cơ hội để kiểm soát hai bên cạnh, đó là đường trên cũng như là đường dưới. Đặc biệt là trong cái bối cảnh hiện tại thì Samsung Galaxy đã là đội có được con rồng nguyên tố đầu tiên, và nếu như bọn họ có được thêm khoảng trống bằng việc kiểm soát tầm nhìn tại khu đường giữa này, rồng nguyên tố thứ hai hoàn toàn sẽ có thể nằm trong tầm kiểm soát đến từ Niali trong tay của Ambition. Nó cũng sắp ra rồi, chính xác hơn là đã xuất hiện rồi. Con rồng núi đá tiếp theo đã cập bến, đang chờ các thành viên từ cả hai đội tuyển tiến ra. Có lẽ đây cũng không phải là một cơ hội tốt để cho S2K chủ động ép giao tranh với Samsung Galaxy, vì nó cũng không phải là con rồng gì đấy quá giá trị mà đối phương buộc lòng phải xuất hiện. Khu đường trên, QB lại lần nữa bị hỏi thăm lưng dưới đồng quy của anh ta, không làm choáng được anh ta. Có chiêu cuối, dùng chiêu cuối quay ngược trở lại vị trí của Doane, tốc biến thoát đi và có cả biến chuyển pha, nhưng Doane đuổi theo quá rát. Đó là điểm hạ gục dành cho S2K, nhưng đồng thời nó sẽ lại là con rồng núi đá tiếp theo dành cho Samsung Galaxy. Hai con rồng núi đá nó đang đem về một khả năng phá những công trình và ăn những mục tiêu như rồng hay Baron rất tốt dành cho Samsung Galaxy. Anh ta câu được rất nhiều thời gian trước đồng đội của mình, và nếu như Samsung Galaxy có thể tận dụng được thêm khoảng thời gian đó tấn công và bào máu cái trụ một tại khu vực đứng giữa này, tính ra thì những pha mà đổi mạng đến từ QB ở khu vực đứng trên nó vẫn một phần nào đó là thành công mà thôi. Đại băng tiễn lần tiếp theo đến từ Ruler lại không trúng được vào người của vị trí Ryu. Có vẻ như thật sự thì tôi rằng người sử dụng đại băng tiễn trúng nhiều nhất có lẽ chỉ là anh chàng Bray của phía Rock Tiger thôi. Nó dường như là một cái đẳng cấp hơi khác với những pha trúng của Ash. Có lẽ là Bray đã sử dụng Ash trong một khoảng thời gian quá dài trong cái quãng thời gian thi đấu chuyên nghiệp của mình rồi. Khu đường dưới, sự chênh lệch về lượng chỉ số lính cũng vẫn đang được duy trì ở một mức độ như vậy mà thôi. Điều đó chứng tỏ rằng Forgiven làm khá ổn. Hai điểm hạ gục cùng với một điểm hỗ trợ sẽ khiến cho anh ta cân bằng về lượng tiền hơn so với Ash, thậm chí một phần nào đấy có thể là nhỉnh hơn
so với Ash của Ruler về lượng kinh tế mà anh ta đang sở hữu. Một mình anh ta phòng ngự gù đứng giữa những bộ chiến thuật kinh điển cho phép Forgiven được làm điều này. Trong khi đấy thì bộ đội xanh vẫn đang bị hỏi thăm, bị cướp liên tục bởi các thành viên đội tuyển Samsung Galaxy, đặc biệt là bởi Ambition. Nó lại một lần nữa nằm trong tay của Ambition rồi. Và rõ ràng đây là một trận đấu cực kỳ khổ của Ryu. Ambition đã hoàn thành được hai mảnh của trọng Valery Line, khiến cho máu anh ta rất nhiều. Và anh ta cũng đã đầy số tới từ chiến đấu lão luyện nữa. Nhìn qua thôi, rõ ràng lượng sát thương dồn trong khoảng gian ngắn được đưa ra bởi 2-3 thành viên của S2K là khó để hạ được ngay lập tức Nelly. Banner lần này lại dính vào chiều cuối đấy và đang lao lên rất nhanh là Jankos. Mục tiêu anh ta bổ vào là Crow. Crow nằm xuống và Kennedy xuất hiện từ phía sau lưng với chiều cuối của mình. Đó là điểm hạ gục tiếp theo dành cho thành viên đội tuyển S2K và là 3 điểm hạ gục liên tiếp. Hai thành viên đường dưới và thêm người chơi đường giữa đã phải nằm xuống. Ambition có pha ám sát tốt, anh ta cũng thành công được Xavier, nhưng có lẽ anh ta sẽ không về được khi người truy đuổi là Jankos. 2-1 có lời dành cho đại diện còn lại của bên phía châu là S2K, khi bọn họ đã có một tình huống tôi tin rằng setup giao tranh khá hoàn hảo tại khu vực đường giữa này. Tôi không biết là rằng tình huống trước đó mà Vander lên bản đánh số bởi sát thương Samsung Galaxy có phải là chính anh ta đem bản thân mình ra làm mồi nhử hay không. Bởi vì ngay trước tình huống Vander anh ta bị lên bản đánh số như vậy, tôi thấy rằng có quá nhiều cú binh dành cho Odomne di chuyển ra và những con mắt cắm sau lưng của toàn đội Samsung Galaxy. Xem là vào tranh này né được ngọn lao nhưng dính lại bằng tiến ở một góc đường quá hẹp. Jankos lao lên rất nhanh, anh ta kích hoạt cái vinh quang chân chính của mình và lao lên cực kỳ nhanh để áp sát và tấn công vào Ground. Nguồn sát thương được coi như là chính nhất của Samsung Galaxy tại thời điểm này. Nhìn vào lượng trang bị mà Ground đang sở hữu, nếu như anh ta để anh ta được chơi thì cái lõi công nghệ cấp 3 cùng với hai mảnh của cái trường Valery Line kia có thể khiến cho S2K hoàn toàn thất bại trong một pha giao tranh. Và cái lượng sát thương lớn nhất đến từ bên phía cả hai đội tuyển trong pha tranh rồi tại khu vực giữa. Nó đến từ Holas trong tay Jankos và nó đến từ Katsuya trong tay Ryu. Thực sự thì đội hình của Samsung Galaxy bây giờ nhìn lại, quý vị các bạn có thể thấy rằng 3 trên tổng số 5 vị tướng bọn họ đều những cái quân bài mà không hề có bất cứ một độ cơ động nào cao để chạy trốn khỏi khả năng truy đuổi đến từ Olaf trong tay Jankos. Đó là Victor, đó là Ash và đó là thêm cả Midfordon nữa. Ngay khi bạn đã sử dụng đài băng tiễn đến từ anh chàng Ruler để tấn công Vander rồi thì sẽ lấy cái gì để ngăn cản Jankos khi anh ta kích quả tận thế Ragnarok, anh ta kích quạt cái trang bị quan chính kia đây. Thực ra thì kể cả bạn có giữ cái đài băng tiến đi chăng nữa, bạn cũng không thể nào mà ngăn cản được Olaf tiến vào. Đó là lý do tại sao mà Samsung Galaxy đang phải chơi một lối chơi chủ động hơn. Họ sử dụng những pha chiều cuối từ Ash của Ruler làm một cái tiền đề để mở ra tranh và cũng nhanh đi được một vài thành viên, 1/2 thành viên của S2K. Và trong trận đấu này thì dường như cơ hội của họ chỉ là một mà thôi. Kennen rất khó để có thể bị gục. Cassiopeia có lẽ sẽ là mục tiêu ngon ăn hơn, nhưng nếu như bạn lao vào Cassiopeia, lượng sát thương của bạn dồn là không đủ, bạn rất dễ bị dính một pha lật kèo với một pha chiều cuối hóa đá từ Cassiopeia của Ryu. Kết quả vinh quang chính đến từ Jankos và KoZZ gặp nguy hiểm cùng đứng giữa này. Anh ta sử dụng chiêu cuối mình và chiêu cuối từ Vander hất tung của Ground và Jankos. Thực sự anh ta gần như đã là bất tử ở trong trận đấu này rồi với một KDA đó chính là 506 bằng vị tướng Olaf này. Một sự lựa chọn nó hoàn toàn thay đổi thế cục, sự tin được thể hiện bởi Jankos. Ngay khi anh ta thấy đối phương sở hữu Nihali, anh ta lấy cho mình Olaf trong lựa chọn tiếp theo và anh ta đang không khiến những người đồng đội phải thất vọng với màn thể hiện rất ấn tượng. KDA là 506, thậm chí anh ta còn lên trước cái dây chuyền Ansuari chứ không phải là món trang bị nào gia tăng thêm cái sức mạnh của cá nhân của Olaf của anh ta nữa. Cực kỳ đồng đội trong kiểu là hoàn thành trang bị của mình. Tiếp tục mục tiêu tấn công của khu đường trên là Ambition. Và lần này đã có những tình huống vô để thoát ra khỏi được những đường tấn công tới từ các thành viên đội tuyển S2K. Nhưng tuyến 2 ập vào với Ogame với cái chiều cuối thì không cách nào mà thoát ra được cả. Và thậm chí là cả QV nữa. QV xuống chiều cuối quay trở lại với bệ hồi máu của mình, hay chính xác hơn là quay trở lại khu vực dưới tiếp tục cái thế đẩy để đảm bảo an toàn tính mạng. Một trận đấu là hơi buồn dành cho người chơi đứng trên ở Samsung Galaxy, khi tính đến thời điểm này thì anh ta vẫn chưa thể đóng góp cho những người đồng đội của mình bất cứ một điểm hạ gục hay là hỗ trợ nào cả. KDA là 0-2-0, rất là nghèo, farm lại thua rất nhiều so với Kennen trong tẻ Odomne. Còn nhìn lại thì người chơi trên của S2K đang có KDA đó là 3-0-2 cơ. Đóng góp của anh ta nên là cực kỳ khủng khiếp để tạo ra vô số những tiền đề cho Olaf trong tẻ Jankos có được KDA 507 tính đến thời điểm này của trận đấu. Và khi mà anh ta nâng cấp
cái cụ học kia nên thành trang bị thủ lửa đi rồi rằng làm thế lực. Đó là lý do tại sao chúng ta đang nói về cái điểm yếu được hiện hữu bởi các thành viên đội tuyển Samsung Galaxy. Họ không có những kỹ năng khống chế theo dạng là chủ động trừ chiều cuối của Ash. Và nếu như chiều cuối của Ash đấy nó bị phong tỏa lại bởi Olaf trong những tình huống lao lên nhanh tới từ trận thế Ragnarok thì không có cách nào để ngăn cản các thành viên tuyến tiếp theo của S2K lao vào và được chơi một cách thoải mái cả. Đây là con rồng thứ 3, nó là một con rồng đại dương. Nó đem về khả năng hồi phục không phải là quá tuyệt vời dành cho S2K, nhưng dù sao nó cũng đang ngăn cản Samsung Galaxy trong việc tước đi tiếp những con rồng trận đấu này. 42.000 so với 43.000 tiền, mặc dù thắng trong cái pha giao tranh và có rất nhiều điểm hạ gục, nhưng S2K vẫn đang là đội bị giật trước về lượng tiền. Họ cần phải biết điều này, họ cần phải lưu tâm tới khoảng cách chênh lệch về lượng lính farm rất lớn được tạo ra bởi hai người chơi khu vực đứng giữa và thậm chí đến từ cả người đi rừng Nelly so với Olaf nữa. Với 5 điểm hạ gục này, 7 điểm hỗ trợ này, tôi tin rằng Olaf có thể cân bằng được lượng tiền so với Nelly, nhưng nó chỉ là cân bằng chứ không phải là vượt trội. Thua khá nhiều về việc farm những chỉ số quái rừng cũng như là chỉ số lính đoạn đầu trận đấu. Nhưng hiện tại thì Olaf trong tài giang cốt đang là quá khỏe luôn. Chỉ cần là anh ta nâng cấp được cho mình cái món trang bị quỷ lửa đi rừng kia thôi, và cộng thêm những món trang bị có thể giúp cho anh ta tăng thêm cả những lượng giáp trong trường hợp mà giang cốt sẽ đối diện với hai họng súng đến từ Gruller và CoZJ nữa. Tôi vẫn tin rằng đội hình có khả năng kích động mạnh mẽ như này đến từ chiều cuối của kia, đến từ cái món trang bị giang cốt đang mang trên người, hoàn toàn có thể khiến cho Ground không có cơ hội để anh ta liên tục kẻ. Hướng tới dìu đen rất nhanh nhưng vẫn chưa có được nó là CoJJ. Zyra phía bên kia thì có lẽ sẽ là mặt nào ở đầy liền rồi một trận đấu mà cả hai tướng hỗ trợ sẽ phải đảm bảo được nguồn sát thương trong những pha giao tranh. Và như đã nói thì thực ra tôi đánh giá cao hơn dành những pha chiều cuối tới từ Miss Fulton. Nhưng đây là một trận đấu mà Miss Fulton rõ ràng sẽ không được đứng để sử dụng những pha chiều cuối của mình một cách đơn giản khi anh ta cứ liên tục đi hỏi thăm, đi gây áp lực bởi Jan Ghost. Còn khu đường dưới này thì QV đang tay đôi vô đồ Amne. Anh ta không còn chiều cuối, anh ta đang thoát ra bị làm choáng bởi Amne. Nhưng những pha phi tiêu tiếp theo nó trượt, đại bằng tiến cũng trượt luôn. Và có lẽ pha tranh dừng lại đây mà thôi. Cái tuyến trên của Samsung Galaxy trận đấu này tôi tin rằng sẽ không có đủ cực lắm để mà tạo tiền đề cho CoZJ xả tối đa những kỹ năng chiêu cuối của mình. Và khi mà gian cốt anh ta bật vinh quang chính kia, anh ta băng thẳng vào thế Ragnarok thì đang phải đặt ra một câu hỏi rằng Samsung Galaxy sẽ làm cách nào để chống lại được cái nhịp băng vào mạnh nhất đó từ S2K đây. Có lẽ cách duy nhất để bạn có thể cản ở Olaf với cái đội hình này trong những pha băng vào đấy là Ground sẽ phải hướng tới theo tôi đoán và hình dung thì phải là cái sông cầm tay ương. Và sau đấy dồn sát thương đơn mục tiêu một cách mạnh mẽ nhất và hạ gục Jan Cốt ngay khi mà anh ta kích hoạt cái tận thế Europe, là cái thời điểm mà anh ta bị giảm bớt đi cái khả năng chống chịu. Và Ash và cả Mitch Fulton nữa cũng phải làm được một điều tương tự là gây rất nhiều sát thương vào trong khoảng thời gian vừa rồi. Tuy nhiên có một điều khá thông minh tới từ Jan Cốt, tức là anh ta biết là khi bật tận thế Ragnarok như đằng nào anh ta cũng sẽ bị giảm bớt đi khả năng phòng ngự. Anh ta hướng tới là máu mà thôi. Hoàn toàn khả năng chống chịu của anh ta nằm ở máu. Một chút xíu kháng phép nó cũng không thể khiến cho Jan Cốt tỏ ra chính cấp hơn. Nhưng máu thì đang làm được điều này. 3.000, ít nhất là 3.400 máu đang được sở hữu bởi người đi rừng của S2K. Và điều đấy đang khiến cho Samsung Galaxy giống như gãi vào anh ta vậy. Lát nữa mà anh ta có thể tiền lên được cho mình, một là cái giáp gai, hai là cái giáp liệt sĩ, nên là tôi tin rằng Jan Cốt anh ta không phải quá sợ những lượng sát thương đến từ Ruler và CoZJ. Đành rằng là lượng khám phép trên người anh ta, tôi thì rằng chắc một phần nào đó vẫn là chưa đủ bởi vì lượng đồ đến từ Victor trong tay Ground là nhiều. Nhưng ta cũng chỉ cần đơn giản là khiến cho hai xạ thủ Samsung Galaxy không đủ cơ hội để mà tiếp tục đứng được bắn đầy đủ một kỹ năng mình thôi. Thì phần còn lại hãy để cho Ryu không cần giải quyết bản thân. Vẫn đang tỏ ra rất khó chịu khi Miss Fulton sử dụng những pha mưa đạn, nó ép góc tốt được CV ở khoa phần. Và đơn giản, và có một cái điều nữa đấy là họ luôn luôn tìm một cơ hội khi mà Forgiven sử dụng những cái khiên chống phép của mình sẽ là đại bằng tiên được thả ra mà thôi. Và Jan Cốt làm lần nữa như thú sổng chuối, anh ta lao lên tấn công, mục tiêu anh ta tấn công là Ruler và tốc biến phía bên cạnh tường tới từ Ryu, sát thương gây vào quá lớn đến cả Kennen nữa, anh ta làm choáng được hai mục tiêu. Ground đang thoát ra, Ground đặt cái trường trọng lực của mình hút cả hai thành viên của S2K vào, sát thương dồn vào đến từ Miss Fulton, họ hạ gục thành công được Kennen, sát thương rất lớn từ Ground cho phép S2K làm điều này, cho phép Samsung Galaxy làm điều này. Và đồng thời điểm
thì QV đã lấy được cái trụ thứ hai khu vực đứng dưới. Họ giao tranh thiếu người nhưng họ vẫn gỡ lại được một điểm hạ gục của đối phương. Đó là điều tuyệt vời mà Samsung Galaxy có thể làm được. Nhưng bây giờ S2K đang làm gì đây? Họ tiến ra khu vực hàng Baron, họ cố gắng kiểm soát ở xung quanh đây và tiến thẳng vào ăn con Baron này để ép pha dịch chuyển đến từ QV. QV đã dịch chuyển ra đây rồi. Jankos vẫn đang cùng những đồng đội của mình ăn Baron. Ambition bị tấn công, Ambition bị dồn rất nhiều sát thương. Ambition nằm xuống nhưng trước đó là Vander giữ sát thương của Crown và họ đang lao lên tấn công vào Jankos. Đã có điểm shutdown dành cho thành viên đội tuyển Samsung Galaxy và cả Forgiven nằm xuống với triple kill dành cho QV. Một, tôi nghĩ rằng đây là bước ngoặt trận đấu. Tôi nghĩ đây chính là bước ngoặt trận đấu với rất nhiều những điểm hạ gục và tiếp theo có thể cả là cái trụ thứ hai khu vực đứng trên nữa. Tôi không hiểu vì một lý do đó mà S2K lại tự tin đến mức độ mà họ dám tiến thẳng vào con Baron đầu tiên trận đấu khi mà đối phương vẫn còn có Victor trong tay Crown còn sống trên mặt đất, vẫn còn có lượng giới đồng quy đến từ vị trí của Echo trong tay chàng QB tại khu vực đứng trên kia. Và bao nhiêu công sức từ đầu trận đấu giờ đến từ Jankos khi anh ta muốn tắt ngấm điện vào Echo thì Echo đã đòi lại hoàn toàn bằng được, có được cái phá chip một kiểu của mình tại khu vực Baron đầu tiên của trận đấu này. Thế lại ngay tốn nhiều sát thương cũng như là cả tài nguyên của mình để dồn vào vị trí Ambition, nhưng họ đang bỏ quên có Crown vẫn còn có thể khả năng đứng ngoài và kẻ tía trong của mình và bỏ quên QV khi anh ta bọc một đợt từ hai bên cánh với một tiếng dịch chuyển của mình. Và rõ ràng cái pha vừa rồi S2K đã dâng toàn bộ lợi thế của mình vào tay Samsung Galaxy. Thêm một lần nữa, Vander đang bị bào trong trận đấu này. Chất tướng Zyra thực sự là rất tù để bạn có thể thoát ra khỏi được những tình huống đại bằng tiễn và kết hợp thêm cái sát thương đến từ bão đạn của CoJJ. CoJJ đang hướng tới cái... Anh thực ra là anh ta đã mua xong cho mình rồi, gương đồ tể. Và trang bị gương đồ tể này sẽ giảm bớt đi khả năng hồi phục của thủ Olaf đi rất nhiều, thậm chí là cả Cassiopeia trong những pha giao tranh nữa. Và với cái... những cái cú chụp cuối và những lượng sát thương ghê trên diện rộng tới từng mưa đạn thì đây là hoàn toàn là món trang bị hợp lý trong trận đấu này. Đi đen anh ta đã có rồi và có lẽ là Jankos anh ta sẽ cần phải đầu tư thêm cái lượng tiền của mình bằng việc có thêm những cái món trang bị tăng giáp tiếp theo, chứ với chỉ từng kia thôi có lẽ sẽ là hơi khó để anh ta có thể tấn công thẳng vào được tuyến sau đến từ Samsung Galaxy mà không phải chịu cái cảnh giáp của mình bắt đầu bị trừ đi về âm. Vừa rồi là có một pha anh là QV phải mất đi những bộ kỹ năng của mình ở khu vực đường dưới này nhưng vẫn đảm bảo được cái độ an toàn khi liên tục để cao lính lên, và sau khi có được chip một kill tại Baron, wow, bây giờ anh ta có lẽ sẽ không phải quá ngại trong tình huống đối đầu 1-1 với cả Odom này. Với 30% thời gian hồi chiều thì nếu như thời điểm này Vander lên bảng đánh số với những pha đại băng tiễn khi ta xuống gì cảm thấy tầm nhìn sẽ lại là đại băng tiễn một lần nữa được hồi lại. Và vừa rồi Ruler đã chứng minh cho chúng ta điều này. Đấy là trong trận đấu này là Ruler chứ không phải là Prey. Tần suất những pha chiều cuối trượt cũng là tương đối cao tới từ những pha đại bằng tiễn của Ashe. Chứ nếu như nó đạt được độ chuẩn xác cao hơn và liên tục nhắm vị trí Vander như vậy, tôi nghĩ rằng là tướng hỗ trợ của S2K đã không được chơi. Bây giờ là CoJJ là người tiến công quay ngược trở lại với mưa đạn, với cả bão đạn luôn. Nhưng nó không ăn thua. Jankos vẫn đang có những pha xử lý rất sắc nét, kiểm soát tầm nhìn tốt. Chạy là không nổi bởi vì là bạn sẽ đối đầu với cả Olaf có cả một thể Rarok cũng như là cả cái quan chính kia. Hiện tại thì Samsung Galaxy đang muốn đòi lại sau khi mà hỗ trợ của mình phải lên bản đường số ở khu đứng giữa. Họ e góc hoàn toàn cái đường lui về phòng thủ đến từ S2K. Và thêm một lần nữa đó chính là đại bằng tiếng của Ruler thì lại không trúng bất cứ mục tiêu nào cả. Đúng thật là nếu trận đấu này mà chia cuối đến từ xạ thủ Samsung Galaxy anh ta sử dụng một nắn nót hơn thì tôi tin rằng bọn họ sẽ có thể có rất nhiều khả năng nâng cao cái tỷ số điểm chứ không phải chỉ dừng lại trong cuộc chơi trận đấu này. Rất may đây là những cú chụp cuối bây giờ hồi lại có lẽ chỉ tầm khoảng 1 phút mà thôi. Tôi rằng nó đã hồi được gần một nửa đường tới từ cú chụp cuối của Ash rồi. Cứ 1 phút bạn sử dụng một pha chiều cuối đại bằng tiến của Ash thì như vậy cái tỷ lệ để bạn hên xui nó cũng cao hơn nữa. Và một lát nữa thôi, khi tập trung lại đông hơn các thành viên hay kiểm soát ở trong những khu vực chật hẹp hơn, đó sẽ là một cơ hội rất tốt để cho Samsung Galaxy tiếp tục bào vào vị trí tương hỗ trợ của S2K. Cố gắng thì trong những pha tranh tổng 5-5, xạ thủ của Samsung Galaxy đừng có bắn chiêu cuối đó vào vị trí của Olaf này, Jankos, hoặc là bắn vào khiên chống phép đến từ TV có thể không even. Có lẽ là tôi nghĩ rằng bây giờ thì Vander sẽ phải là người lui ở sâu nhất ở đằng sau hậu tuyến của phía S2K. Chứ nếu như Zyra mà lên bản đến số sớm, anh ta vẫn còn đầy đủ bộ kỹ năng mình, đặc biệt là chiêu cuối hất tung lên nữa, thì thật sự là S2K cũng sẽ hơi thiếu một chút xíu về cái lượng cuộc chiến cứng của mình. Thiếu hụt chứ, thiếu hụt đi không phải là ít mà tôi nghĩ rằng tương đối nhiều. Thậm chí chúng ta có thể kể tới cái lượng sát thương để gây ra
bởi Zaira trong những pha giao tranh nữa. Nó cũng không hề nhỏ một chút xíu nào khi anh ta đã hoàn thành xong được mặt nạ đầy Leon Bright với lượng đốt phần trăm máu là khá cao. Odoamne tiếp tục muốn gây áp lực và đẩy lui QV về, nhưng không ăn thua. QV đang tỏ ra là rất cứng cáp khi chỉ cần phải một đối một với Odoamne mà thôi. Và tại cái thời điểm này, khi đã có được 30% thời gian hồi chiều đến từ những món trang bị sở hữu trên người, thì có lẽ QV rất tự tin với những pha về nhà mua đồ và sau đó xuống chiều cuối quay trở lại khu vực đường và tiếp tục duy trì cái thế đẩy rất khó chịu đang được anh ta làm từ nãy đến giờ. 310 chỉ số lính rồi, hoàn thành xong được sát thiên thần rồi. Tôi nghĩ rằng bây giờ QV mới là cái con quái vật bất tử lao vào trong vào tranh giữa cả hai đội tuyển. Rất là khỏe, bên phía S2K rõ ràng đây không phải một hình bạn có khả năng nhồi được lượng sát tương sốc ở trong khoảng thời gian nhất định. Bởi vì là các Sylvia và Sylvia đều những vị tướng bạn cần phải đánh giả dích cái thời gian thì mới có thể gây đủ lượng sát thương lên đội hình của Samsung Galaxy. Thì đến thời điểm này, đúng thật như anh Mạnh đã phân tích thì QV đang quá là khỏe luôn, thậm chí rằng anh ta có thể sẽ còn bất tử hơn cả vị trí của Olaf trong giải giang cốt nữa. Khi mà lời giải cho việc chống trả lại Olaf quá khỏe ở giang cốt từ đầu trận đấu đến giờ thì Crow đang lên những món trang bị sốc sát thương rất đau. Anh ta đã có được chữ UVO, anh ta sẽ hướng tới tiếp, có lẽ sẽ là mũ thuyền vào Biden mà thôi. Trong một trận đấu như này, có lẽ bạn cần phải quên đi cái vọng ẩm của Luden, hướng tới những món trang bị mang tính chất vĩ mô hơn hẳn, đó chính là mũ thuyền vào Biden. Và đó thực sự sẽ khiến cho lượng sát thương sốc tới từ Crowd là rất cao. Một lần nữa, Ambition cùng những đồng đội là kiểm soát thành công được con bùa lời xanh. Cú đứng dưới đẩy lên quá cao khiến cho không có được khả năng kiểm soát tầm nhìn tới S2K. Vẫn đang làm rất tốt đó Samsung Galaxy. Samsung Galaxy bây giờ tôi tin rằng bọn họ cần phải kiểm soát tốt được lưng tầm nhìn đằng sau lưng mình. Giờ thì có lẽ bọn họ chỉ có sợ nhất khi muốn di chuyển đáp đằng sau lưng đến từ Kennen trong tay Odoamne thôi. Còn Jankov muốn băng vào thì cần phải tính toán cực kỳ nhiều, bởi vì nếu như trong khoảng thời gian anh ta kích hoạt con chính kia có thể một sang đuổi từ Sylvia của Forgiven mà không đủ sức để cản đi được nhanh chóng cái loạt đạn đến từ bên phía KJJ thì lượng giáp của anh ta không cẩn thận đã bị trừ bề âm, hoàn toàn là khả năng trừ bề âm. Bây giờ anh ta mới chỉ có một cái giáp lưới mà thôi, và nếu như trừ bằng cả dìu gen liên tục như vậy thì cơ hội để âm là khá cao. Emission cướp thành công được con bùa lợi đỏ, anh ta tước đi rất nhiều thứ trong phần dừng của S2K trong trận đấu này. Tôi vừa nói tới sự an toàn, sự ổn định của anh ta trong những pha thi đấu theo kiểu kiểm soát cùng với những người đồng đội. Thì trận đấu này anh ta lựa chọn Nearly, đương nhiên cách chơi của anh ta sẽ phải xâm lăng nhiều hơn sang phần dừng của đối phương. Anh ta thể hiện điều này một cách rất tuyệt vời. QV lại một lần nữa hết máu hết năng lượng, còn đây là một cơ hội nữa để anh ta đẩy nốt lần lính và sau đấy về nhà hồi phục và xuống chiêu cuối quay trở lại khu vực đường. Còn phía bên này, Nearly vẫn đang tỏ ra xuất sắc trong pha di chuyển đi kiểm soát tầm nhìn, đã có được cái song kiếm tay ương tới từ Ambition. Và đây, để xem, lại là quay trở lại với chiều cuối mà thôi. Rất là khó chịu đến từ người chơi đường trên của Samsung Galaxy. Có vẻ như hàng dòng số 3 của LCK Hàn Quốc, bọn họ đang không phải vội tập trung người vào tấn công các mục tiêu quan trọng thì phải. Thì tôi thấy rằng từ nãy giờ QV đẩy xuống khu vực đứng dưới, Victor tay của Crowd đã đẩy lên khu vực đứng trên và để cái khu vực đứng giữa kia cho bộ đôi xạ thủ hỗ trợ Samsung Galaxy quản xuyến. Thì họ đang muốn liên tục ghép được ở cả ba đường, và ngay khi đảm bảo rằng mình có đủ lượng tầm nhìn, Samsung ân quá nhanh đi con Biden đầu tiên của trận đấu này. Hai xạ thủ pháp sư là Victor và thêm người đi rừng là Nearly nữa. Quả nhiên là tốc độ An Baron là chóng vánh, rất nhanh được thực hiện bởi các thành viên đội tuyển Samsung Galaxy. Với con Baron này bây giờ khả năng đầy lẻ ở QB, tôi nghĩ rằng một mình Odoamne sẽ không thể nào phóng ngự nữa. Nãy giờ kể cả là không bùa lời Baron, anh ta vẫn thực hiện những pha áp trụ rất nhanh để tấn công và cấu đi máu trụ với cái nội tại được kích hoạt đến từ thủy kiếm. Và bây giờ anh ta sẽ không cần phải ân ngại gì Odoamne hết, đã mất cái đồng hồ Catronia rồi. Odoamne phải làm gì đây? Không đánh lại nổi. Rõ ràng là Kennen bây giờ kể cả bạn có dùng cái chiêu cuối, có dùng cả đồng hồ cát cũng như là cả cái đai lưng hashtag kia, không có bất cứ cái cửa nào để cho cái vị tướng giống xét này có thể đấu thẳng lại được Echo trong tay QV giải phụ đứng dưới. Đã có Baron, đây sẽ là thời điểm để Samsung Galaxy tập trung bốn người đẩy ở khu vực đường còn lại, trong khi đó tôi đã thấy một đường lính siêu cấp khu vực đường dưới được dành cho hàng số 3 của LCK. Cực kỳ chiến thuật, Samsung Galaxy đang chơi một cách rất quy củ, kể cả có lợi thế hơn, nhưng những gì đã đề ra từ trước họ vẫn đang cố gắng thực hiện nó một cách triệt để không mắc phải bất cứ một pha sai lầm nào. Trong khoảng thời gian ít nhất là 10 phút trở lại đây, tôi không thấy có bất cứ một lối di chuyển nào bởi Samsung Galaxy cả. Cùng lắm nó chỉ là Ambition mà thôi, nhưng Nearly là một chất tướng dễ dàng để bạn thoát ra khỏi những pha kiểu như vậy. Và Jan Ghost thì máu của anh ta bây giờ đã không còn là vấn đề nữa rồi.
sát thương sốc là vô cùng nhiều được gây ra bởi Ambition và Crowd khi move của tuyển Robin cũng đã hoàn thành xong tới từ Victor và trụ thứ hai của đội tuyển giữa bị bào đi. Tôi không hiểu là MVP trận đấu này có được tính thành cho QB hay không, nhưng những gì anh ta làm là rất nhiều nhưng lại vô cùng đơn giản với chất tướng Echo. Đang là bất lực đến từ S2K trong việc bạn có thể phòng thủ lại được những chân đẩy lên đến những người chơi trên của Samsung Galaxy. QB có vẻ như vẫn là thoát được rồi với một tình huống sử dụng biến chuyển pha cuối cùng của mình. Nó có chiêu cuối, anh ta hoàn toàn có thể quay trở lại bất cứ nào. Trong khi đó chiêu cuối đến từ con dây dây, mất đi tốc biến đến từ cả Forgiven, đến từ cả vị trí của Vander. Bây giờ dịch chuyển lên, QB đang lựa chọn mục tiêu là Forgiven. Anh ta băng thẳng vào với cái tốc biến của mình, bị hất tung lên rồi nhưng đây vẫn là bỏ ra tinh thần. Anh ta cùng ngã xuống như trước đó. Khi mà rất đau đã khiến cho Kennen và khiến cho cả Ryu phải lên bảng đánh số. Hai đường lính siêu cấp cộng với trụ đầu tiên bảo vệ nhà chính chiến thắng rất trước 1-0 trong cặp bán kết còn lại dành cho Samsung Galaxy. Tôi thấy rằng QB vẫn đầy máu, anh ta đã về nhà và lại lần nữa anh ta quay trở lại với cú chiêu cuối của mình. Chất tướng Echo trận đấu này làm cái gì đấy nó quá khó chịu được thể hiện bởi QB. Chiêu tiếp theo tôi tin rằng sẽ có những sự quan tâm, sẽ cần phải dành những lượt cấm, nhưng cấm gì đây, có quá nhiều những con bài cần phải được cấm tới từ các thành viên đội tuyển S2K. Nó là Midfortin trong vai trò tướng hỗ trợ, nó là khu vực đường trên, còn quá nhiều nữa, còn cả Poppy, còn đủ thứ trên trời. Và trận đấu tiếp theo sẽ là một bài toán rất nan giải dành cho các thành viên đội tuyển S2K mà họ cần phải giải. Và chúng ta sẽ quay trở lại chỉ sau một ít phút nữa thôi, khi trận đấu thứ 2 của cặp bán kết 2 giữa S2K và Samsung Galaxy được bắt đầu. Dying twice in mid lane because he messes up the flash very early. That cost him a lot and cost the team a lot as well. They didn't get a big enough advantage after getting first blood, and that allowed Samsung to just keep it even and then slowly but surely get further ahead. If there is one thing to say, the first blood was so early it wasn't even full allotment of gold. The lane matchup is still topsy-turvy with that MF. Samsung Galaxy now 8 games straight over the last few weeks. If they can withstand the H2K early game, and H2K are unable to find mid-game plays, surely that means Samsung Galaxy are just going to run away with this series, because that was where the strength of H2K was. They had the advantage, but it was it messy plays, bad plays that cost them? The thing is that also, you know, being on blue side changes up a lot in this, and I think that H2K will have a very different look coming into game number two. So, yeah, while Samsung had a very impressive close there to the game, I think there still is hope for H2K. We'll have to find out. Hold that thought, Fisher. We're going to find out what the analyst desk has to say about game number one. Thank you very much. Quick shot. Samsung Galaxy securing the first game of the series here, but I feel that this game went very much the way that we had talked about, you know, the strengths and weaknesses of both of these teams leading up to the start of it all. H2K with a couple really big early kills, but ultimately Samsung Galaxy's late game decision making superior. Yeah, 100%. I think that when you give away a draft like this, when you give away Nidalee and Victor, two champions that have incredible control through the Rylai's build, it's always going to be hard to close on them. So you have to be able to stomp that early game and be able to transition into mid game plays. And they had half of the recipe. They were picking up the kills, but they weren't getting any gold off these objectives. Yeah, and I think the extremely early kill in the bottom lane is what H2K would have needed to win that game. Yep. Because they had two pretty much winning lanes in the mid and top lane if they're playing properly. And then the lane that's supposed to get smashed with the Sivir Zyra there against the counterpick Misfortune Nash gets first blood. And suddenly they're okay. Not to mention they burn the summoner spell on MF, but didn't work out. Yeah, it's very hard to kind of gauge in this game. But we could already see, despite numerous visits from Jankos in the bot lane, the CS in the bot lane was actually pretty even. That's because this lane in the Ash Misfortune actually smashes Sivir. Ash has historically been a great pick into Sivir. And because the Misfortune has arisen as like a counterpick into the Zyra, it's double outrange, double poke, really easy gameplay pattern. At level 6, you will always get a kill on a Zyra or a flash. HK needed Jankos to get these ganks off, and that's why I didn't like the draft that much. It was expected that Misfortune would come out, and I hope HK don't get lulled into a false sense of security. Luckily for them, though, there was this genius pathing across the game from the first blood king. Yeah, and Jankos was completely on fire. This was actually the only game Samsung was able to win after giving up first blood. So they had the early game gank. But this replay is mainly just trying to show the pathing. Notice how he completely avoids the river, takes a shallow path through the jungle so he's not going to run into the Nidalee. And he's no hesitation here because he knows Nidalee might path down there later, perfectly going for Core JJ right off the bat as well.
Yeah, and I see what he was doing there every single gank. Look at him. This one was great, too. The Fog of War just at the edge, and we're not highlighting it for the kills. We're highlighting it for the pathing that Jankos was doing. Even now, he sends Vander out of the brush. He keeps waiting there. This guy masters Fog of War. He's aware of the pink ward. Communication with Odoamne, the 2v2 top lane, it was definitely one here. So if H2K can just draft a safe bot lane and keep playing around this top lane with Odoamne, that may be a better recipe because Jankos is going off. Yeah, you mentioned that Jankos needed the ganks to work, and they all did. 100% kill participation for him, even in this loss. Also, very interesting and smart itemization from him, going for that Righteous Glory very early. We saw the effectiveness of that in making picks. Yeah, and even the way he used it. So he speeds up with the Ghost, with the Righteous Glory. He'll get close to his opponent, wait for the Righteous Glory to proc, which is actually an AoE slow, a mini Randuin's, as if it were. Then he throws the Axe, hoping that they would flash already. He is really mastering this champion. However, this build requires a snowball lead, but he is consistently getting it. Yeah, but Spawn, if we're going to talk about Jankos, we got to talk about his counterpart in Ambition, because the team goes down a couple early kills to a lot of teams that would shake them on a stage like this, but the veteran here stepping in and helping them out. And that's what's so impressive about it. I mean, able to line up the first spear, sure, bad flash out of Ryu, but he comes back for the return gank, which is what we love to see out of these junglers. And Ambition, we talk about him so much because he is the shot caller and the leader of this young squad. And if they're going to have any chance in the early game, he needs to continue to be able to match some of that pace. And then he went back into the jungle, and this is the impressive thing, and just farms up a storm. This guy's on 5 items at the exact same time as his mid laner. He is doing work at the same time that Jankos is. Still though, I feel there's more, like we got to criticize Ryu more than praise Ambition. I mean, he landed one spear on Ryu from Fog of War, then the other one was in a gravity field. Crown is getting, is smashing Ryu in lane rather at the moment. Ryu was getting outrated very early. Cassio into the victor lane, that should never happen. And that was my biggest problem with the draft. I mean, you can talk about winning lane, losing lane, but at a certain time, comfort comes out king. And we've seen so many times that Crown on this victor is better than anyone in the world. I mean, this guy puts in overtime and is able to pick up side lane farm to get ahead and then just team fights like a machine. I mean, I really don't think that you can afford to give it to him. And Jack, you were looking at this mid lane matchup coming in saying that Ryu is one of the members for H2K that has stepped up the most coming into the world. Yep. But here he is. He goes down 2 early kills, is losing in CS. That's not what we want to see out of him. You don't want to see Ryu dying over and over again, and we saw a little bit of that this game. And yes, it was a little bit inexcusable. You do, though, give over the Nidalee, and you just get pressured in the mid lane. Nidalee is so good at pressuring a gank in the mid lane. Even if you're not landing spears, you just walk into the lane and auto-attack that, and you can win the lane just via that. Yes, Ryu played badly. Yes, he has to bounce back, but they did pick him into a bit of a corner. Absolutely. All right, now let's go ahead and take another look at Samsung Galaxy's 29-minute ace, brought to you by Acer. We talked about, okay, H2K, they're ahead. They're looking to make decisions, and Krepo, you had talked about the importance of Baron in this matchup. Swan, it all goes awry for them here. Yeah, and when you have a look at this, as soon as the teleport comes in, you should back away. Instead, they go for a little bit of a hybrid fight as they're retreating to the top side. I think that when you burn that many flashes, you go over the back of the pit, you just get the heck out of dodge, because there was really nothing that H2K could do once Kuve entered the fight. Exactly, and this was essentially the end of the game. Kuve became tanky enough to tank the front line. Crown got enough damage to just stop any flank that was coming in, and that was the weakness we had for H2K coming into Worlds, was their inability to play around Baron properly to close the game. But we have to put that Baron call into context. So this was a pickoff from H2K, they get control, and then they see Kuve in the bottom lane right there, so they know they need to somehow get this teleport on cooldown, so they start to dash. That's a fine call. The problem with H2K's Baron call is not necessarily the start of the calls, is that they can't pivot mid-call. It's the communication within the call. Yes, the communication in the team fights or within complex Baron situations just isn't fast enough. If they back off the second that teleport gets channeled, they get the teleport cooldown, they can trade a turret, but then they play the next part of the map with TP advantage. That's what they technically should have done, but because there's so much pressure for these guys and they're trying to rush it down and somebody just makes the call, finish the Baron, they're fish in a barrel for Samsung, and that's the problem. They don't pivot quick enough on their teamfight shot calling. All right, now let's talk about moving forward to game two. H2K swapping to blue side here, no substitutions. What do we want to see out of them? Of course, Nidalee being left up was big for Samsung Galaxy, but what's the response here? I think that when you have a look at this, I think like bottom lane needs to go further in favor of H2K, in my opinion, if they're going to win. I don't think you can actually pick just the utility in your bottom lane and expect them to get smashed, because they don't like to play that style. You know the Odoamne right now, if you give him a counter pick, it's going to be fine. Pick the strong lane for your duo and be able to take it to it. Don't take Zyra when the misfortune is available. Yeah, they have an extra ban in a sense, I would hope, now that they're on blue side. I want them to take away Crown's victor. Because all right, that guy has been crushing on that champion. There we have it. Samsung Galaxy has taken a 1-0 lead in this best of five. Stay with us, because Worlds 2016 continues after the break.
I see a problem, I eliminate it, Mr. Vander. So if a vision is problem to you, just call for me. He's a problem, he's a problem. Oh, we want an action here! Okay, well, there we go, this is going to be problems. A vision is wrong! Okay, H2, what was that? They have no vision. Oh, I go here. Come, Victor, Victor. I'd like to come. Exo, I'm on my way, Victor. Kill. They traded one for one. Yankov running for his life. Ryu's cut down. And with Kube chasing, you're never going to outrun an Echo. He's looking for Forgiven. The damage isn't there, though. Some of the heal was used. Kube's in trouble. Still got a GA. Owande is already dead. He didn't even get down the slicing maelstrom. Crown gets his fifth of the game. Samsung Galaxy secure the win and continue their winning streak at Worlds. Dare to be.
it's basically what version of H2K is gonna show up at the match day, because we are like Jekyll and Hyde in a way. We can have one of the highest highs out of all teams in the world, and we can be like, oh well, we're basically like just a disappointment at some random day. But I think if we play like we played all those weeks, and even better, if we actually are disciplined enough and have the balls to do the necessary plays, we can prevail. Welcome back to Madison Square Garden. Samsung Galaxy are 1-0 up over H2K. And which version has shown up today? I think too early to tell just yet, because I think the expectations were met in game one. Both teams shined through, but this time around, H2K didn't have enough of a lead to win the game. And honestly, yeah, that first game wasn't H2K, you know, doing super poorly or anything. That was Samsung. Yep. Very, very disciplined, and yeah, step by step, it was just so good. All the small things that they were doing to lead up to that victory, they checked every single box. Super cool little clip though with Forgiven, because it's kind of been our story all year for H2K. So inconsistent, so up and down in their performance. They could lose to the worst team in Europe and then beat the best team in Europe right after. And here at Worlds, they've been consistent since week two, of course, won so many games. Game one, though, they just didn't have enough. And the problem is that consistency has to improve. They can't just be consistent against Samsung Galaxy. H2K has to exceed their performance. Now, they did pick blue side. Let's find out whether or not they're going to get that Syndra, or if Samsung will ban it away, and if Victor will be taken off the table. Yeah, H2K can actually also go for Poppy. Vâng, chào mừng quý khán giả thân mến đã quay trở lại với Vietnam Esports TV, và chúng ta lại tiếp tục đồng hành trong những diễn biến của chung kết thế giới, trận đấu thứ hai của cặp bán kết thứ hai, cuối đầu giữa hai đội tuyển Samsung Galaxy và H2K. Và trong trận đấu thi đấu thứ nhất thì H2K họ đã làm rất tốt trong giai đoạn đầu trận đấu để khiến cho bên phía của Hàn Quốc, đó là Samsung Galaxy, gặp một vài những trục trặc, một vài những khó khăn trong trận đấu. Nhưng với kinh nghiệm của mình thì Ambition anh ta đã vô cùng xuất sắc để dẫn dắt những người đồng đội của mình để có được chiến thắng, và tôi nghĩ rằng là cái pha tranh ở Baron nó một trong những cái bước ngoặt của trận đấu để giúp cho bên phía của Samsung họ có được những cái lợi thế về sau. Và quan trọng nhất là bên phía của H2K, trong cái giờ nghỉ tôi đã suy nghĩ rất kỹ về cái việc lựa chọn con bài Cassiopeia, có vẻ như là hơi sai lầm. Trong cái việc có con bài Cassiopeia đó, nó khiến cho bên phía của H2K hơi khó trong cái việc là lựa chọn cái giao tranh khi mà Jankos anh ta lao vào. Quả nhiên rằng những sự lựa chọn khó chịu nhất trong trận đấu đầu tiên của Samsung Galaxy là bị H2K tước đi Draco, Miss Button, và thêm cả lượt cấm cuối cùng với Victor trong tay của Crown nữa. Chúng ta đã đề cập tới vấn đề là Crown đánh quá tốt cái con bài Victor này từ đầu mùa giải cho đến bây giờ rồi, cho nên vào đến cái cặp bán kết này bạn buộc lòng phải cấm đi nó là điều hoàn toàn dễ hiểu mà thôi. Và bây giờ Samsung Galaxy họ đổi bài, họ tước đi hai sự lựa chọn rất tốt vừa rồi của H2K là Zyra và Olaf sau khi cấm đi Caitlyn, Syndra và thêm cả Nelly của đối phương nữa. Như họ đã hở ra cho Ryu chơi Ryze yếu này. Đây là một trong những con bài mà Ryu anh ta chơi rất tốt tại giai đoạn vòng bảng, và họ ngay lập tức chọn ngay cho Ryu ngay tại lượt trận đầu tiên. Còn Samsung khi mà hở ra cái con bài Zyra tại khu vực đường dưới thì rõ ràng họ sẽ lựa chọn trong cái meta tại cái bán kết. Từ thứ kết đổ vào thì tôi nhìn thấy meta đang dần dần đến với những cái người chơi hỗ trợ, bằng cái việc là họ sẽ chọn cho mình những cái vị tướng hỗ trợ theo cái dạng là có thể xuyên kháng phép hoặc xuyên giáp của đối thủ. Đặc biệt là trong ngày thi đấu hôm qua thì bên phía của Rogue Tiger đã chọn vào đó là Miss Fortune để có thể xuyên qua giáp của đối thủ. Nhưng bây giờ đây, khi Miss Fortune bị cấm đi thì ngay lập tức Samsung đưa ra một cái sự lựa chọn có thể xuyên qua cái kháng phép của đối thủ, đó chính là Zyra. Thực ra nếu như nói một cách chuẩn xác hơn, chúng ta sẽ nói tới những con bài hỗ trợ có được hiệu ứng khống chế hoặc là lượng sát thương trên diện rộng trong những pha giao tranh. Miss Fortune có lẽ là trường hợp cá biệt với việc là hướng tới những món trang bị có được cái khả năng ép giao tranh từ vai trò tướng hỗ trợ tốt, như kiểu là dìu đen, hay đó chính là cái gươm đồ tể. Tôi nghĩ rằng gươm đồ tể sẽ là món trang bị đơn giản nhất, rẻ tiền nhất để có thể nói lên cái tầm ảnh hưởng của Miss Fortune trong tình huống giao tranh. Anh ta sẽ giảm hồi máu đối phương trên diện rộng, mà một diện cực kỳ rộng chứ không phải là rộng bình thường đi nữa. Trận đấu này Ruler đã có Jin, đối phương đã phải để hở ra, và Cassiopeia dành cho Crown là để đáp trả lại sự lựa chọn Rai. Rõ ràng chúng ta thường thấy Cassiopeia hay được lựa chọn để chống lại Rai trong những phiên bản, thực ra là từ lâu rồi, từ rất lâu rồi, khi Rai là một vị tướng có một cái sải tay không phải là quá dài và là một vị tướng hay tiếp cận đối phương với những lần gây sát thương liên tục. Điều đấy khiến cho Cassiopeia có được cơ hội để hóa đá đối phương cao hơn. Mà tôi cũng
nhận ra một điều rằng là con bài Miss Fortune này nó chỉ hợp khi mà đi với Ash mà thôi. Với cái chiêu cuối của Ash luôn luôn nhắm vào người chơi hỗ trợ bên phía đối phương để có thể dồn được lượng sát thương lớn ngay trong giai đoạn đi đường. Lúc này đây thì đã bị cấm đi cái con bài Miss Fortune hỗ trợ rồi, thì họ sẽ chọn vào Jhin, và với việc Jhin và Zyra đều có thể cấu rỉa máu từ tầm rất xa và có thể kích hoạt ý chí thần sấm trong tay của Zyra một cách cực kỳ sớm để cho Ruler anh ta có thể dồn được một lượng sát thương rất lớn ở bên đạn thứ tư của mình. Chính vì vậy nên Ruler trận đấu này sẽ không chọn Ashe nữa, chọn Jhin ra một cái lựa chọn rất hợp lý. Nhưng lúc này đây, đội hình bên phía của Samsung Galaxy có lao vào trong tay của Olaf, họ cần một cái gì đó để làm họ không muốn giữ lại mà họ muốn cấu rỉa máu từ xa. Tôi đang muốn suy nghĩ rằng họ sẽ chọn con bài gì để giữ lại cái tầm phía bên trên để cho Ruler anh ta được chơi trong giao tranh, thì không, họ chọn ngay vào Jayce. Họ muốn chơi một cái đội hình mà cái khả năng kiểm soát tầm nhìn trên bản đồ sẽ được tối đa đến từ bên phía của Samsung để có thể cấu rỉa máu. Chúng ta nhìn thấy cái bài này mà SKT đã làm trong trận tứ kết rồi. Trận đấu này có sự lựa chọn dày được khờ, nhưng Odoamne cũng không lấy đi nó từ sớm. Rõ ràng đây là những gì mà họ hướng tới. Liên tục những trận đấu S2K đưa ra những đội hình có khả năng giao tranh tổng và ép giao tranh rất tốt. Trận đấu này lại là một kịch bản tương tự. Họ có Lee Sin, Ryze với những pha chiều cuối, Rumble với chiều cuối, và đặc biệt đó là hai lần kích tốc tới từ bộ đôi đường dưới với Sivir và thêm cả Kakma của Forgiven và Vander. Và bên phía của đội tuyển H2K thì cái chất đội hình của họ thì có lẽ rằng là sẽ phải phụ thuộc rất nhiều vào việc là Lee Sin trong tay của Jankos anh ta có làm tốt hay không trong giai đoạn đầu trận đấu, bởi vì Rumble và cả Ryze đều cần rất nhiều trang bị để có thể có được cho mình những ngưỡng sức mạnh, và thậm chí là họ sẽ cần rất nhiều những cái khả năng mở chiêu cuối cho những người đồng đội của mình để bắn trong giao tranh. Chính vì vậy nên Forgiven với cái việc anh ta chọn CV trận đấu này, một con bài cần rất nhiều khả năng chí mạng và may mắn trong giao tranh. Thêm vào đó nữa, đồng đội anh ta phải làm đủ tất cả những cái tiền đề phía trước để cho anh ta được bắn. Bên phía của H2K, Lee Sin không phải là một vị tướng có thể tanh mạnh về cuối trận đấu. Anh ta chỉ có thể đóng góp trong giao tranh những cái pha nộ long cước để có thể mở giao tranh mà thôi. Hoặc thậm chí là cả Ryze và cả con bài Rumble nữa. Hai bài này đều không phải là quá cứng cáp gì cho lắm. Nếu như phía họ S2K bị cấu máu quá nhiều thì họ sẽ không thể nào làm đúng cái bài mà họ mong muốn được. Hoàn toàn đồng ý, và đặc biệt là trong bối cảnh họ không có một vị tướng hỗ trợ mang thiên hướng chống chịu che chắn tốt như Braum, hay là một con bài có khả năng hồi phục ổn giống như kiểu là Nami chẳng hạn. Và lần này thì Samsung Galaxy đang dùng đúng cái bồn cũ soạn lại, vừa rồi đối phương đã làm chui thẳng vào bụi cỏ nhỏ khu vực rừng dưới này, có lẽ cũng sẽ cắm ra một con mắt tương tự. Vander đang tiến từ phía bên kia tới. Anh ta lần này tỉnh táo hơn, anh ta là người tỉnh táo hơn, rõ ràng anh ta đã thể hiện điều đấy, đứng nấp một chút xíu trong cái bụi cỏ nhỏ đầu tiên mà thôi đủ để phát hiện ra cái dìu được ném ra bởi Olaf của Ambition. Thực ra cái bài này là bài của họ mà, họ không thể nào mà họ tự chui đầu vào chính cái rọ mà mình đã vừa mới vẽ ra được. Và ngay khi nhận ra rằng là cả Jayce và cả Olaf cũng đã xuống khu vực đường dưới, thì đó là một trong những cái tín hiệu để cho S2K họ kiểm soát tầm nhìn bên trong rừng của Samsung Galaxy. Còn Ambition sau cái tình huống đó bây giờ tiến vào chính phần rừng của mình thôi cũng đang hơi khó khăn. Anh ta sẽ phải ném ra những cái dìu để kiểm soát tầm nhìn, và những bước di chuyển của anh ta sẽ bị lộ hết tầm nhìn mà thôi. Nhưng không sao, phía bên kia thì có lẽ rằng với cái việc cả xạ thủ và hỗ trợ hai bên đều nhìn nhau khu vực đường dưới, thì họ cũng hiểu rằng người đi rừng của đối phương đang ở đâu. Cách mua đồ có lẽ cũng sẽ không có bất cứ một điểm đặc biệt nào quá khiến chúng ta cần phải phân vân cả. Có chăng thì là không có bánh bích quy. Không có bánh bích quy đến từ ba thành viên là Jayce, là Crow với Cassiopeia và thêm cả Jhin của Ruler nữa. Theo đấy có lẽ họ sẽ lấy những điểm sát thủ để gia tăng thêm lượng sát thương tầm khoảng 1,2% trong dạng đi đường của mình, khi mà chỉ có một mình họ ở khu vực đường mà thôi. Và Ambition ăn xong bãi người đá đầu tiên thì đi trên tầm nhìn đối phương, đó là Lee Sin có thể cướp. Jankos không lựa chọn làm như vậy. Và chúng ta hãy cùng nhau điểm qua những phép bổ trợ then chốt. Kuvi, Crow đều chọn cho mình đó là xung kích bão tố, cũng giống như vậy với Ryu. Anh ta chơi Ryze, chơi cái điểm này cũng tốt, nhưng tôi nhớ là đường trên Jayce thường là họ hay chọn vào cái ý chuyển sấm nhiều hơn để có thể tối đa cái khả năng kết liễu đối thủ. Nhưng trận đấu này là một trận đấu mà tôi cảm giác rằng là bên phía của Samsung Galaxy họ biết phía bên kia có khả năng kích tốc đến từ Forgiven, có khả năng lao lên đến từ linh giác trên tay của Vander, và họ sẽ cần cái lượng tốc độ đó. Họ sẽ cần cái lượng tốc độ đến từ cái xung kích bão tố để thoát ra trong những tình huống họ cầu máu thành công của đội đối thủ. Có thể là vậy, nhưng gặp một sự trục trặc khi Forgiven liên tục farm trượt tầm khoảng 2/3 chỉ số lính trong đợt đẩy vừa rồi của anh ta. Và lại một lần nữa thì Ambition đang ăn đi
con bùa lợi xanh này trên tầm nhìn đối phương. Còn khu vực giữa, Ryu tạo ra lớp giáp nhẹ nhẹ của mình với cái nội tại của Ryu để cố gắng chống lại lượng sát thương gây ra bởi Crow. Có vẻ như là chơi bất cứ một kèo nào thì Crow đang thể hiện mình là người tốt hơn so với đối thủ. Và CoJJ vừa có một tình huống mà bị cấu máu đến từ Forgiven, lượng máu mất đi rất nhiều. Nó khiến cho anh ta bắt đầu phải gặm đi những cái bánh bích quy đầu tiên của mình rồi. Còn với cái việc mà Rai thì chúng ta biết được rằng là Cassiopeia là một cái chất tướng là để có thể ngay lập tức khắc chế vào Rai ngay trong trận đấu khi mà Rai anh ta cần phải có đến 2 điểm tích của châu E thì mới có thể tạo ra lớp giáp. Thì đó cái khoảng thời gian để cho Rao anh ta lao lên cấu rỉa máu. Và Ryu thời điểm đầu tiên anh ta về nhà đã hoàn thành cho mình được nước mắt với 15 chỉ số lính. Còn trong khi đó thì Rao vẫn đang cố gắng bám trụ farm ở đây. Và có lẽ rằng anh ta sẽ có thể là về nhà mua xong nước mắt và thêm vài những cái món trang bị như kiểu là mắt tím nữa thì bởi vì anh ta khởi động bằng cái nhẫn Dora chứ không phải như phía bên kia là cái lam ngọc. Ambition farm rất tốt, anh ta có được một chỉ số quái vật rừng tốt hơn so với Lee Sin, anh ta đạt được cấp độ 4 từ cực kỳ sớm. Còn khu vực dưới này thì Forgiven vừa né thành công né vẽ trên chóc rất nguy hiểm đến tính mạng dành cho hai thành viên từ dưới của S2K, bởi vì phía bên kia là một bộ đôi có khả năng kết hợp những khống chế tầm xa rất đơn giản với những vài chói, hoặc thậm chí chẳng cần phải chói, nó đơn giản chỉ là những cái mầm cây tạo ra với kỹ năng quy và gây ra một hiệu ứng đòn đánh mà thôi, và sau đó nó sẽ là sát thương đến từ nét vẽ trên chóc đều để giữ chân đối phương lại. Emerson xuất hiện ở khu đường trên này lại tiếp tục tạo ra thêm áp lực nữa dành cho Duamne. Đây là một trận đấu mà Duamne khởi đầu với một cái giáp vải và thêm 40 máu của chủ nhân. Anh ta sẽ phải làm như vậy mà thôi, đi kèo với Jace, khả năng cấu rỉa máu tầm xa với cầu sấm gồm gia tốc đến từ Kuvi sẽ khiến cho cái lượng máu đến từ Duamne trong giai đoạn đầu sẽ bị giảm đi rất thấp, và anh ta buộc phải tối đa khả năng hồi phục của mình thông qua những bình máu. Chứ nếu mà dựa vào còn con cái khiên Doran nhiều khi sẽ không đủ để có thể đứng lại ở đường của mình. Còn Ambition vừa rồi một tình huống lên thành đường trên đã bị lộ tầm nhìn và phá đi thông qua cái điểm nội tại. Khoan đã, đường trên Kuvi cấp độ 5 ngay lập tức dồn bộ sát thương của mình ở cái dạng búa và nó khiến cho lượng máu của Duamne rất thấp. Bây giờ là thời điểm của Duamne nên về, nếu như anh ta tham cái lượng kinh nghiệm này muốn đứng lại ăn một quả cầu sấm thôi thì không, anh ta hồi máu quá nhanh. Anh ta cắn rất nhiều những bình máu cầm trên người mà anh ta đang sở hữu đến tận 4 bình máu trên người rồi. Và việc phát trong trụ có vẻ cũng đang được Odorme làm cách tương đối ổn. Có vẻ dây cũng không phải là một đối trọng quá kinh khủng dành cho những người chơi sử dụng Rumble. Bởi vì nếu như không để đường lại mà phát trong trụ mà bạn Master thì có vẻ là vấn đề bình thường mà thôi. Đang là những pha trả sát thương rất đau đến từ Odorme. QV hết sạch năng lượng rồi, anh ta vẫn đang dính tiếp những pha lao móc điện. Anh ta buộc lòng và vẫn không tấn công để lùi về và hơi nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là hơi nguy hiểm tính mạng chút xíu mà thôi. Và nếu trong lần về đầu tiên mà QV có thể hoàn thành xong mình kiếm răng cưa, có lẽ mọi vấn đề được giải quyết một cách tương đối ổn thỏa dành cho Jace. Anh ta sẽ phải lên kiếm răng cưa thôi, cái lượng sát thương dồn vào cấp độ 6 của Rumble sẽ là rất nhiều. Nó khiến cho Jace anh ta không còn lựa chọn nào khác. Và đây là một trận đấu về nhà. Cái áo vải đó ngay lập tức được hoàn thành lên là cái giáp tay Seeker. Cả hai người chơi đều lựa chọn những món trang bị để chống lại đối phương, gia tăng phòng ngự cũng như đồng thời là khả năng gia tăng thêm những cái lượng sát thương dành cho bản thân mình. Sát thương phép thuật dành cho Rumble và vật lý cho Jace của QV. Jankos đang cố gắng farm nhanh bắt kịp lại được tiến độ so với Ambition, nhưng có vẻ như hơi khó. Đây sẽ là con bùa lợi xanh được nhường lại cho Ryu để dễ hơn trong việc tiếp tục thi farm với Cassiopeia. Thực ra Rai trong cái chung kết thế giới lần này chúng ta đã thấy rằng Rai đi với không ít những kèo thi đấu khó nhưng vẫn có được một khả năng phạm hỏa rất tốt với việc liên tục spam hai lần kỹ năng E của mình, sau đó Q để đẩy cái nội tại, để đẩy cái lượng sát thương đến tất cả những con lính. Bên phía của đội tuyển S2K thì Rai tôi có thể cảm giác được rằng là họ muốn nuôi con bài này về sau với lượng sát thương khổng lồ mà Rai mới mang lại. Nhưng cái chiêu cuối, tôi đang mừng tượng cái chiêu cuối trong trận đấu này, có lẽ nó chỉ dùng để chạy là chính thôi. Còn nếu như mở giao tranh thì có lẽ hơi khó. Họ không có một con bài nào thực sự muốn bước vào cái chiêu cuối trong tay của Rai để có thể lao vào phía bên trong đội hình của Samsung cả. Có đứng dưới Forgiven né được pha nét vẽ, nhưng đằng sau là có Ambition tới ném làm chậm thành công của Vander, và họ đang muốn vượt trụ. Ngay lập tức kiệt sức được sử dụng và Ambition anh ta phải lao ngược trở ra. Quá liều lĩnh cho một tình huống định bằng trụ. Còn khu đường trên này, đây là cơ hội để gánh cho Lee Sin. Và đó, nỗ lực cực thành công đã ngừa được QV về. Chiêu cuối rất đẹp đến từ Rumble của Duamne và buông tay chịu chói. QV quyết định tiết kiệm pha tốc biến của mình. Tôi nghĩ rằng đây là điều hoàn toàn hợp lý mà thôi. Bởi vì bạn có đẳng cấp Hàn Quốc hay bạn có bất cứ đẳng cấp nào chăng nữa thì đó là một tình huống sôi gánh. Và rõ ràng là anh ta ngay lập tức đã mất đi chiến công đầu trong tay của Lee Sin. Lee Sin cướp đi bùa đỏ.
Nhưng cái động thái đến từ Samsung đó là kéo cả 4 người ra để có được cho mình con rồng lửa đầu tiên. Con rồng hỏa long sẽ giúp cho họ có được một ít cái lượng cộng thêm về sát thương vật lý và sức mạnh chiến thuật, sẽ giúp cho họ có một ít những lợi thế ở đường. Xem lại pha tấn công khu đường trên rất triệt để, pha cắm mắt là tối đa tầm tới từ Lee Sin để thực hiện phản đồ lòng cước của mình. Trong đấy QB kịp thời nhanh tay văng ra một cú lôi phạt để đỉnh đầy sâu đối phương ở phía bên trong trụ của mình, nhưng khoảng cách là hơi xa. Ambition vẫn đang kiểm soát phần rừng của mình một cách tương đối ổn, chỉ việc mất đi con bùa lợi đỏ vừa rồi để đổi lấy con rồng mà thôi. Tôi nghĩ rằng điều hoàn toàn hợp lý, đổi một con quái vật khủng long đỏ để lấy một con rồng đỏ, ai bạn cũng đổi mà thôi. Rõ ràng như vậy rồi. Và Ambition, thực ra anh ta cũng hiểu rằng là Lee Sin trong tình huống đó, cái con đường gần nhất để anh ta có thể tối đa được cái lượng kinh nghiệm sau khi có được điểm chỉ số chiến công đầu đó chỉ có thể là cái bùa đỏ mà thôi. Và cái việc mà Ambition ta gọi đồng đội của mình ra là anh ta đã hiểu cái hướng di chuyển của Lee Sin như thế nào rồi. Còn chúng ta hãy quay trở về cái khu vực đường dưới. Forgiven và Vendor, đây là một trận đấu mà có lẽ rằng là họ sẽ phải cố gắng rất nhiều để giữ máu con đường giữa. Crow vừa dừng chiêu cuối, nó không hỏi đang Ryu. Ryu ngay lập tức quay ra trả rất thương và Crow anh ta có được cái thanh tẩy và vẫn tiếp tục có giao tranh tại khu vực đường dưới. Vendor bị thiêu đốt và phát đạn thứ tư nó sẽ không trúng. Anh ta hơi tham mục tiêu là Vendor phải thôi, vì Forgiven vẫn còn giữ lại được cái khiên chống phép nên anh ta buộc lòng phải lựa một hướng nào đấy để có thể bắn trúng vào Vander. Nhưng cái góc vừa rồi là rất triệt để cho Forgiven có thể đỡ được lượng sát thương cho tướng hỗ trợ của mình. Hiện giờ thì khu đường giữa do lượng trang bị lên vẫn đang hoàn toàn là năng lượng nên Drive của Ryu vẫn đang gặp rất nhiều vấn đề, và lần này là điểm hạ gục và là hai điểm hạ gục. Nhưng tốc biến đến từ Jankos. Jankos anh ta đứng trên cái vùng xa lầy trong tay của người chơi Cassiopeia, không thể nào đi đâu được, và khi thoát ra khỏi vùng xa lầy đó anh ta đứng ngay cạnh Ambition và ngay tức phải tốc biến đi nếu như không muốn nhận thêm những cái dìu trong tay của cái chiến binh Viking này nữa. Ambition vẫn đang chơi đùa trong phần rừng của đối thủ và anh ta vừa mới giúp cho người bạn của mình có được cái điểm hạ gục tại khu vực đường giữa sau khi Ryu anh ta không thể tốc biến ra khỏi cái vùng xa lầy đó. Tôi nghĩ rằng đó là một pha xử lý hơi bị vàng đoàn đến từ Ryu, chiều cuối ta không bật tăng tốc mà thôi và quay ngược trở lại trả sát thương đến từ KJJ để tấn công vào Vander, nhưng không phải quá đau. Lại là mưa tên lửa, nhưng lần này đã có né rất hay, lần này đã có rồi tốc biến đến từ QV để chắc chắn đảm bảo an toàn tính mạng. Anh ta vẫn đủ bình tĩnh để né cái sóng âm trong tay của Lee Sin, và cái tình huống mà Lee Sin ta bay vào mắt thì đã có một pha đập ra. Còn Ambition đi vào rừng đối thủ bị quay rồi, kìm kẹp, và Ambition anh ta không có chiêu cuối, vẫn bị làm chậm và tốc biến lên đến Ryu. Đó là điểm hạ gục dành cho người chơi đường giữa của H2K, và anh ta sẽ có thể gỡ lại một ít lượng tiền sau khi lượng chỉ số chênh lệch với lính nó đang là quá nhiều tại khu đường giữa. Tuy nhiên khu đường trên kể cả có tốc biến giữa tính mạng thì tôi nghĩ rằng QV vẫn là đích đến tiếp theo mà Lee Sin muốn dành sự quan tâm. Một pha hỏi thăm khu đường giữa tới từ Ruler và nó là điểm hạ gục dành cho Crowd sau pha hóa đá. Ryu bị hỏi thăm quá nhiều, liên tục là những trận đấu đáng buồn dành cho Ryu. Còn khu đường trên phá đốt trụ đã rất bình tĩnh, họ không vội vàng gì cả khi QB đã hết tốc biến rồi và pha combo là triệt để, nhưng quá cầu thả cho pha di chuyển. H2K đang để mất đi liên tục hai điểm của mình. Nỗ lực Jankos đem lại dành cho thành viên đội tuyển H2K đang bị bào đi rất nhanh bởi Ryu. Họ vừa có được cái điểm chiến công tiếp theo vào QB và họ có luôn cái chiến công đầu về trụ. Lượng tiền được chia ra cho Lee Sin và thậm chí là cả Odomne nữa. Nó sẽ giúp cho Rumble anh ta đang có hai món trang bị để hướng lên mà đặt ở đây. Còn Lee Sin thì buộc lòng anh ta phải lên cho mình một ít những trang bị kháng phép nếu như anh ta muốn thực sự gây nguy hiểm vào đầu của Crow. Thời điểm hiện tại đây Crow đang rất xanh với 300 và chúng ta hãy xem lại tình huống mà Vander anh ta lên bảng điểm số. Anh ta dính 2, sẽ là dính 3, à không, anh ta chỉ dính 2 mà thôi. Nhưng sau đó là có cả những cái pha lao vào đến từ cô JJ nữa. Thì đó là những điểm hạ gục tiếp theo dành cho bên phía của Samsung. Rất đơn giản, sẽ là nhường bùa lợi xanh lại cho Ryu. Odoane đang hơi rảnh chút xíu sau khi anh ta phá thành công với trụ bột của mình trên và lính đẩy lên là tương đối cao. Đây là một trận đấu mà Ambition tiếp tục thể hiện được cái sự vượt trội của mình trong cái khả năng kiểm soát so với Lee Sin của Jankos. Jankos thì mạnh mẽ hơn trong khả năng gank, cả hai trận rồi anh ta đều thể hiện được điều này, nhưng kiểm soát nó thuộc về Ambition nhiều hơn. Liên tục những pha cố gắng cấu rỉa máu tới từ Crow, và nó không đơn giản như vậy đâu. Chỉ cần dính một kỹ năng quy thôi, tôi nghĩ rằng nó không chỉ dừng lại ở mức độ cấu rỉa máu nữa, nó sẽ là tìm cơ hội để lấy điểm mã gục tới từ người chơi đứng giữa của Samsung Galaxy. Anh ta hoàn toàn thể làm như vậy bởi vì anh ta cầm cho mình đó là cả thanh tẩy và đó là cả xung kích bão tố nữa. Nhưng đây là Odoamne và Jankos xâm lăng vào khu vực rừng của đối thủ. Ambition không hề biết điều này,
Có mặt tím kia không hề cho anh ta có lượng tầm nhìn đến từ Domne và Jankos. Lúc này họ mới đi vào. Một cầu sấm có vẻ khá đau. Jankos mất đi 1/3, hơn 1/3 lượng máu, nhưng họ vẫn muốn nuôi tham vọng của mình ở đây. Casopia mà tiến vào thì coi như mọi hy vọng đều tan vỡ. Hai trận đấu liền, chúng ta thấy lượng chênh lệch về chỉ số lính giữa hai người chơi đứng giữa lên con số gần 40. Và Crow vẫn đang có được những cái màn thể hiện rất xuất sắc. Tất nhiên chúng ta sẽ cần phải đề cập tới là những pha hỏi thăm cần thiết từ Samsung Galaxy dành cho người chơi đứng giữa của mình. Nhưng đó cũng là sự cầu thả và sự thiếu giao tiếp giữa các thành viên đội tuyển S2K khi mà mất dạng ruler, nhưng Rai của Rio vẫn chưa hề muốn tiến về. Và đây là một tình huống mà họ đang muốn chuẩn bị 10 giây nữa là con rồng lửa thứ hai của trận đấu nó sẽ hiện ra. Và Samsung Galaxy không giấu đi ý định là chúng tôi sẽ muốn ăn đi con rồng này, khi mà lúc này đây lượng kiểm soát tầm nhìn là đủ để cho một pha di chuyển trong tay Kuvi. Anh ta có thể xuống với những đồng đội của mình. Trụ đường trên đằng nào cũng đã mất rồi. Kuvi anh ta hoàn toàn có thể sẵn sàng trong những pha dịch chuyển của mình ra phía đằng sau để tiếp cận đối thủ. Và Jankos đang muốn kiếm những cái điểm hạ gục lẻ ở đây. Anh ta đang đi từ cái phần rừng không có mắt của mình. Vừa rồi về nhà cầm 800 tiền trong người, nhưng quyết định của Odoamne không phải là hoàn thành xong được màn ở đây Leandra, mà thay vào đấy đó, anh ta hướng tới cái giày pháp sư. Và phía bên này sẽ có hai điểm hạ gục, tôi tin chắc là như vậy. Ambition không có cách nào để thoát ra khỏi được họng súng đến từ Rumble, và chiều cuối hơi thừa, nhưng S2K vẫn đang tỏ ra mình đội tuyển xuất sắc hơn trong những pha dịch chuyển và ép giao tranh sớm. Khoảng trống được tạo ra cho QV để đẩy ở khu vực đứng trên. Rất nhanh Rumble chúng cần phải quay trở lại một khu vực đường để mình đảm bảo mình sẽ không bị mất đi cái trụ một quá hớ hênh. Và đây là thời điểm cho Zeiss để thực hiện pha dịch chuyển của mình. Các ma đang tiến ra, tốc độ ăn rồng không phải là quá nhanh, nhưng quay ngược trở lại chắc chắn nó sẽ là con rồng dành cho S2K. Và Jankos anh ta cũng hiểu rằng là mình chả còn cái gì để có thể bỏ chạy trong tình huống này nữa. Đứng lại cho đối thủ ạ, điểm hạ gục không sao vì anh ta đã có được con rồng của mình rồi. Nhưng trước đó là một tình huống căn thời gian biến về rất tốt đến từ bên phía của Samsung Galaxy để họ xuống ngay cái thời điểm mà Rumble trong tay của Odom nên anh ta vừa mới biến về cái bệ đá cổ mà thôi. Nhưng rất đáng tiếc là Crow cũng như những người bạn của mình không thể giữ lại được cho mình con rồng lửa thứ hai của mình. Và hãy nhìn cái tình huống ganh này. Đầu tiên chúng tôi muốn nói đó là Lee Sin, anh ta thiết lập cái tình huống ganh rất tốt, đi từ cái nơi không có tầm nhìn ra. Khi mà AJ đang bị cuốn vào sân khấu thì lúc này Lee Sin vào tới và anh ta hạ gục được. Có tình huống mà Rumble xuống, vì sao anh ta cần chiêu cuối? Bởi vì anh ta tự nhiên thấy cái hồi máu của Ruler. Đó, cái hồi máu nó khiến cho anh ta cần phải chơi an toàn để có thể có điểm hạ gục đó. Rất an toàn, nó hơi thừa một chút xíu, nhưng dù sao ngay sau đấy anh ta cũng quay trở lại khu đường của mình ngay trước cuối đấy. Tôi coi như là một quan trọng chính xác đi. Lại là một tình huống hỏi thăm nhau trong phần rừng. Nếu vậy trong lần này trượt có thêm cả Cassiopeia ở đây nhớ, không đủ để giữ chân các thành viên đội tuyển S2K lại và tiếp tục gây ra thêm những sự nguy hiểm. 4-0 là Cassiopeia, hai Cassiopeia nhưng là hai mảnh đời hoàn toàn trái ngược. Và ở đây là Jankos cũng đang có được một cây đi khá đẹp là 4-1-0. Cả hai trận đấu liền anh ta đều có những màn thể hiện xuất sắc, nhưng nằm trong vai trò đi rừng. Và trận đấu này thậm chí con bài đi rừng của anh ta cái chất tướng còn không bằng con bài Olaf trước, đó là Lee Sin. 1.500 tiền chênh lệch đến từ đường giữa trong tay của Ryu và Crow, nhưng nó cũng là con số 1.500 tiền trong tay của Ambition chênh lệch so với Jankos. Như vậy là cái lượng tiền nó đã được chuyển hóa vào người chơi đi rừng. Khi mà Jankos đang chơi rất tốt với con bài Lee Sin trận đấu này, anh ta sẽ vòng ra phía sau đá trúng vào Crow rồi, nhưng Crow anh ta còn thanh tẩy, còn tốc tiến, có đủ thứ. Sân khấu dựng ra, Ambition lao vào, lượng máu anh ta tụt cực nhanh và ngay lập tức phải bỏ chạy ở phía bên ngoài. Chiêu cuối dựng ra nhưng Crow anh ta bị kiệt sức, cái trụ chỉ còn một hit nữa thôi, nhưng không ai có đủ tầm tay để với tới nữa. Cái sự nguy hiểm của Ruler, sự nguy hiểm của vị tướng Jin là quá nhiều. Anh ta đứng nấp vào một góc khuất nào đấy ở một phạm vi rất xa ra khỏi tầm tấn công của các thành viên đội tuyển S2K và gây ra những hiệu khống chế cũng như những lượng sát thương là cực kỳ nhiều. Buộc lòng dùng thanh tẩy nhưng lại bị trăng dây đến từ chuyên tâm. Crow có vẻ sẽ thoát ra được. Crow quay ngược trở lại trả sát thương rất đanh đá và lao vào là Jankos, nhưng lần này hơi sai. Viên đạn thứ tư tới Ruler là đau. Còn khu đường trên, mặc dù thất máu nhưng Odoamne vẫn tiến lên phòng ngự và anh ta đã bị ảnh hưởng bởi QB và solo kill. Rất tiếc chúng ta đã không có cái hình ảnh trong cái tình huống solo đó, nhưng tôi nghĩ rằng là QV anh ta đã có một cái pha mà full combo vào đầu của người chơi Odoamne. Ví dụ sao Odoamne lúc này đây cũng có một cái lượng máu lớn tới từ mặt ở đầy và thậm chí là lượng giáp lớn tới từ cái giáp tay Seeker kia. Chứ vậy để mà tiêu diệt vào đầu của anh ta thông qua cái khiên phế liệu của Rumble nữa thì buộc bạn phải đủ combo vào đầu. Và có lẽ rằng đó là những cái tình huống chơi rất hay của QV. Nhưng sau cái tình huống đó thì nó không chỉ dừng lại ở trụ đường trên mà nó còn là thêm cái trụ đường dưới cho bên phía của Samsung. Lượng tiền bỗng chốc 2.000 chênh lệch cho bên phía của Samsung. Và hãy xem lại pha này.
nấp từ phạm vi vào luôn nhưng không hề có tầm nhìn và lao ra rất nhanh với chỉ thiên lôi phạt, và sau đó là những tình huống combo đơn giản mà QB cần phải thực hiện để thể lấy được điểm ảnh đối phương mà thôi. Anh đã tính toán cái phạm vi ảnh hưởng của kỹ năng chỉ thiên là rất tốt, mặc dù anh ta quy vào lính nhưng nó vẫn lan sang, nó vẫn gây ra hiệu ứng làm chậm và gây sát thương vào Odoamne. Để rồi phạt tiếp theo đấy với đòn đánh tay với nội tại vừa chuyển sang dạng búa cùng với cú lôi phạt sát thương là tương đối nhiều. Gankos, anh ta nấp ở đây, anh ta nhìn thấy QB rồi, không cướp bùa đỏ cũng không làm gì, bây giờ mới cắm mắt. Và con bùa đỏ nó đã được ăn đi trước đó tầm nửa giây, nó khiến cho Jankos cái tình huống này vô tình là anh ta đã tự lộ tầm nhìn của mình rồi. Và Ambition vẫn đang muốn cò quay ở đây, không có những tình huống thực sự muốn lao vào. Bên phía của SUK, cái trụ đường giữa mới là cái mục tiêu họ nhắm tới và kéo rất nhiều người ra đây để có thể đảm bảo ăn đi cái trụ này. Trong cùng cái thời điểm đó thì Cassiopeia trong tay của Crowd, anh ta về nhà mua đồ xuống một đường dưới farm và SUK đang muốn xâm lăng vào rừng của đối thủ. Rõ ràng trong việc di chuyển thì Samsung Galaxy đang tỏ ra mình là đội tuyển tốt hơn trong việc chia người ra đầy lẻ, nhưng cũng phải nói rằng họ đang có những cơ sở để làm như vậy. Cassiopeia quá xanh với KDA là 400, hoàn thành được hai món trang bị lớn là quỷ thiếu Morello và thêm cả cái gậy đầu lâu nữa, thì có lẽ khó có người nào có khả năng thay đổi lại còn anh ta. Rồi Vander, Vander là người được chọn. Lại một lần nữa Vander phải nằm xuống trận đấu này. Và tiếp theo đó có thể là Forgiven nữa, anh ta đang bị đuổi, bị hai tình huống ném dìu. Tình huống thứ ba là có điểm hạ gục rất dễ dàng khi bạn sử dụng Olaf trong những pha truy đuổi như vậy. Đường trên cũng đang có giao tranh, QB anh ta lao vào với cái dạng búa của mình và ba phát đập ở dạng tích tụ trước đó nữa, cầu sấm trúng và tốc biến lên tích tụ lần hai, thì đó là điểm hạ gục thứ hai dành cho QB. Anh ta vẫn đang tiếp tục đứng ở đây, cái trụ vẫn chưa bị phá hủy và Jankos đã có điểm hạ gục. Đằng xa là có những người bạn đến để hậu thuẫn, nhưng có vẻ là hơi khó để có thể vượt trụ để cứu người bạn của mình. Nhưng không sao, họ sẽ có trụ ngoài thứ nhất tại khu vực đường giữa, nó sẽ là rất nhiều tầm nhìn dành cho bên phía của Samsung Galaxy. Nhưng tôi muốn nói pha giao tranh trước đó khi Forgiven anh ta bật cái khiên chống phép của mình lên muốn cứu người bạn Vander của mình, rất tiếc là không cứu được vì anh ta bước vào vùng xa lầy và sau đó hết cái khiên chống phép, vô tình dính cái dìu trong tay của Ambition, anh ta liên tục bị làm chậm và lên bảng điểm số. Một tình huống chơi rất đồng đội đến từ Forgiven nhưng vô tình nó đã tự khiến cho Forgiven anh ta phải đi vào cái vùng nguy hiểm và anh ta đã mất đi điểm hạ gục đầu tiên trong trận đấu này. Việc ép farm khu đường dưới được CBA làm ổn, đến thời điểm này anh ta vẫn đang hơn được khoảng 40 chỉ số lính sau đối phương. Còn xem lại pha khu tấn công khu đường trên thì quá nhân QV đã tính toán lượng sát thương và làm mọi thứ một cách tương đối ổn thỏa. Anh ta chuyển sang dạng búa với tích tụ và súng ngay lập tức lôi phạt quật, khiến cho Doamne chỉ còn tầm khoảng 20% lượng máu của mình mà thôi. Và tiếp theo lao lên combo tốt thì kể cả có bận kiến phế liệu đi chăng nữa, Rumble vẫn phải nằm xuống, và đó là điều chúng ta đã thấy. Mandalay Leandrai được hoàn thành xong tới từ Rumble của Doamne. Anh ta đang muốn hình thức tiếp cái gì kia? Hình như sẽ là chuyện hư vô. Cái kiểu lên đầy đủ xuyên kháng phép và Jankos lao vào Ambition. Có thêm cả một cái boomerang của Forgiven được nhồi vào nữa, nhưng lượng máu mất đi nó mới chỉ là nửa máu của Ambition mà thôi. Anh ta có thể bật chiêu V kép của mình lên để hồi máu rất nhanh. Ryu solo con rồng này, nhưng 5 thành viên của Samsung đang ép ra con Baron này. Họ có thể ép tầm nhìn ở đây và họ ăn thẳng luôn, không phải chờ cái gì cả. Ambition đủ cứng để đỡ. Ambition bật chiêu cuối lên để làm gì ta? Tôi cũng không hiểu lắm. Anh ta bật lên để không bị hất tung à? Có thể đó. Nhưng anh ta mất rất nhiều máu, đó là vấn đề chúng ta có thể thấy được. Con Baron đã thuộc về các thành viên đội tuyển Samsung Galaxy rồi, lại một lần nữa họ tỏ ra mình là đội hoàn toàn vượt trội hơn trong việc kiểm soát những mục tiêu lớn, kể cả là không có bất cứ nguồn cơ sở gì cả. Tất cả các thành viên đối phương vẫn đang đứng trên mặt đất, nhưng họ biết rằng đối phương đang ăn rồng, họ tiến ra ăn Baron và nó thành công, thế thôi. Cassiopeia là chất tướng cho phép bạn làm những tình huống như vậy. Anh ta có thể liên tục sử dụng nguyên anh độc của mình vào con Baron và cái lượng máu mất đi thông qua cái việc đã có độc trên người thì nó sẽ là rất lớn để giúp cho bản thân Cassiopeia có thể gây được một lượng sát thương lên đầu của Baron. Nó giúp cho Samsung Galaxy một tình huống bỏ rồng có Baron trên cả 5 người và nó sẽ giúp cho Samsung họ có thể đẩy được ở tất cả 3 đường. Lúc này đây, những cái chất tướng của họ là cấu rỉa máu, họ không cần thiết phải tập trung quá sớm với nhau làm gì cả. Và Cassiopeia trong tay của người chơi Crowd đang muốn hướng lên cho mình cái gì kia nhỉ? Sẽ là cái quyền trượng đại thiên sứ, nhưng anh ta lại mua cái sách ở giữa. Tôi cũng không hiểu là anh ta muốn lên cái vọng lưu được hay không. Anh ta lên triệu Falerilai trước. Anh ta sẽ lên mặt triệu Falerilai trước cho bản thân mình, rồi sau đấy anh ta mới hoàn thành cái quyền trượng đại thiên sứ sau. Đó là theo những gì mà tôi dự đoán mà thôi. Với lượng máu bây giờ thì Crow vẫn đang tương đối mỏng manh.
trong những pha giao tranh, trong tình huống bắt lẻ. Nếu như có thêm trường Valery Lai nữa, khả năng bắt lẻ của anh ta trong những pha tấn công kiểu như này nó sẽ trở nên nguy hiểm hơn rất nhiều. Ryu vẫn đang có được một khả năng xóa sổ quái vật rất tốt, phòng ngự tương đối ổn, nhưng ở khu vực tuyến giữa này rất khó chịu. Đó là những cái cây trong tay của Zara, nó khiến cho sóng âm trong tay của Jankos lúc này đây bắt đầu là tỏ vẻ là kém hiệu quả trong những pha anh ta băng thẳng vào rồi. Và Jankos anh ta sẽ phải cần thêm những cái tốc biến để có những cái pha make play để giúp cho những người đồng đội của mình có những cái tình huống thật sự lạ, tạo ra những điều bất ngờ. Còn Jankos ngoài đây lao vào, anh ta đu cái mắt và nó ở ngay bên cạnh KJJ. Jankos chơi dại và anh ta sẽ bị phát nổ dạ kiếm. Lula có điểm hạ gục đó. Ryu mất nửa máu, tung biến lên từ ground và cả một cái sân khấu được dựng ra. Họ đang đứng trên cái địa ngục lửa trong tay của Odomne. Odomne tung biến ra và có điểm shut down. Anh ta vẫn đang nướng các thành viên của Samsung, nhưng phía bên ngoài Samsung muốn cái trụ hơn. Trụ hai đường trên cũng đã có. Tôi nghĩ rằng Jankos chơi rất hay từ đầu đến giờ, nhưng tôi không hiểu ý nghĩa pha thi đấu vừa rồi của anh ta là gì. Anh ta định insert ở một góc độ nào đấy để đá ngược được Cassiopeia về phía của Rai, nhưng anh ta không có mắt phía bên trong bụi cỏ nhỏ đấy, nên anh ta có tạo hình như thế nào với chăng nữa, hay đặc lượng góc nhìn như thế nào chăng nữa, nó cũng sẽ không phải là một pha insert dành cho Jankos. Nhiều phần thì tôi nghĩ rằng là anh ta cắm cái mắt đu ra đấy để né cái chiêu cuối của Cassiopeia. Anh ta muốn outplay cái chiêu cuối của Crown, nhưng rất tiếc Crown anh ta thừa bình tĩnh, rồi vì phía bên kia của Crown là cả bốn người bạn đang đứng ở bên đó mà, anh ta đâu cần thiết phải ấn chiêu cuối làm gì. Và chiêu cuối của KJJ mới thực sự là chiêu cuối được sử dụng trong tình huống đó. Lee Sin mất đi khả năng đu đến từ Q, mất đi khả năng đu vào mắt đến từ V kép. Anh ta chả còn cái gì để có thể lao ra, vì tình huống đó anh ta vẫn còn tầm 20 giây thì mới có được cho mình cái tốc biến. Và đó là một tình huống lên bảng của Jankos, nó dẫn theo hai trụ đường giữa và đường trên dành cho bên phía của Samsung Galaxy, và chỉ có một người lên bảng điểm số trong tình huống lao vào đuổi theo đến từ Crown mà thôi. Anh ta tốc biến lên đuổi vào Ryu và mất điểm. Oh, rất khéo KJ phát hiện ra con mắt của đối phương cắm. Ê, và ngay lập tức anh ta lách người né ra khỏi pha sóng âm tới từ Lee Sin của Jankos, hoặc là do may mắn và vô tình mà thôi, khi anh ta chỉ muốn tiến lại gần cái bụi cỏ nhỏ đấy để kiểm soát tầm nhìn phía bên trong cái bụi cỏ ở ven sông mà thôi. 5-1-2 và quả nhiên đó là quyền trở lại biên xứ được hoàn thành tới từ Crown. Ryu gặp nguy, Ryu quay ngược trở lại để combo vào KJ cũng không đủ sát thương. Còn phía bên này thì Forgiven không có vấn đề gì cả. Đường trên là Kubi, anh ta lao vào đường để đang sống cả Jankos nữa, lên nhanh tay ra cố điểm hạ gục. Và đó một đổi một mà thôi, nhưng mà đó là rất nhiều sát thương trong tay của Jace. Anh ta chơi hoàn toàn trên cơ so với đồ này, và đó là lý do vì sao mà anh ta đang thống trị đường trên của Jankos ở đây. Jankos muốn đá Ambition thôi sao, và anh ta không có đá, anh ta đã đá trước đó vào đầu của Kubi rồi, rất đáng tiếc. Và nó đang là những cái áp lực mà Samsung họ gây ra tại cả ba đường. Đường trên là Kubi vừa mới nằm xuống rồi, còn trong khi đó thì một mình Olaf gây ra những áp lực đẩy lính khu vực đường giữa, ba người còn lại đẩy đường dưới, và cái trụ bậc thềm đường dưới nó mất đi nửa máu rồi. Có một vấn đề trong những lượt chia ra đẩy lẻ của các thành viên đội tuyển Samsung Galaxy, nó rất cụ thể. Đấy là trong trận đấu này, bởi vì sao đi đường của họ cả ba thành viên, nói chung tất cả các khu vực đường của họ đều đang tỏ ra rất vượt trội mà thôi. Và xem là ba khu vực thi đấu khu vực đường trên đấy, kể cả là bị chiêu cuối thả ra mất hơn nửa máu và kích hoạt cái nội tại của chỉ game Amortius rồi, nhưng Jace vẫn thừa thời gian để hạ gục điều Odomne trước sự hỗ trợ tới từ Lee Sin của Jankos. Nó hoàn toàn là sự vượt trội. Còn nếu như để nói về những pha tay đôi giữa Ryu và Crown thì không cần phải nhìn tôi cũng biết kết quả là Cassiopeia đang là người hoàn toàn vượt trội hơn so với Rai của Ryu. Và anh ta không lên cái trận Fire Line trước, mà anh ta muốn lên cái trang bị kia trước đã. Và Crown anh ta đang một cân bốn hóa đá được ba người luôn và chạy về, nhưng Lee Sin đu theo tốc biến đá rờ ngược về. Crown bật cho mình cái trường đại thiên sứ lên, nhưng vẫn phải lên bảng điểm số. Ở đây có Kubi, anh ta lao vào tốc biến theo, và Jankos vẫn có kiến thức chưa phải lên bảng điểm số. Kubi đi theo người bạn của mình rồi vẫn không kéo theo được ai cả, và đây là một sân khấu nó đang nhắm vào Odomne và Ambition tới. Đây là cơn ác mộng Viking, anh ta lao vào một cân năm có hai điểm hạ gục, nhưng dừng lại ở đó mà thôi khi mà cái tăng tốc nó đã hết tác dụng. Đã hết đi những tác dụng rồi, không thể nào truy đuổi thêm được một lần nữa. Chứ nếu không tôi tin rằng nó vẫn sẽ còn thêm điểm mà cũng ít nhất là của Kakma trong tay của Vander nữa, dành cho Ambition. 205 là cây đề của Ruler, anh ta đã gỡ gạc lại những sự thua thiệt với những cái điểm hạ gục mà anh ta kiếm được. Và để xem lại pha thi đấu này, Crown đã câu kéo được khoảng thời gian quá dài. Đây là lần đầu tiên trong trận đấu này tôi thấy rằng chiêu cuối của Rai trong tay của Ryu có tác dụng. Quay ngược trở lại, hóa đá được ba người, và mặc dù bị xét nhưng anh ta cũng đã câu được pha tốc biến tới từ Lee Sin. QB lao theo, tốc biến theo hơi liều và cũng
cũng phải nói rằng đó là một pha chuyển sức nhanh tay tới từ phòng tới Van từ Van der để đảm bảo an toàn. Và khi Ambition lao vào thì cái chiêu cuối giải ra của Rumble nó không có tác dụng trong tay của người chơi Olaf với cái chiêu cuối của mình. Anh ta vượt qua địa hình rất nhanh và anh ta đơn giản để có được hai điểm hạ gục, đổi lại đó chỉ là 2-2 mà thôi, không phải là cái gì quá lỗ cho bên phía của Samsung Galaxy cả. Và đây là thời điểm mà Samsung Galaxy họ đang có rất nhiều trang bị trên người và đang muốn hướng đến con Baron này. Rumble trong tay của Domne để xem nào, anh ta đúng có hai trang bị xuyên kháng phép và ba cơ, thực ra là cái giày cũng tính thêm là một nữa, và ba trang bị xuyên kháng phép của đối thủ và đồng hồ cát cũng đã có. Một thời điểm mà sức mạnh của Rumble đang là rất lớn nếu như anh ta vẽ đẹp. Sẽ là ép giao tranh, tôi tin rằng vẫn sẽ là Samsung Galaxy là đội chủ động mà thôi. Cấu diểm máu trước và ép giao tranh sau. Rất đơn giản, nếu như có một pha cầu sớm của cầu thủ chuẩn xác và Ruler bồi vào thêm được một tình huống vẽ chết chóc, đó sẽ là sân khấu từ thần, nó sẽ là lời máu và là ép giao tranh tới từ Samsung Galaxy mà thôi. Làm lần nữa họ kiểm soát tầm nhìn xung quanh khu vực hàng Baron, bùn cũ xoan lại vẫn có thể thành công nếu như họ vẫn đang làm tốt cái vấn đề kiểm soát tầm nhìn. Và tôi nhìn thấy một cái vấn đề như thế này, các đội Hàn Quốc đều chọn cho mình một vị tướng đường trên có thể đẩy lẻ và đẩy rất mạnh, đẩy lẻ khác từ hôm qua SKT cho đến thế giới hiện tại đây là Samsung. Cả hai trận rồi họ luôn luôn tạo ra một cái áp lực cực lớn như thế này đây, và đường giữa sẽ không trúng một ai cả. Lee Sin đã đu qua, anh ta vẫn dính viên đạn thứ tư nhưng nó chỉ có 300 sát thương mà thôi, không quá đau, nhưng họ sẽ tiến thẳng với con Baron bởi vì Kubi vẫn đang tạo ra áp lực cực lớn tại vùng đường dưới. Lee Sin mất trừng phạt hơi nguy hiểm và con Baron chỉ còn 8.000 máu. Họ đang phải tiến ra rất nhanh, kiểm soát tầm nhìn trong khu vực hàng Baron. Chưa có Ryu vòng ra, Rumble sử dụng chiêu cuối rất đẹp, dàn cốt lao vào đá văng Crown ra, nhưng đá văng ra khỏi chiêu cuối của đối phương của Odoamne, và đã có Shutdown và Zin. Forgiven đã quăng bắn vào QB nhưng QB là người thắng, QB thoát ra được, QB quay ngược trở lại phía bên này. Koj đang cố gắng giữ trên các thành viên đối phương để cho QB áp sát. Cầu sớm và cầu sớm tắc vẫn còn nhưng ta không có thời gian để văng nó ra. Và con Baron lại một lần nữa được hướng tới bởi các thành viên đội tuyển Samsung Galaxy hay chăng? S2K hồi lại được lượng máu tới từ Ryu và có thêm cả các ma của Van der đang tiến ra nữa. Không có tầm nhìn trong khu vực hàng Baron, tốc độ ăn là rất nhanh và hồi phục lại đến từ Crown cũng là tương đối ổn. Không, chưa có một tình huống nội hỏa nan trai. Đó sẽ là con Baron dành cho Samsung Galaxy. Hơi khó. Các siêu PA trong tay của Crown đã xả ra một cái xa lầy trong tình huống đó. Bạn mà đi vào đó sẽ bị làm chậm rất nhiều. Và thêm vào đó nữa khả năng gây sát thương đến Crown, anh ta cầm cho mình đó xung kích bão tố, bước vào cái vùng độc đó mà để cho Crown vô tình anh ta ném ra hai cái nanh độc kích hoặc xung kích bão tố thì sẽ là nguy hiểm. Và sẽ xem lại pha giao tranh này khi mà Rumble giải ra một chiêu cuối nó chung tất cả bốn người rất tuyệt vời. À không, nhìn lại nó chung có hai người mà thôi, và anh ta dí theo Ruler. Nhưng phía bên này hãy nhìn Kubi, anh ta ngay tức dùng sát thương nhưng tự nhiên lại bật lên được cho mình đó là cái chùy gai Mortius, nó giúp cho anh ta hồi lượng máu lớn thông qua những đánh thường. Khi anh ta quay trở lại với những người đội của mình, đó là một sát thương vô cùng lớn mà anh ta có thể dồn vào và làm rất tốt trong cái pha dịch chuyển xuống của mình. Kubi anh ta giúp cho người đội của mình giữ lại thế trận, mặc dù là Rumble đã làm rất tốt trong trận đó. Không phải nói rằng đó là một ngày thi đấu không được đẹp trời cho lắm tới từ Forgiven đúng không? Trong một pha tay đôi như vậy mà anh ta chí mạng chỉ có một lần trong toàn cục mà thôi. Chứ nếu như anh ta chí mạng từ sớm hơn, anh ta hạ gục thành công được dây, anh ta sẽ quay lại và trả hàng ngược hàng tá sát thương vào các thành viên đội tuyển Samsung Galaxy, đem tới một pha giao tranh có thể là giành thắng lợi cho S2K. Nhưng không, điều đó không hề xảy ra. Và chất tướng Sivir thì bạn rất cần tới những pha chí mạng như vậy để xử lý sát thương vào cả tuyến trước lẫn tuyến sau của đối phương. Khu đường trên, dây chỉ với 3 lần tích tụ thôi, một nửa máu của cái trụ thứ 3 đã gần như là mất đi rồi. Anh ta có khả năng tăng sát thương đến từ cái bùa lợi Baron và thêm vào đó nữa là dòng lửa. Hai lần tích tụ đi luôn cái trụ và họ đang muốn hướng vào cái nhà lính khu vực đường trên. Và đường giữa cũng đang có người, đẩy thế này thì cực kỳ là khó chịu luôn. Và bên phía của S2K không tìm ra phương án để có thể giao tranh. Họ chiêu cuối của Rai lao ra. Rai lao ra vào tuyến sau, anh ta cũng thành công được Zin. Anh ta đang tay đôi với Crown, nhưng có vẻ là có thêm cả hỗ trợ nữa. Jankos buộc lòng phải tốc biến thoát ra. Nhưng phía bên trong nhà kia, QB và Olaf đang thoải mái được chơi. Họ lao ra phía ngoài, họ tấn công Van der. Van der tốc biến thoát đi. Ryu cũng buộc lòng phải lùi ra. Ryu không còn phép bổ trợ nữa. QB và Ambition là thừa để phá đi cái nhà lính của vùng đường giữa này. Họ quá khỏe. Nếu để nói về tay đôi, tôi tin rằng bây giờ không có ai có thể thắng được QB trừ khi là Cassiopeia được đổi bên mà thôi. Vì không có thanh tẩy đến từ QB, anh ta sẽ bị dính cái ổ khống chế của Cassiopeia và có thể lên bàn điểm số. Vậy như tôi đã nói trong cái lúc đầu phân tích rồi, cái chiêu cuối đến từ Ryan trong thế giới này chỉ để lùi mà thôi. Còn khi mà tiền
nó sẽ rất khó. Đội hình của họ không có những người có thể lao vào trực tiếp đối thủ để gây sát thương nhiều. Chỉ có Rai tình huống đó, sau khi Lee Sin đá được Crown ra thì Rai anh ta solo thắng được Ruler. Nhưng hãy nhìn cái tuyến đằng sau, khi mà Kuvi và Ambition họ được thoải mái xả sát thương, nó khủng khiếp đến như thế nào. Họ không sợ bất cứ một cái công trình nào đến từ bên phía của S2K nữa. Mất đi người chơi xạ thủ và mất đi người chơi đường giữa, nhưng nó không là gì. Họ vẫn có được hai đường siêu cấp, đó là đường giữa và đường trên. Nó vẫn sẽ là lợi thế dành cho bên phía của Samsung để kết thúc cái trận đấu này. Nhưng dù sao vừa rồi cũng là một pha chống trả rất có định hướng được đưa ra bởi thành viên đội tuyển S2K khi Rai kéo thêm hai người nữa vào một phía sau lưng và hạ gục đi Ruler trước. Điều đáng tiếc là với cú chiêu cuối này, thì với cái chiêu cuối được thay đổi này, thì Rai cũng phải chấp nhận một vài những điều, đó là anh ta sẽ không còn được cái lượng sát thương và khả năng hồi phục đến từ hút máu phép mạnh mẽ giống như ngày xưa nữa. Nhưng thay vào đấy anh ta có thêm được một phần nào rồi chiêu cuối của Rai và lại tiến ra có một mình Lee Sin mà thôi, nhưng Lee Sin lại không vào được góc để sử dụng pha nổ lòng cước. Jankos lại bị tấn công, Jankos mất đi giáp thiên thần, họ bỏ qua Jankos, họ đang tiến lên và đuổi theo các thành viên còn lại. Không, dừng lại đây mà thôi, và Ambition đang tiếp tục lao vào. Một pha ném dìu cực kỳ tốt, Crown đang được chơi, Ryu bị đẩy văng ra, Ryu nằm xuống, nếp vào bên trong, trúng vào Forgiven, nhưng anh ta kịp thời bật khiên lên. Và phía bên trong nhà thì thoải mái Ambition chống chịu sát thương đến từ trụ thứ 3. Odoamne bị đuổi theo, Odoamne sẽ phải nằm xuống trước khi nằm xuống, anh ta không kịp bật cái biểu tượng của đội của mình lên. Và tiếp theo đó là cả Forgiven và là trận đấu dành cho Samsung Galaxy. Họ giành chiến thắng trận đấu thứ hai này thậm chí còn dễ dàng hơn hẳn so với trận đấu đầu tiên, mặc dù có những sự trực trạc ban đầu. Thực ra có thể coi không phải đấy là trực trạc của Samsung Galaxy, đó là sự xuất sắc đến từ người đi rừng Jankos của S2K mà thôi. Anh ta đem lại những điểm hạ gục, rất nhiều những điểm hạ gục, nhưng nó là không thể nào mà đủ được. Vẫn là những sự lựa chọn đi đường rất mạnh mẽ được đưa ra bởi đội tuyển đến từ Hàn Quốc, để rồi họ thực hiện chiến thuật chia ra để đẩy. Không có cách nào để thể ngăn cản lại được con quái vật Jace hay Cassiopeia. Và 2-0 dành cho Samsung Galaxy để tiến tới với trận đấu thứ 3, trận đấu then chốt của cặp đối đầu bò năm bán kết giữa đội tuyển S2K và Samsung Galaxy. Và chúng ta sẽ quay trở lại chỉ sau một ít phút nữa khi những diễn biến của trận đấu đấy được bắt đầu. Now to kind of mirror what Jankos is doing all the time, and it really hurts H2K that the bot lane, due to the picks and due to the jungle pressure, can't get that big advantage, and Ryu not able to get the advantage in mid lane, and that just means you don't win the early game all of a sudden, and you have to play the Samsung game. Let's stop taking a look at sort of the gameplay decisions, where I think it's pretty clear that Samsung has the edge. Let's look at those two game drafts. Is there anything that H2K could tweak or change, knowing their red side, knowing they can get two theoretical power picks? Because if they're not able to get those lanes going in this next game, their world championship run ends today. A big problem has also been, you know, once they transition to the mid phase, Samsung have had the upper hand in the split push both times. Yep. And Samsung work with that very well. I mean, you can always see them immediately go to the other side of the map for those cross map sort of answer plays whenever HGK go for something. So when HGK make a victory, it ends up being even as Samsung answer, but then they also still will retain an extra minion wave here and there. So this game, they could have gone Jace if they wanted to, instead of giving it over. Yep. They went for Rumble, went for team fight, could have gone for Jace. Problem was, they already had so much physical damage, so you have to swap the Lee Sin for a Lee's jungle as well, so there could be a few tweaks. Bot lane wise, gonna need a lot of tweaks. Yeah, gonna need a lot, obviously, but bot lane, if Forgiven doesn't play Jhin, there might be a limit on what he can pick if you dominate the if lane. If Forgiven doesn't play an AD carry or won't play an AD carry, it's a discussion that Forgiven has had about his gameplay for a very long time. Let's hand it down to the analyst desk to hear what they say about game number two. Thank you very much. Quick shot. Samsung Galaxy now here in the driver's seat. 2-0 in the series, looking more dominant than they have before. Let's go ahead and continue that line of questioning there that the casters had on Champion Select. I got to call into question this Sivir pick now, two games in a row. Yeah, I think that you have to actually question the whole pick ban phase, because you see the Misfortune ban come out, and then they're not willing to pick the Zyra, which is why you ban the Misfortune in the first place, because the priority is lower. So why are you even banning the Misfortune in the first place? This is one of those pick ban phase where it looks like you're banning exactly what beat you, and then you give over once again, just an incredibly potent draft from start to finish. We can't fault them for first picking Ryze, though. I think no. There are still answers into the Zyra, just the Jhin. Like, Forgiven has practiced in solo queue, this guy has mechanics. You can just blow that champion up, and with Karma Jhin, you have much more pressure. Yeah.
they had CS lead eventually, but very early on, you could see that they were struggling in the matchup. Yeah, I didn't necessarily mind the first pick Ryze or even the response by Samsung. I thought Samsung came out with a way better draft, but that's just because it definitely felt like H2K was almost afraid to go with the picks that they should have. Like, the Jace wasn't necessarily picked. The Jhin wasn't picked when they had the chance tonight. And they just got completely outdrafted in that sense. Because when we looked at the Samsung team composition, we're thinking, wow, they have a power position in every single role here. And for me, well, what struck me the most was in the early game. There was that early ward that H2K placed in the enemy jungle. They knew exactly where Ambition was starting on the Olaf. Then they warded his blue buff. And for that first 5 minutes of time, the enemy jungle was perfectly tracked. Jankos fell behind one single camp. And a lot of viewers are watching like, who cares? It's a single camp. Like, why are you whining? But it just means like, if you do that to Samsung and you give them the deep vision, they will get so much more of it. Yes, Jankos afterwards went off and had a really good couple of ganks, but it's just the things in the early game, HK need to do more with the vision, and it shows so apparently later in the game as well around these Baron setups. Yeah, and that's the microcosm of what Samsung has been like against other teams in this tournament. They get scouted in the red buff at level one because they did a four-man invade bottom, and they start red side. That is actually a very big mistake that can be punished. If the enemy team makes that, Samsung punishes it. But if Samsung makes that, the other teams haven't been able to, and that's what's happened the whole game. Yeah, and once again, we see a game that explodes at 15 to 20 minutes, and we're talking about mistakes. This time, it's not actually off a proactive Samsung play. H2K siege up mid lane turret, completely fumble, don't hit the last two shots, and they lose top and bottom in response because there's only three members defending out of Samsung. In reality, that should be the turret falling down, at least one kill onto the all, I think it was the support at the stage, yep. And that just turns the game completely on its head. Instead, H2K can't pull the trigger, and they just keep making these little mistakes that are capitalized on. Well, but let's talk about how we got to that point, because once again, we see Jankos doing a lot of work in the early game, getting that first blood up on the top lane, but of course, they're trading that for Infernal Dragons, and while that's happening, we of course are seeing the bot lane struggle, and then Ryu once again getting completely decimated by Crown in the mid lane. I mean, we were talking about bot lane pick ban, and that is up to the players and the coach there, and honestly, Forgiven and Vander did a very serviceable job at going slightly behind, eventually going up, but Ryu is not pulling his weight right now. The fact that Crown can consistently get out of laning phase with multiple kills in the lead, they tried to attack him, two-man got outplayed, giving him a couple of kills right there. You cannot do that against a player of the caliber that is Crown. Yeah, 100%. And the other thing that, if we're going to talk about the focus on top lane, I know that we've talked about in the past, if you go bottom, there's always a 2-for-1 bonus because there's two people down there, there's a turret, and there's a dragon. So if you do camp top lane, you have to be so incredibly efficient with your time. Jankos is being efficient at the moment, but he's not getting the big enough snowball going for Oda Wamne, because we saw that in the end, the Jace still turns into a massive presence. Yeah, and I actually feel like Cuvée is doing to the world stage what Impact did to like the North American regional qualifiers. Right. He's getting a ton of solo kills every game with very little help and still just making everyone run after and try and defend him. He's been super impressive to me, as well as Crown. I'm going to just say that Cuvée is doing to the world stage what he was also doing to the Gauntlet to juxtapose it as well at the LCK, because this guy's been on fire for the last month and a half. Really has been impressive in that regard. And of course, Krepo, now I want to return to the conversation around Barons, because if we reference the very first Baron in this game, Samsung Galaxy contrasts that to H2K's decision making around the Baron. It was such a stark contrast. Yeah, it does build on the vision. We can see how easily they can take it, but it's all in a setup. Like, give that vision to H2K, they will make the same Baron call. Mm. The thing is, they just don't have the vision, because one, Samsung fights it aggressively, and just it's the little things working together, these little steps, supports basing at the right time, pushing up the side lanes. Macro is such a intangible, invisible concept, but Samsung did nail it, and that's why consistently their mid-game starts at 15, 16 minutes, and they always get an advantage, even though it seems like the opponent is handing it over to them. But when it happens every single game at Worlds so far, we have to credit Samsung for it. And then, of course, their utilization of the Baron is massive. We saw the statistic in the drop-down in-game, averaging about 6.5k in their Baron power plays. It is extremely large. But now I want to go ahead and take a look at the valiant effort put together by H2K to stop Samsung's second Baron. This one presented to you by Acer. Yeah, and this is one of those team fights where you've already fallen behind and you're like, we have to go at some point. So they look for the play. Unfortunately, the gold lead is just a little bit too great. But look at Forgiven here. Perfect spell shield, duels with Jace. It feels so bad. One auto, two auto, Q auto, boom, he's dead. Like, that has to feel so disappointing. This was such a well-played team fight here. Perfect flank equalizer almost by Oda Wamne.
he was grilling the backline. And meanwhile, while Forgiven was getting soloed by the Jace, Ryu just got caught by the stun from the Cassiopeia, so he would have actually had a chance to clean up. It was very close, but once again, Samsung just kind of wins in those very small ways, and it turns into a pretty dominating thing here with four people at Baron. And you can't lose the team fight on multiple fronts. You can't have Forgiven dueling the top laner, lose, you know, mid laner walking to other mid laner stun. When you lose multiple micro interactions, the team fight's never going to go your way. And you just saw that is exactly what came out. And that is the second game in a row that Ryu has done pretty much the least damage in the game. And of course, we did see at the very start of that replay, Jankos kicking Crown out of that Rumble Ultimate. And that just shows a little bit of that miscommunication within the fights themselves. Well, it's mostly because Crown flashed himself, though. They were learning how to play against Jankos' Lee Sin. They said, you know, this guy gets close, respect him, flash first. Yeah, I will also say, though, that Jankos was shorting a few war jumps and putting them in some weird places. He started the game incredibly clean, and this actually makes me worry for H2K, because when they've been rolling, they've definitely been rolling, but these guys have been known to tilt in longer series, and when your play degrades during a game in which you're losing, it's really hard to bounce back. Right, exactly. We talked about at the beginning of the day, one of these teams is going to have to suffer a loss right after the get-go, having been on pretty large win streaks coming in. H2K now down two games, have to put together three wins to get back into the series, and Samsung Galaxy swapping back to blue side with no substitutions. So how do they mount a victory here? Yeah, I mean, when you have a look at it, this is where the mental fortitude really does get called into question. We've been saying all tournament long, like, how long can this streak actually continue for? Was it a supernova? How good is this rookie lineup in Samsung? And the answer is they're pretty damn good. So right now, if you're H2K, you need to go back to a comfort draft. Once again, try and execute on top side of the map, I think. But I just don't know if you can lose bottom lane by that much and mid lane by that much. And one thing that I'm impressed by as well is Samsung coming into this event, or coming into the series, had won all the games they got first blood and lost the one game where they didn't get first blood. So it's like, how are they going to deal if they actually fall behind? They've gotten first blooded by Jankos in both of these games. Hasn't mattered. The only caveat being they had Nidalee. So I want to see H2K get rid of the Nidalee. I still think on purple side they can just draft fine enough. They can find enough answers. Pick and ban has been revealing so many answers to the current meta picks, and even the newer picks like Misfortune probably could find that solution. Just don't be stubborn. Switch it up. Go for comfort picks just like Spawn said, and then maybe just go all out on the early game. They have the talent to take at least one game. Samsung Galaxy looking unbeatable. We'll see if H2K can extend our series. Stick around. We'll be right back with Match Point between Samsung Galaxy and H2K. Turns the attention. The king! Jankos, the king lives. Oh no, oh no. Ryu's in trouble. Here comes Ambition. Crown gets the kill. Jankos is running for his life. First shot wide. Core JJ's bound. Jankos gets the kill. They turn their focus to Ambition. Look at the backline. Ona's going forward, but Ambition's running for more. They've traded AD carry for support. It's not done yet. Kyuubey's unforgiven. Kyuubey's got forgiven. Three kills for Samsung. They're inside the base. H2K, they are getting destroyed. Samsung Galaxy are one win away from Staples and a shot. Dare.
to New York City and Madison Square Garden. Samsung Galaxy is at a match point over H2K. It is game number 3. Samsung have chosen blue side, as all of the teams have done throughout the course of playoffs. Now, H2K looking to pick some bands. They need to dare to be different. They need to change things up here. How do they go about this, knowing their red side, knowing the challenge and the uphill battle they're facing? So I personally like to see them maybe move away from playing only topside early game. Try and get Odan on something like Poppy, Echo, Gnar, some of these picks that can actually scale to be a bit of a split pusher and also have impact in team fights as a big front line. And try and get a better bot lane setup. Not Sivir, for Forgiven. You need something that can be super powerful in the laning phase and then try and get that lane rolling. I think I agree. I mean, you need to all in on this early game. Just pick the best possible lane in all three. Vâng, thưa quý khán giả thân mến, chúng ta lại gặp lại nhau trong diễn biến của Chung kết Thế giới 2016. Và chúng ta đang bước tới với những diễn biến của trận đấu thứ 3 trong khuôn khổ cặp bán kết 2, cuối đầu giữa hai đội tuyển Samsung Galaxy và H2K. Và dường như sức mạnh của người Hàn đang thể hiện quá tuyệt đối tại Chung kết Thế giới 16 này. Chúng ta đã thấy rằng những lượt cấm và chọn của bên phía Samsung Galaxy rất hợp lý, và cách mà họ thể hiện chiến thuật qua hai ván đấu đã cho chúng ta thấy được rằng là cái khoảng cách giữa H2K và Samsung Galaxy như thế nào. Nhưng dù thế nào đi nữa thì H2K họ vẫn còn cơ hội để có thể thay đổi được cái số phận của cặp bo nam này ở ván đấu thứ 3. Hoàn toàn có thể. Hiện giờ thì họ vẫn đang đứng trước một cơ hội để có thể gỡ gạc lại, mặc dù nó mỏng manh. Họ phải thắng liên tục 3 trận đấu trước đối thủ là Samsung Galaxy, nhưng đây là trận đấu mà họ lại lựa chọn tiếp thủ của đội 2. Chính xác các bạn. Và điều này thì đem đến một lượt lựa chọn không thể nào mà tốt hơn dành cho Ambition ở ván đấu này, đó là Olaf. Ambition đã có được Olaf. Phía bên kia, Rai đã được lựa chọn dành cho Ryu. Nhưng rõ ràng trận đấu trước, Rai của Ryu gần như không có đất dùng võ, và thêm cả Sivir của Forgiven nữa. Như vậy là cả 3 trận trong cặp bo 5 này thì Forgiven đều sở hữu cho mình vị tướng Sivir. Chiến thuật của các đội tuyển đến từ Hàn Quốc, họ đều tập trung vào việc đó là lựa chọn một vị tướng có khả năng để lẻ mạnh, qua đó thì nhằm gọi là kéo giãn, cũng như là khiến cho cái phương án gọi là giao tranh tổng của S2K và những đội khác họ không thể nào triển khai được. Và chúng ta thấy được điều đó ở trong vài thứ hai, khi mà Kuvi với Jay chúng ta liên tục gây áp lực qua từng đường đơn, khiến cho đội hình của S2K mặc dù họ rất là mạnh về giao tranh tổng, nhưng cuối cùng thì như anh Mạnh nói, khi mà Ryu với Rai không thể làm được gì nhiều, và thêm cả Forgiven cũng không được bắn trong giao tranh nữa. Lại một trận đấu nữa thì Crow đã có được Victor cho bản thân mình, và thêm cả Zyra hỗ trợ dành cho CoJJ nữa. Có Miss Fortune đấy, nhưng Ash không còn. Vậy thì khả năng cao cũng sẽ không lựa chọn cái vị tướng Miss Fortune trong vai trò tướng hỗ trợ làm gì cao, bởi vì Sivir khi kết hợp với Miss Fortune là bộ đôi nó hơi bị chật khớp, nó không đem lại thực sự hiệu quả nào cả. Thay vào đấy, tôi đoán rằng lại một nữa sẽ là Kakma, và đã lựa chọn Kakma rồi. Ryu đang lấy Kakma dành cho Vander. Cặp đôi đường dưới của S2K họ lại muốn ghi những lần lựa chọn ở trong ván đấu đầu tiên, với cái nhân tố chính là Sivir. Thực ra thì với việc mà Forgiven và Vander lựa chọn hai vị tướng có khả năng tự bảo kê cho nhau tốt như thế này, thì Jankos anh ta sẽ không phải để ý xuống khu vực đường dưới nhiều, mà thay vào đó thì anh ta sẽ dồn toàn bộ sự tập trung của mình ra khu vực đường giữa và đường trên. Đó là điều mà anh ta đã thể hiện trong cả hai trận đấu đầu tiên của cặp đối đầu này. Và trận đấu này với Elise, chúng ta càng thấy cái sự quyết tâm của Jankos là nhiều hơn. Trong khi đấy, nhìn sang phía bên kia, Ruler đang muốn lấy Andrew, và Poppy dường như sẽ là sự lựa chọn ở khu vực đường trên dành cho QV để đối đầu với ai đây. Chúng ta vẫn chưa biết con bài sẽ đối đầu, nhưng nếu bạn sử dụng Poppy để thoát ra khỏi những lần ganh của Alice, tôi nghĩ là thực sự nó chưa phải là quá triệt để. Chính xác như vậy, nhưng dù sao nếu xét về khả năng đầy lẻ so với cả Jay và so với cả Echo, thêm cả khả năng một đấu một, thì Poppy hoàn toàn có thể đáp ứng được điều đó. Và đây là có thể là cái cách mà lại một lần nữa chiến thuật mà chọn một vị tướng đầy lẻ ở khu vực đường trên đang được Samsung Galaxy áp dụng. Còn với việc mà cả Caitlyn, cả Jhin và cả Ashe đều đã bị cấm đi, thì cái việc mà Ruler anh ta lựa chọn mình SBU tôi không lấy làm ngạc nhiên cho lắm. Vấn đề là xạ thủ sẽ được lựa chọn bởi bởi Samsung Galaxy là gì thì chăng nữa, thì họ cũng đã có sẵn con bài bên phía đối phương là Sivir rồi.
CB buộc lòng phải đưa ra trước bởi các thành viên đội tuyển HUK. Số lượng tướng sử dụng không phải là hạn chế, nhưng để hợp với chiến thuật thì có vẻ như là chỉ còn mỗi CB mà thôi, và cũng đã tước đi gần như là hết những vị tướng xạ thủ mạnh nhất tại chung kết thế giới này rồi. Ezreal thực ra cũng là một sự lựa chọn đang được đánh giá khá cao dần vòng bảng, và thấy rằng cái lượt lựa chọn Ezreal là tương đối nhiều. Là nhiều, vì dù sao thì cái khả năng mà phòng thủ cũng như là tấn công thì Ezreal đều làm tốt cả. Để gọi là cấu rỉa máu đối phương từ xa, Ezreal có, còn để mà tấn công thì tất nhiên với những người điều khiển Ezreal tốt, Ruler hoàn toàn có thể tạo ra được những cái đột biến trong giao tranh, và đặc biệt là anh ta còn có khả năng bảo kê đến từ vị trí của Poppy và đến từ cả vị trí của Victor nữa. Còn bây giờ đường trên, rõ ràng là khi mà bạn lựa chọn Poppy, một cái vị tướng thiên về chống chịu nhiều, thì lựa chọn counter được đưa ra là điều dễ hiểu với Odeome quyết định lựa chọn Chandle. Ngoài ra thì Chandle cũng sẽ khiến cho cái khả năng phối hợp gank của hai thành viên của F2K trở nên tốt hơn. Lại một trận đấu nữa mà QV sẽ phải sống nâm nấp trong lo và sợ hãi, nhưng anh ta lựa chọn Poppy. Đó là một chất tướng mà thực ra nếu các bạn để lính ở trong trụ, bạn có thể farm một cách tương đối ổn, và kể cả bạn có bị gank một hai lần thì chăng nữa, tôi cũng tin rằng cái khả năng farm của Poppy cũng sẽ không bị ảnh hưởng nhiều. Thêm nữa là trong giai đoạn đi đường lúc ban đầu, khi mà chưa có cấp 6, thì có thể là QV anh ta khổ sở hơn chút xíu so với việc phải đối đầu với Chandle. Nhưng khi mà anh ta đã có được sứ giả phán quyết rồi thì cái việc mà lên gank của Jankos sẽ phần nào đó bị ảnh hưởng, khi mà chỉ cần một cái lần đập chính xác thôi thì QV hoàn toàn có thể tiễn được một đến thậm chí là cả hai người bên phía đối phương về đến trụ nhà mình, và như vậy là thôi xong, đường trên coi như không có chuyện gì xảy ra cả. Họ sẽ, anh ta sẽ gặp nguy hiểm, cả anh ta hoàn toàn không gặp nguy hiểm nếu như mà có lẽ mục tiêu anh ta cần ngắm vào chỉ là một trận đồ là bị rất dễ dàng đối với chúng. Nếu anh ta muốn nhắm vào Jankos, anh ta hoàn toàn có thể bị outplay bởi những pha đu lưới lên và thoát ra khỏi được cái tầm tấn công bởi những pha sứ giả phán quyết đấy. Nhưng nếu như nhắm vào Chandle thì câu chuyện đã dễ dàng hơn hẳn. Chandle là một vị tướng tay gần, luôn luôn phải áp sát và tấn công vào Poppy, điều đấy là dễ dàng, rất dễ dàng để thể chúng. Nhưng mà với lựa chọn Chandle của Odome thì tôi cho rằng QV chắc là lại sẽ trung thành với cái lối chơi như trong hai ván đấu đầu tiên anh ta đã thể hiện, đó là việc đi đề lẻ thôi. Còn cái việc mà bạn cố gắng lao vào để có thể đối đầu với một vị tướng có cái chiêu cuối của gần như gọi là thể là làm giảm đi cái khả năng chống chịu của Poppy, thì tôi cho rằng đó không phải là một quyết định khôn ngoan. Và tạm coi như H2K đã thành công trong việc đưa ra sự lựa chọn cuối cùng là Chandle, bởi bây giờ họ sẽ không cần phải e ngại những pha thi đấu mà một mình Poppy đẩy một đường mà không có bất cứ một sự lựa chọn nào có thể cản được lại nữa. Bởi vì trong gần như mọi tình huống, kể cả hơi thọt đi chăng nữa, tôi vẫn tin vào khả năng có thể giữ chân ở đối phương. Và Ryu gặp nguy hiểm, Ryu buộc lòng phải mất đi cái tốc hành của mình khi thấy đối phương xuất hiện với hai người chơi. Và tất nhiên là ngay khi để cho đối phương mất đi tốc hành thì Ambition cũng không ngần ngại tặng kèm hai phát ném dìu rất chính xác ở trong bụi, và tất nhiên Vander phát dễ dàng mà thôi. Vander bị cấu đi một lượng máu là khá khá, trước đấy anh ta cũng đã kịp thời trả ngược lại sát thương và coi Jay để kiếm thêm cho mình một cái lượng kinh tế tới từ cái lưỡi gươm đoạt thật mà anh ta có được trên người. Giờ thì cả Alice và cả Chandle đang tiến vào, họ biết có Ambition ở đây, biết có cả Crowd ở đây. Nhìn vào những điểm bổ trợ then chốt được lựa chọn bởi những người chơi cả hai đội tuyển, có lẽ cũng sẽ không có gì đấy bất ngờ, trừ việc là các ma không lấy chỉ thần sấm mà thay vào đấy là phong ngôn chúc phúc. Có thể là anh ta muốn kết hợp tối đa với cái món trang bị đó là lương sôi sục. Như vậy thì khả năng tăng tốc đánh cho Forgiven cũng như là khả năng tạo giáp hồi phục cho những người đồng đội của mình sẽ tốt hơn. Đặc biệt là trong những tình huống mà nếu như S2K họ cần một sự chủ động nào đó để lao vào giao tranh hoặc là mở giao tranh, thì các ma đóng vai trò rất hiệu quả với định giáp. Rất nhanh chóng rồi thì các thành viên đội tuyển HUK đã phá hết được những mầm cây tạo ra bởi nội tại của KOJ và lấy lại được cái thế đẩy đường của mình. Nhưng chỉ lấy lại cái thế đi đường mà thôi, chứ không phải là thế đẩy đường, bởi vì ra để cản bước tiến của các thành viên đội tuyển S2K rồi. Còn khu đường trên này, rõ ràng chất tướng Chandle cho phép Odoamne được trao đổi thức lợi hơn so với Poppy trong cái đoạn đầu tiên của trận đấu, nhưng lính còn là khá nhiều. Chênh lệch về lính là chưa có nhiều, và Odoamne hoàn toàn có thể chơi, thậm chí là chơi trên cơ chút xíu so với cả QV. Thì dù sao thì cái khả năng gank đến từ sự kết hợp giữa Alice và Chandle, tôi nghĩ rằng sẽ dễ dàng hơn so với việc là khi mà Ambition anh ta chưa có được cho mình cấp độ 6.
Còn ở khu vực đường giữa, trao đổi chiêu thức thì Crowd và Ryu họ ngang nhau. Thực ra từ mấy trận đấu gần đây thì Ryu luôn luôn là người trao đổi chiêu thức lỗ hơn với những kèo thi đấu. Kể cả là anh ta là người cầm được vị tướng mà chúng ta cảm giác rằng có lợi thế hơn. Vậy thì để xem trong trận đấu này với Rai và với cả Victor, hai vị tướng thủ cả hai người chơi, thì ai sẽ là người kinh khủng hơn đây, và Crowd đã buộc lòng phải mất đi tốc biến để giữ an toàn tính mạng. Ryu đã thành công hơn trong pha thi đấu vừa rồi. Alice Du kén nhện vào muốn tấn công vào Ambition, không tung ra một pha làm choáng. Chính xác là như vậy, dù sao thì cũng chỉ là ngăn cản đối phương trong cái việc là anh ta đang cố gắng ăn đi con bồ đỏ của mình mà thôi. Còn ở khu vực đường giữa, tôi cá rằng là Ryu sẽ cảm thấy tiếc vì vừa rồi anh ta đã dùng vào tốc hành. Bây giờ không biết là đã hồi lại chưa. Bây giờ đã hồi lại tốc hành rồi, nhưng cơ hội nó đã trôi qua. Và đã cắn đủ cả hai bình máu để đảm bảo an toàn tính mạng, và vẫn tiếp tục bám trụ được khu vực đường farm. Trong khi đấy, năng lượng là điều rất khó để hồi lại khi Ryu mua cho mình một bình thuốc đãi sử dụng, chứ không phải là những cái bánh bích quy. Và Ryu bây giờ là người bị hỏi thăm. Anh thắm mất một lần nữa tốc hành, mất thêm cả tốc biến nữa. Có rất nhiều áp lực được Ambition tạo ra ở khu vực đường giữa này. Điều đấy thực sự khiến cho đoạn đi đường của Crown trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Khả năng đọc khả năng đọc được thông tin về tầm nhìn của đối phương của Ambition là khá tốt. Anh ta nhận thấy rằng chưa hề có một con mắt nào được cắm ở phía bụi cỏ bên trái khu vực đường giữa, và tiến ra canh Ryu và mất, khiến cho Ryu mất đi hai thuốc bổ trợ. Và bây giờ là lao thẳng vào và làm choáng được vị trí của Odame. Odame đã tốc biến đi nhưng không thể nào ngăn được chiến công đầu dành cho các thành viên của Samsung Galaxy. Hơi tệ. Lúc đầu thì Odame đã đủ tỉnh táo để thoát ra khỏi được phạm vi làm choáng đến từ cú xung phong của QV. Nhưng tiếp đó anh ta lại tự dựa lưng vào tường. Và cái thế dựa lưng vào tường nó thực sự thích hợp dành cho Poppy để sử dụng những pha xung phong làm choáng găm đối phương và tạo ra khoảng thời gian quá dễ dàng cho Olaf để thể hại cũng thành công được Trundle. Trận đấu này, cái tầm hiệu quả, cái tầm ảnh hưởng của Ambition trong dạng đầu tiên đang là tốt hơn so với Jankos. Chính xác là như vậy. Chúng ta hãy cùng xem lại pha này. Đây là cái pha mà rõ ràng đúng là Odame anh ta đã có cái khoảng trống cũng như thời gian để thoát ra khỏi vùng nguy hiểm, nhưng cuối cùng thì chính anh ta tự đưa bản thân mình vào thế bị hủy diệt mà thôi. Còn cái sự ảnh hưởng của Ambition chúng ta đã rõ rồi, khiến cho Ryu bây giờ không còn cho mình hai phép bổ trợ nữa. Nhiều khả năng Rai trong khoảng thời gian tới sẽ chỉ là cố gắng farm hoa mà thôi. Và tôi không hiểu lắm về cái việc là S2K liên tục để cho Crowd có được Victor. Đúng. Rõ ràng biết đây là vị tướng thủ của đối phương rồi nhưng vẫn phải để hở ra. Thực ra thì nếu nói là không hiểu lắm thì cũng không phải, mà chúng ta sẽ hiểu theo hướng là có quá nhiều những sự lựa chọn cần phải cấm đi tới từ S2K dành cho Samsung Galaxy, và điều đấy buộc lòng họ phải hở cho Victor mà thôi. Còn khu đường trên này, Odame không hề có lợi so với QB trong những pha trao đổi thức nữa rồi. QB anh ta có giáp, anh ta có máu, trong khi đó thì Odame lần đầu tiên biến trở về nhà thì anh ta lại lựa chọn cho mình là cái lưỡi hái. Như vậy thì phần nhiều anh ta muốn chơi thủ nhiều hơn. Chứ nếu mà muốn chơi trên cơ với cả đối phương như này, tôi e rằng là những pha xung phong như vừa rồi sẽ khiến cho Odame lần nữa phải lên bàn điểm số mà thôi. Forgiven không còn nhiều năng lượng nữa. Jankos và cả Vander đang nấp ở trong bụi cỏ trong 3 này. CoJJ không có cho mình đó là thông tin về tầm nhìn, lập tức bị dính kén nhện. Và CoJJ chắc chắn sẽ phải nằm xuống trong tình huống này, bất chấp cả tốc biến, bởi vì đơn giản Jankos chỉ đơn giản là đu kén nhện lên và hạ gục được hỗ trợ của đối phương mà thôi. Đây sẽ là một pha nguy hiểm, rất nguy hiểm. Jankos vẫn đang bình tĩnh, tung ra pha làm choáng có hồi máu, tốc biến thoát ra khỏi phạm vi tấn công của trụ khi Jankos chưa hồi lại được cái tình huống đu lưới của mình. Và rất thông minh khi Ariel đã kịp thời tốc biến một đòn bắn và kèm theo một pha bắn thần bí nữa để kích liễu thành công đối phương. Thực ra tính ra thì vẫn là một pha 2-1, nhưng cái pha xử lý đến từ Ariel là khá xuất sắc. Và thêm nữa, pha xử lý đó của Ruler giúp cho Ambition có được thông tin của Jankos. Và bây giờ trong cái thời điểm mà Alice đang phải lên bàn điểm số, chúng ta hãy cùng xem lại cái pha mà CoJJ anh ta đã hơi chủ quan khi không có tầm nhìn trong bộ cỏ trọc 3 này. Và tất nhiên là không thể nào né được cái kén nhện của Jankos rồi. Nhưng quyết định sau đó khi mà Jankos xuống khu vực đường dưới này quyết định bằng trụ, thì Ruler đã làm một cách rất xuất sắc để có thể mà giữ lại được những cái lợi thế dành cho khu vực đường dưới. Anh ta tốc biến lên, pha bắn thần bí cuối cùng là chính xác để kết liễu thành công được Alice. Có lẽ là Alice của Jankos cũng đang nghĩ rằng đối phương đã lên bảng đường số luôn rồi, nên anh ta cũng không chủ động đánh võng lượn lách để né ra được khỏi cái phát bắn thần bí tiếp theo nó đang tới. Có khu đường trên thì với chất tướng là Jundle nhưng lại lựa chọn kiểu lên trang bị ở lưỡi hái. Bây giờ Odame thậm chí còn đang thua farm so với Poppy ở QB nữa. Tự lính đang đẩy lên khá lớn, anh ta có thể làm tốt được điều này. Chất tướng Jundle cho phép anh ta làm như vậy, nhưng kể cả anh ta ăn hết, anh ta cũng không thể nào cân bằng được lượng lính kinh nghiệm so với những gì mà QB đã có. Và thêm cả đó là khả năng trao đổi tay đôi nữa.
Mọi chuyện đang diễn ra khá thuận lợi dành cho người đi đường trên của Samsung Galaxy. Trong khi đó thì ở khu vực dưới, việc phải lên bảng điểm số một lần cũng không khiến cho Ruler bị thua thiệt về chỉ số lính so với cả Forgiven. Và vừa rồi là một cung ánh sáng rất chính xác kéo thêm máu của Sivir. Nhưng với khả năng bọc lót của Karma thì tôi cá rằng là Forgiven vẫn có thể ở lại và farm thêm một vài đợt lính nữa trước khi trở về nhà. Rất nguy hiểm với những cái đòn bắn tầm xa cấu diểm máu tới từ cả Ezreal và cả Jaira của ToJ nữa. Họ cần phải cẩn thận hơn nhiều trong việc né đi những kỹ năng định hướng. Forgiven tiêu tốn rất nhiều thời gian để né kỹ năng định hướng. Điều đấy khiến anh ta gặp khó khăn bỏ một vài những chỉ số lính ở ngay trên thềm trụ của mình. Và Jankos lại một lần nữa muốn hỏi thăm Songwoo đứng dưới, nhưng lần này góc cắm mắt đã là triệt để hơn tới từ hai thành viên của Samsung Galaxy. Và Jankos chỉ có cách là tiến ra và áp đi cho mình một cua trước khi có những bước di chuyển tiếp theo mà thôi. Anh ta muốn ganh ra khu vực đường giữa, e là không được. Còn bây giờ muốn xuống khu vực đường dưới, hãy cẩn thận với Ambition. Con bùa đỏ đã được Ambition dọn dẹp sạch sẽ rồi. Kuvi đã đi qua một con mắt tầm nhìn đến từ các thành viên của S2K. Anh ta đang muốn tiến ra khu vực đường giữa này, nhưng Ryu đang ở một cái góc, tôi nghĩ rằng là khá thuận lợi để có thể mà chạy trốn được. Và anh ta đứng khá gần với Jankos, sẵn sàng để phản canh. Nếu nói về phản canh thì chắc là không được. Hai thành viên này đánh, tôi tin là không đánh lại được so với Poppy và cả Victor của đối phương. Jankos tiến xuống khu đường dưới nhưng đã có mắt tím và anh ta không thể nào mạo hiểm được. Bởi vì nếu như anh ta gặp Olaf, coi như đời anh ta tàn. Alice không có cách nào để thoát ra khỏi được những tình huống truy đuổi của Olaf với cái tốc hành kia cả. Tốc biến cũng chưa hồi lại, đu lưới thì không có mục tiêu để anh ta đáp. Còn khu vực giữa này là pha tay đôi và có thêm cả Alice và có thêm cả Ambition. Và lại lần nữa hai phép bổ trợ của Ryu đã bỏ đi nhưng anh ta vẫn sẽ phải nằm xuống. Điểm hạ gục dành cho Crown và quá xuất sắc đi. Khi Ambition đang gây ra trong mọi trận đấu, trong cặp thi đấu này, Ambition tạo ra một cái áp lực nó trên cả tuyệt vời dành cho Crown để anh ta có thể thở được. Kinh nghiệm và khả năng xử lý của Ambition đó là những gì mà anh ta đã thể hiện ở trong 9 phút vừa rồi. Còn ở khu vực đường trên, QV với việc mà anh chênh lệch cấp độ so với cả Odome thì anh ta dễ dàng trên kèo và trong những kèo đường trên này. Hãy cùng xem lại cái pha quay chậm này khi mà Ryu anh ta ở vào một góc mà Ambition dễ dàng bật cho mình tận thế Thunderdog lên và hai pha ném dìu chính xác của đối phương. Và chỉ cần một tình huống chuyển hóa năng lượng thôi, Ground đã có mạng rồi. Thực ra thì ném dìu chính xác chỉ có một thôi. Pha đầu tiên đã tốc biến và bật tốc hành để thoát đi được, nhưng cái bùa đỏ trên người do cái đòn đánh làm tay từ Ambition đã làm chậm và tạo tiền đề cho pha truy đuổi tiếp theo tới từ Samsung Galaxy nó trở nên đơn giản hơn. Khu đường trên này Odoamne hoàn toàn thua thiệt rồi. Bây giờ tôi tin rằng có thể thực hiện những pha băng trụ được nếu như cần, nhưng Odoamne rất đánh đá, đã sử dụng chiêu cuối chinh phục vào người của Poppy để hồi lại được lượng máu khá lớn cho bản thân mình. Anh ta cũng đã kịp thời phát hiện ra Olaf tiến lên và lùi về thành công với pha dựng cột băng. Jankos một lần nữa muốn xuống khu vực đường dưới này và có thêm cả chiêu cuối của Ryu. Đây sẽ là 4 người. Jankos lao vào, anh ta đánh đu lên, nhưng anh ta đang bị mất quá nhiều máu và dính cả thiếu đốt nữa. Coi JJ xuất sắc hạ gục người đi rừng của đối phương. Và phía bên này Crowd đã tới. Ryu thấp máu, Ruler, anh ta hạ gục được Ryu một cách rất dễ dàng. Một pha bằng trụ không hề có lợi dành cho S2K, mà là rất có hại nữa. Tôi không hiểu rằng cái quyết định được đưa ra hay là sự tương tác giữa các thành viên đội tuyển S2K đang là như thế nào, nhưng nó thực sự là vô cùng tệ. Và Odoamne cũng đã buộc là phải mất đi tốc biến, bởi vì nếu như anh ta để đối phương đủ tầm thực hiện một pha ném vé trong thôi, có thể nó sẽ điểm hạ gục. Xem lại pha thi đấu này, Jankos đã bị dính chói tới từ CoJ và ăn sát thương đến từ cú chiều cuối và cùng với ký thiêu đốt tới từ CoJ nữa, dễ dàng để cho Ruler thực hiện đòn bắn cuối cùng. Trong khi đấy, pha chiêu cuối cũng rất chật khớp, cũng như pha dịch chuyển cũng là cực kỳ tệ tới từ Odoamne từ khu đường trên xuống. Mọi thứ đều đang phản bội các thành viên đội tuyển S2K. Cảm giác như là S2K họ đang gặp vấn đề về tâm lý ở trong bàn thứ 3 này, khi mà họ buộc phải thắng nếu như muốn kéo dài trận đấu này đến những trận đấu tiếp theo. Nhưng Samsung Galaxy họ đang không mắc một sai lầm nào cả, và cái khả năng kiểm soát tầm nhìn của Samsung Galaxy là rất tốt ở trong khoảng thời gian đầu trận này. Nó tạo tiền đề cho Ambition, anh ta đọc được di chuyển của Jankos. Chúng ta thấy rằng là trong phần lớn thời gian thì Jankos anh ta cứ lần mò ở trong khu vực rừng bùa đỏ của đối phương nhưng không thể làm được gì cả. Cướp cũng không được, mà muốn xuống để ganh khu vực đường dưới cũng không xong vì lượng mắt đã có đủ. Và trong khoảng thời gian đó là khoảng thời gian để cho Ambition anh ta thoải mái gây áp lực lên những khu vực đường khác. Và anh ta đã gây áp lực một cách vô cùng tốt. Giờ thì KDA của anh ta cũng không phải là quá tuyệt vời, nhưng những pha hỏi thăm của anh ta vào Rio nó đem lại sự tích cực rất lớn cho pháp sư đứng giữa của Samsung Galaxy là Crown. Để rồi lại một lần nữa, anh ta đang hơn 20 chỉ số lính so với những gì mà Ryze của Rio có được. Trụ một khu đứng giữa đã được bảo xong, nó là trụ thứ hai trận đấu này và nó dành cho Sivir.
một trụ phần nào đó rút ngắn một chút xíu lợi thế về tiền so với SK thôi. Còn những lợi thế về tài nguyên trong khu vực rừng cũng như là sự áp đặt thế trận thì rõ ràng là Samsung Galaxy họ đang hơn hẳn. Bộ đỏ lại một lần nữa dành cho Ambition và anh ta sẵn sàng tiến ra để đánh tay đôi với cả Jankos hoặc thậm chí là lên khu vực đỉnh trên thì luôn. Bổ củi sẵn sàng, không hề có gì phải sợ cả. Nhưng khi có cả Vander ở đây thì Ambition chỉ đơn giản là lùi lại một chút xíu mà thôi. Tốc hành rồi. Thực ra anh ta hơi cẩn thận. Phép tốc hành này là hơi bị thừa thãi để thoát ra khỏi pha tấn công của hai thành viên của S2K khi mà Ambition vẫn còn có tận thế Ragnarok. Hoặc nếu như mà tôi đã nhìn nhận một cách không thực sự là chính xác thì anh ta đã bật tốc hành để truy đuổi và muốn hạ gục vào Jankos phần nhiều hơn. Chủ thứ nhất của đường giữa bị tấn công bởi ba thành viên của Samsung Galaxy rất dễ dàng đang bị bào đi. Và khi mà QV còn đang sử dụng cái sứ giả phán quyết, không bất cứ một thành viên nào S2K dám tiến dài cả. Và đó là trụ cột của khu đường giữa cực kỳ đơn giản dành cho Samsung Galaxy. Chính xác. Và xét về cái lợi thế ở thời điểm bây giờ, Samsung Galaxy họ hẳn họ lấy được trụ một khu vực đường giữa của đối phương xong. Và cùng lúc đó Ambition tiến xuống khu vực đường dưới, nơi Ruler đang cố hết sức để lấy đi cái trụ bảo vệ ở khu vực đường dưới này. Và sẽ thành công. Ba trụ dành cho Samsung Galaxy. Chỉ trong một thoáng chất tôi lượng tiền bỗng vươn lên một con số nó rất khó để với cho S2K. Nó là gần 5.000 tiền cho đại diện đến từ Hàn Quốc để dẫn hơn trước. Và trong lần về nó tôi tin chắc rằng Ambition có thể hoàn thành thêm được một món trang bị ưa thích này cho bản thân mình. Nếu như nói là lớn hẳn như là cái giáp liệt sĩ thì có thể là chưa đủ, nhưng nó là rất nhiều rồi, hai mảnh là thừa rồi. Chandler có mặt ở đây và Zyra cũng đang có mặt ở đây. Crow phải lùi về, cột băng đã không còn. Odoamne bị dính rất nhiều sát thương và gọi thêm vào các ma của Vander nữa. Ryu cũng không còn bao nhiêu máu cả. Có quá nhiều áp lực đang được tạo ra dành cho thành viên đội tuyển S2K. Và cái hướng lên đồ, một lần nữa tôi phải đề cập lại về hướng lên đồ mà tôi không hề đánh giá cao chút xíu nào tới từ Chandler của Odoamne. Anh ta nghĩ rằng đây sẽ là một cặp đấu mà anh ta sẽ bị hỏi thăm nhiều bởi Ambition và không có thời gian để giao tranh, thì chỉ pha mà thôi. Điều đấy khiến anh ta hướng tới một lưỡi hái và bây giờ là gần như bất lực trước cái khả năng đẩy đường, khả năng trao đổi giúp của farm đến từ QV. Khả năng gia tăng một chút xíu máu đến từ cái nắm đấm do Rim đó cũng không giúp cho Odoamne anh ta cứng cáp hơn và trở nên lợi hại hơn trong những cái pha mà áp sát đối phương. Còn chúng ta thấy rằng là gần như cái chiến thuật của Samsung Galaxy họ khiến cho các thành viên của đội tuyển S2K thậm chí vừa rồi họ muốn gây áp lực ngược trở lại cũng không được. Trong khi đó thì năm thành viên của Samsung Galaxy họ cứ dàn đều trong việc gây áp lực cả ba đường. Và điều này thì theo thời gian lượng tiền sẽ ngày càng một chênh lệch hơn mà thôi. Right bây giờ mới có được trường trường sinh. Nhìn lại phía bên kia đã là lõi công nghệ cấp 2 và thêm một gậy quá khổ. Tức là bất cứ lúc nào muốn Crow có thể hoàn thành xong được cho mình cái lõi công nghệ cấp 3 mà thôi. Vì anh ta vẫn đang thoải mái pha một mình ở khu vực đường dưới mà không gặp bất cứ sự trì cản nào từ các thành viên đội tuyển Samsung Galaxy đến từ các thành viên đội tuyển S2K cả. Samsung Galaxy tập trung lại ở khu vực đường giữa. Họ muốn lấy luôn trụ hoa khu vực đường giữa và kiểm soát tầm nhìn ở trong khu vực rừng bồ đỏ này của Jankos. Đa phần chỉ là kiểm soát tầm nhìn mà thôi. Đa phần chỉ là việc đổi cả xạ thủ và tướng hỗ trợ ra khu vực đường giữa tại cái thời điểm như này chỉ là để kiểm soát tầm nhìn. Chiếm những mục tiêu lớn kiểu như là rồng hay là sứ giả khen đất, đó là điều mà Samsung Galaxy đang muốn làm. Bởi vì đây là thời điểm nếu như bạn cứ để cho mình crowd khu vực đường giữa có thể nguy hiểm, sẽ luôn luôn rình rập anh ta, cho anh ta đi đường dài. Nếu như đối phương có dành sự quan tâm xuống ở khu vực đường dưới dành cho Crow thì đó cũng sẽ là khoảng trống rất nhiều để cho các thành viên còn lại của Samsung Galaxy tập trung lại với nhau và ăn đi trụ thứ hai của đường giữa, hay sắp tới nó sẽ là con Baron trong trận đấu này. Chính xác là như vậy, và thêm cả những con mắt họ cắm khá sâu vào trong khu vực rừng đối phương nữa, sẵn sàng cho những tình huống dịch chuyển bất ngờ đến từ vị trí của QV. Và một pha giao tranh hoàn hảo sẽ là một cái tiền đề không thể tốt hơn giúp cho Samsung Galaxy có được những mục tiêu lớn như kiểu trụ bảo vệ tầm nhìn của đối phương hoặc là bùa lợi Baron như mình đã nói. Đây mới là thời điểm phút thứ 17 mà thôi, và sẽ là những tình huống kiểm soát tầm nhìn và đấu tay đôi như thế này. QV hoàn toàn chiếm ưu thế có chinh phục rồi, và QV đang là người thọt máu hơn rất nhiều. Anh ta cần phải vận cái sứ giả phán quyết của mình lên, nhưng không, anh ta vẫn tay đôi đến cùng. Anh ta đập văng được Chandler về và Ryan lên tuyến hai tới thì có lẽ sẽ phải bỏ mạng lại đây mà thôi. Đôi điểm hạ gục dành cho Rio. Trong phần rừng kia thì các thành viên đội tuyển S2K vẫn đang làm tốt với việc là cầm chừng và câu giờ để cho Ambition không kịp thời tiến lên và hỗ trợ cho khu vực trên. Việc Ambition bị tấn công, anh ta đã bị tấn công rất đau, anh ta không còn tận thế Ragnarok. Tôi tin rằng đây là tình huống nguy hiểm tính mạng, nhưng có thêm cả Coil J nữa.
chỉ với một tình huống dùng JK chói thành công đối phương thôi, anh đã đảm bảo an toàn tính mạng cho QB để lùi về. Khả năng bọc lót của KJJ ở trong ván 3 này vẫn tốt như trong hai ván đầu tiên. Anh ta luôn thường xuyên có mặt tại những điểm nóng và những tình huống cần thiết để giúp cho những người đồng đội của mình không phải nằm xuống. Còn trong cái thời điểm mà các thành viên của SK họ đang cố gắng hạ gục Poppy của QB thì ở khu vực đường dưới, Crow đã dẫn một đợt lính khá lớn để gây áp lực lên trụ hai khu vực đường dưới này. Như vậy thì xét ra cái pha hạ gục được người đi đường trên của Samsung Galaxy vừa rồi cũng không có quá nhiều ý nghĩa trong cái việc là kéo giãn cái lượng tiền chênh lệch dành cho S2K. Nãy giờ Crow đang farm được rất nhiều nha. Để xem lần này về, nếu như để nói là anh ta hoàn thành luôn được cho mình triệu Valery Light thì hơi quá đáng, nó hơi giàu. Nhưng tôi nghĩ rằng lượng tiền nó cũng gần đủ rồi đấy, bởi vì anh ta farm trong một khoảng thời gian rất dài rồi, tầm khoảng hơn 80 triệu lính trong cái đợt đi lần vừa rồi của anh ta. Một pha combo của anh ta thôi suýt chút nữa đã tước đi tính mạng của người đi rừng của S2K. Nhưng phía bên này thì Rio lại một lần nữa mất cả hai phép bổ trợ. Anh ta buộc phải mất thôi. Còn trong cái tình huống đấy anh ta không thể giúp biến, anh ta buộc chắc chắn sẽ phải nằm xuống rồi. Và không còn nghi ngờ gì khi mà Crown lần tới về nhà anh ta sẽ vác ngay ra một triệu Valeria ra. Được, như thế này thì lần này tôi tin là anh ta đủ rồi. Nhưng mà như thế này lượng sát thương quá lớn rồi. Có lẽ là mục đích của Crow trong lần đi này, anh ta chưa muốn về là vì anh ta muốn vừa có triệu Fairy Light, vừa nâng cấp được trên 750 tiền để hoàn thành cái lối thoát hiểm cấp 3. Farm anh ta lại một lần nữa đang hơn đến gần 50 chỉ số lính so với những gì mà Rai của Ryu có được. Và Crow khi tiến xuống khu đường dưới gặp ngay phải Ryu, anh ta cố gắng tung ra trường trọng lực, anh ta quay ngược trở lại pha làm cho mà có thêm cả Zyra của KJJ. Và là điểm hạ gục dành cho Crow. Một pha lửa tình tuyệt vời đến từ người chơi đường giữa của Samsung Galaxy. Và Ryu, cái vẻ mặt bần thần này của anh ta là điều mà chúng ta quá thường thấy. Mỗi lần Ryu đối đầu với ai thì lại có những siêu phẩm, lại có những pha lừa lọc, lại có những tình huống lật kèo được đối thủ của anh ta tạo ra. Và chúng ta hãy cùng nhìn lại cái pha này. Đây là một cái tình huống mà Crow không hề có tầm nhìn, nhưng anh ta rất bình tĩnh khi sử dụng rất nhanh thanh tẩy và kết hợp né. Vấn đề là anh ta đã kịp sử dụng thanh tẩy và né được đi cái tình huống quy tiếp theo đến từ Riot. Điều đấy khiến anh ta giữ được tính mạng. Chứ nếu như dính vào quy đấy, thực sự đó sẽ điểm mà gục dành cho Ryu rồi. Và cái pha này nó xứng đáng nhận được đó là một cái nét mặt bần thần của Ryu. Anh ta làm tôi nhớ lại cái cảnh mà cái nét mặt của anh ta trong cái kèo đối đầu với cả Faker, còn anh ta còn đánh ở KTB. Thực sự có quá nhiều những kỷ niệm buồn đối với Ryu trong những cái tình huống anh ta bị lừa lọc như thế này rồi. Cực kỳ đáng buồn luôn. Và Jankos đang bị tấn công bởi Ambition. Lần này còn có người đá cứu mạng anh ta, rất may mắn là như vậy. Nhưng nếu như không còn người đá, thực sự tôi đã nghĩ tới một cái điểm hạ gục là có thể dành cho Ambition, trừ khi Jankos kịp thời áp sát đến bức tường tốc biến của mình. Mọi thứ đang rất thuận lợi dành cho Samsung Galaxy. Con rồng tiếp theo dành cho họ đó là con rồng lửa. Và bây giờ là thời điểm đã có Bullet Baron trong cái thế đang dẫn trước đối phương mọi mặt như thế này, thì Samsung Galaxy họ cần đẩy nhanh thế trận lên để có thể mà phần nào đó gia tăng thêm quả cầu tiết đang lăn về S2K. Họ đang muốn làm như vậy đây. Họ đang cố gắng kiểm soát. Wow. Rất đơn giản. Chỉ với hai kỹ năng đơn giản thôi, hơn một nửa máu, thậm chí là 2/3 máu của cả tướng hỗ trợ và người chơi đường giữa của S2K bị mất đi. Và cùng ánh sáng là trượt khi Vander biến về ở ngay gần trụ mà thôi. Còn cùng đường dưới này, QB đang chủ động ép góc, nhưng cọc thành tình Crow vẫn thuộc về Trundle mà thôi. Còn phía bên kia thì Crow không còn thanh tẩy, nhưng Crow đang rất bình tĩnh trong việc đối đầu 1-1 với Ryu. Anh ta quá khỏe. Và vừa rồi nếu như Ambition may mắn hơn thì cái pha ném dìu đó, anh ta thêm một tí sát thương thôi đã thể khiến cho Vander phải nằm xuống rồi. Và bây giờ là thời điểm mà Samsung Galaxy họ chắc chắn rằng đối phương không có tầm nhìn về Crown Ambition. Nhưng bây giờ thì đã lộ rồi. Nhưng tôi nghĩ rằng S2K họ đang có quá ít cơ hội trong việc là tranh chấp Baron với cả Samsung Galaxy. Họ không tranh chấp nữa. CPU không muốn tiến ra để sử dụng một pha gương boomerang lần gì cả, bởi vì lượng sát thương của Crow là quá lớn rồi. Còn Baron đã thuộc về Samsung Galaxy. Đây là trận đấu dễ nhất trong cả 3 trận đấu từ nãy đến giờ mà các thành viên đội tuyển Samsung Galaxy thi đấu để lấy được những cái lợi thế về mặt thế trận. Bởi vì trận đấu này thì họ kiểm soát được ngay từ đầu, không để đối phương có được những điểm hạ gục sớm đến những tình huống ganh nữa. Họ đã quá quen với những pha ganh của Jankos rồi. Và lần này họ gần như khóa nòng hoàn toàn được Elite của Jankos. Jankos đang muốn hướng tới cái đại lưng Hextech để gia tăng thêm khả năng tiếp cận, gia tăng thêm khả năng ganh. Nhưng đây cũng không còn là thời điểm mà anh ta có thể ganh được nữa rồi. Thời điểm này mà tôi nghĩ rằng ganh không phải là một cái quyết định hợp lý dành cho anh ta, mà đơn thuần là anh ta cố gắng để có thể mà sống sót cùng với những người đồng đội của mình thôi.
S2K sẽ buộc phải sống trong cảnh là phòng thủ liên tục những cái áp lực mà Samsung Galaxy họ gây ra ở cả ba đường. Và bây giờ với buổi Leberin thì không có gì khó hiểu khi Samsung Galaxy họ đang muốn làm điều đó. Đầu tiên sẽ là đẩy ở khu vực đỉnh trên và tiếp đến là cùng một lúc áp lực vào khu vực đỉnh giữa. Còn Ambition anh ta một mình anh ta bật tận thế Thunder Rock lên đi trong khu vực của S2K. Tôi nghĩ rằng đây là sự thù hận cá nhân. Vừa rồi thì khi đã bị cướp đi hai con người đá, Alice của Jankos còn đứng đấy nhảy nhót và trêu đùa Ambition. Thế điều đấy đã khiến cho anh chàng này trở nên cáu tiết hơn. Nhưng cụ thể hơn cả thì Samsung Galaxy đã lấy được đồng thời cái trụ thứ hai của đường giữa và đường trên, đem về lợi thế quá kinh khủng. 10.000 tiền là khoảng cách chênh lệch sắp có, và Odom này bị dính nhẹ một pha combo tới từ Brown thôi. Anh ta chưa có một món đồ sập mặt mặt. Anh ta chưa có một món đồ thắng phép nào cả. Đó là lý do vì sao mà lượng sát thương quá nhiều như vậy và Vander lại lần nữa anh ta ăn may lần thứ hai. Còn trong cái đó thì Kuvi một mình anh ta ở khu vực dưới này, không có ai ra để tiếp đón anh ta cả, vì đơn giản đường trên đang quá bận rộn rồi. Jankos bị giữ lại và anh ta buộc phải đánh đu lên, nhưng vẫn phải lên bảng điểm số vì tia chết chóc của Crowd là quá đau. Có quá nhiều sát thương được gây ra bởi Victor của Crown. Đó là lý do tại sao mà vừa ngay từ đầu trận đấu thôi Tuấn đã hỏi là tại sao các thành viên đội tuyển S2K không cấm đi Victor. Đây là một vị tướng tủ, đây là một vị tướng được Crown tối đa hóa lượng sát thương có thể gây ra, và nó là cực kỳ nhiều. Ryu họa cũng thành công của Ruler trong thời điểm giờ cùng với đường dưới đã có cái trụ thứ ba dành cho Samsung Galaxy. Và có lẽ rằng đến đây thì cái việc mà S2K họ thua ở trong ván đấu thứ ba này chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Emerson quá khỏe và chúng ta còn gọi là trêu đùa đối phương một chút xíu trước khi mà bật tận thế Thunder Rock và rút về cùng với những người đồng đội của mình cơ mà. 3-0-1 đang là KDA của pháp sư đường giữa, 2-2-0 là của xạ thủ, nhưng lượng farm của họ đều đang đạt ngưỡng ngang so với thời gian của trận đấu. Nhìn lại thì đội hình của S2K đang chỉ có một mình CVL là farm tốt và dẫn đầu bằng xếp hạng về lượng farm mà thôi. Nhưng KDA của CVL không phải là quá tuyệt vời, 0-0-2. Anh ta cũng mới chỉ có được cho mình một cái lỡ linh hồn và thêm một cái ma vũ sông kiếm mà thôi. Anh ta cần thêm cái vũ vực kiếm nữa để tối đa hóa cái lượng sát thương chí mạng của mình, cũng như cái tỷ lệ chí mạng trong cái đòn bắn tay. Nhưng cái quãng đường để hướng tới được cái món trang bị đấy nó quá xa xăm, là quá lâu. Khi mà trong cái thời điểm S2K bị ép hoàn toàn về cả không gian, về cả tầm nhìn như thế này, thì Forgiven sẽ còn phải rất lâu nữa hoàn thành được xong món trang bị đó. Và chưa kể ra với hai món trang bị này thì anh ta cũng không thể nào mà được bắn thoải mái trong giao tranh được. Thì bên kia Ambition sẽ không ngần ngại bổ thẳng vào vị trí xạ thủ. Như vậy là Quỷ Thiêu Moilo là món trang bị thứ 3 được lựa chọn bởi Crown. Anh ta, tôi tin là anh ta đang có 40% đàn hồi chiều rồi. 533 sức mạnh thuật là thứ mà Crown đang sở hữu cho mình. Và để xem, một pha combo nhẹ nhẹ của anh ta thôi, Jankos có thể sẽ bị mất đi một nửa máu nếu như bị dính thêm một cú chuyển hóa năng lượng. Thậm chí anh ta định hạ gục luôn. Anh ta muốn hạ gục luôn vào Jankos và đã ép cho Jankos phải mất đi tốc biến. Crown vẫn đang làm mưa làm gió với vị tướng Victor này. Và như vậy thì việc mà Jankos anh ta lên tay lưng hashtag không phải là để ganh mà để trốn thoát. Vừa rồi tôi thấy rằng là anh ta đã dùng rất nhanh món trang bị này để có thể thoát đi khả năng gây sát thương đến từ vị trí của Crown. Ba đường, và vừa rồi cũng đã có một pha solo kill đến từ QV dành cho Doamne. Nó đang là nhà chính rộng mở, họ đang tiến thẳng vào để kết thúc đi trận đấu thứ ba, cũng như kết thúc đi cặp đối đầu của S2K và Samsung Galaxy. Lần này Jankos đã làm tốt để lấy điểm hạ gục, nhưng anh ta có thoát về được hay không? Anh ta đang bị giữ lại. Anh ta có vẻ như không là thoát được, vì đó là pha kiệt sức thông minh đến từ Vander. Nhà chính
chưa bị tấn công. Hai cái trụ bảo vệ nhà chính vẫn đang còn, nhưng Samsung Galaxy đang muốn trêu đùa đối phương ngay trong khu vực gần hồ máu. Tôi đang thực sự nóng lòng muốn được chứng kiến cuộc đối đầu giữa Victor của Crown và bất cứ một vị tướng nào đấy mà Faker muốn đem ra trong cái trận đấu chung kết cuối đầu giữa Samsung Galaxy và SKT. Và liệu rằng Samsung Galaxy có lần nữa bước lên ngôi vô địch của chung kết thế giới như những gì họ đã làm được ở mùa 4 hay không? Thực sự nó làm gì đấy, nó rất khó dành cho Samsung Galaxy, nhưng không phải là không thể. Chúng ta đã nói về cái vòng lặp rồi. Vòng lặp nó đang có vẻ như một lần nữa xảy ra. Tôi xem rất nhiều phim biến tưởng mà tôi hình dung tới cái cảnh tượng này. Đây là giai đoạn mùa 3, SKT là đội tuyển vô địch chung kết thế giới. Sẽ đến mùa 4, đó là Samsung. Và mùa 5 thì lại là SKT. Mùa 5 lại là SKT. Vậy thì liệu rằng mùa 6, Samsung Galaxy có phải sẽ đội tuyển đánh bại SKT và lên ngôi vô địch tại chung kết thế giới lần này hay không? Với phong độ và tâm lý của những thành viên của Samsung Galaxy ở thời điểm này, cộng thêm cả cái kinh nghiệm thi đấu lâu năm của Ambition, thì tôi cho rằng là vẫn có thể xảy ra. Thực ra nếu ta nói về kinh nghiệm thi đấu thì có vẻ như là Benji và Ambition là có ngang về cái nhau. Khoảng thời gian về kinh nghiệm thi đấu. Nhưng mà nếu như so với Blank thì có vẻ như Ambition sẽ là người già dơ hơn và có được một cách đánh khó chịu hơn. Ngày hôm nay, Samsung Galaxy đã xuất sắc ghi tên mình vào trận đấu chung kết với một cặp bán kết kết thúc với tỷ số là 3-0. Họ gần như chưa lộ nhiều bài gì cả trong cái đấy. SKT ngày hôm qua đã phải vượt qua một cặp bán kết đầy cam go và khó khăn với tỷ số là 3-2 trước Rob Steiger, và gần như họ đã sử dụng hết những con bài tủ, những con bài cần thiết của mình, tung ra hết những chiến thuật cuối cùng rồi. Và để xem, với việc là được nghiên cứu đối phương một cách kỹ càng như vậy, thì Samsung Galaxy có thể làm khó được SKT và giành được chức vô địch hay không? Điều này sẽ chờ chúng ta ở tuần sau. Còn những diễn biến của chung kết thế giới ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả và các bạn. Hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của Vietnam Esports TV. Against these three powerhouses from Korea, and that's why we now get SKT versus Samsung in the final. We're gonna have another series to talk about the Samsung story, but for H2K. They still showed up. When you look at the European LCS as a whole, H2K, the underdogs. There was some expectation maybe they can make it out more so than Splice, despite not having the greatest end to the summer split. But it's just a sour taste to end what was actually a fairly positive world championship. Exactly. I saw some of the tweets from some of the players before the game. So like, we want to go in here. We want to show how good we can be. We heard Forgiven talk about it in one of the interviews. You know, the highs of H2K are really high. The lows can be fairly low. I don't think they underperformed in game one or game two at all. I actually think they were very competitive. Problem for them, Samsung could just match them again, as we talked about again and again. Individually, Samsung can match every single player. And then Samsung is just a better team as well and much smarter about how to play the game later on. And then it's really difficult if you are a team who relies on winning that early game to get your big advantage. I think H2K can definitely be proud of getting to this point. I mean, their expectations for them were nowhere near semifinals, and they definitely weren't able to show up on that stage. Yeah, they really did. It is unfortunate to see that in game three, they really got crushed. But as you mentioned, DeFicio, game one and two, the early games, some of the outplays, and then just the big questions, you know, what happened to Ryu today? Because he was not the Ryu from last week or from, you know, week two in San Francisco. No, definitely not. He looked so good before this. Can look at Crown, give him a lot of credit for that one. He's obviously a fantastic mid laner, has played better than some of the other guys Ryu has played against so far in the tournament, and we saw that. Can Crown step up against Faker next week? Can definitely anyone? Definitely waiting to see that. I'm super excited now for this finals to see the clash, because a lot of people thought, you know, only ROX would be able to challenge SKT. And now we get a chance, at Samsung trying their hand. I mean, that was a Korea versus Korea semifinal that went to 5 games. The storyline of Blank and Bengi is going to be talked about for a long time. Now you're going to add Ambition into there, a jungler with arguably even more story than these guys. How does Ambition match up, Kobe? You're matching, you know, the Bengi story of the veteran coming back in with Ambition, who's been playing since 2012, switching roles, trying so hard. The best player to never make Worlds, and now he's in a World Final. Whew. And he's been able to mold this entire team, right? You talked about it a little bit during the cast with the shot calling of him coming in, and that very much is in Korean culture with the elder on the team, demanding a lot of respect as well. Yeah, I think that's a really cool part, you know, with the shot calling, making them a super strong late game team, but also just individual performance from Ambition.
Like, he wasn't always a jungler. He was a mid laner who turned into especially a jungler. Especially that third game. Part of the reason it was such a smash. I mean, we've seen this all tournament long. I feel like I can remember, like, one really bad game he had against TSM very early on. There we go. We got to add it into the cast. and then we just had basically a perfect performance from Ambition ever since. And that's something that really stands out to me, that a guy like him can show up big time now. He was great, obviously, in the summer split from Samsung. And many of these members just stepping up big time. Was it a mistake to not ban Victor? Was Victor part of the reason? I mean, Ryu didn't play well, but like, would that have made any difference? Crown's Rise is also incredibly impressive. So like, you have to do some other things, pick it away, you know, first pick if you aren't going to. And I think you should have banned it. I don't think you would have won. No, it wouldn't have made a difference, probably, is what it boiled down to. Gentlemen, thank you for the insight and thank you for the cast. For now, we're going to head down to Shox for a post-game discussion with Samsung Star in the mid lane. Thank you very much, Trevor. Indeed, standing by with Crown, who had an absolutely fantastic series. The first thing I want to ask you about is the aggression of H2K in the early game throughout that series. Every single time you guys had an answer for it and you could turn it around. How did you do that consistently throughout the series? 그 이제 H2K 팀이 이제 매 경기마다 초반에 적극적으로 공세를 펼치면서 이제 삼성 팀을 압박했는데 또 그때마다 매번 이제 침착하게 맞받치면서 경기를 이제 승리로 이끄셨습니다. 어떻게 그렇게 매 경기마다 초반 난관을 극복하셨는지 말씀해 주세요. 네. 그 H2K 팀이 초반에 엄청 매섭게 잘 플레이를 하는 거를 경기에서 계속 봤어요. 그래서 저희도 준비하면서 아 초반만 조심하자 이렇게 생각하면서 이제 초반에 좀 조심하면서 했는데도 엄청 매섭게 해서 네, 좀 실수가 많았는데 그래도 이제 그때마다 저희가 중요한 거를 좀 계속 생각하면서 서로서로 콜을 해서 계속 중요한 거는 지키면서 플레이를 했기 때문에 역전이 가능했던 것 같아요. So while preparing for this match, we saw that HK put a lot of emphasis in the early game and their aggression in the early game. So we just kept telling ourselves that we have to be careful in the early game, not make those mistakes. Yet we did had some difficult time because of HK's aggressions. But we just kept on talking how we should not give up the important objects like towers and like dragons. And through that, I think we were able to turn around the game. And you guys close it out 3-0. You are now on a 10-game winning streak and into the final. No other team at this tournament can say that. How have you been able to dominate every single one of your opponents in that 10-game winning streak? 지금 삼성 팀은 이번 대회에서 유일하게 10연승을 지금 하고 있는 팀인데요. 10연승을 올릴 수 있었던 비결이 무엇이 있을까요? 비결은 그냥 일단 다들 열심히 했고 그다음 하늘에서 도와주신 것 같아요. 운이 좀 많이 따랐던 것 같아요. 네. So I think with a bit of luck and everybody's hard effort, we were able to do that 10-game win streak. Well, a bit of luck, maybe still no Korean team met, but now you're going up against the defending world champions, SKT, at Staples Center. What are your hopes and goals for that matchup, as it will be a tough nut to crack? 이제 드디어 마지막 끝판왕인 SKT, 이제 전 시즌 우승팀인 SKT와 이제 LA 스테이플 센터에서 붙게 되었는데요. 이제 SKT와의 대전에서 어떠한 기대치를 이제 가지고 계신가요? 결승을 가는 게 지금 좀 가는 게 맞는지 싶어요. 지금 기분이. 근데 어제 경기를 보고 새로운 목표가 생겼는데 SK를 이기려면 미드를 이겨야 되는 것 같아요. 그래서 이기고 싶어졌어요. 그래서 열심히 할 거고 네 지켜봐 주세요. 감사합니다. I still can't even believe that we're going to the finals, but watching SKT's match yesterday, I had a new goal. I realized that in order to beat SKT, we have to win in the mid lane. So my new goal is to beat Faker, and I would really like to accomplish that. So keep cheering for us, and thank you. All right, well, thank you very much. We will see if that happens. Crown and Samsung Galaxy off the Staples Center to the final of the World Championship. There we have it, Samsung Galaxy, a 10-game winning streak, moving on to LA Staples Center to face off against the reigning world champions in SK Telecom. New goal to beat Faker. Very dangerous things to say before playing Faker. Faker, in the press conference afterwards, said he was annoyed the crowd was cheering for Peanut. Like, this guy definitely wants to be known
as the best player. He said in the interview that he himself felt like he has risen back to the level of undisputed best player in the world. So there you have it. I mean, if Crown wants to take him down, he himself has to put up a world's best performance. But I like it. That's a gauntlet you throw, right? They're not going to go into this final and be like, we can't do it, of course. And as the best player on that team, in my opinion, that is what Crown is. You have to be able to take it to Faker in that mid lane. So, you know, for a young kid, a little bit of brashness, a little bit of cockiness is definitely justified when you've carried your team this far into the world. Absolutely. They looked stellar this entire tournament and deserve to move on with confidence. Now, before we do kind of preview all those matchups, I want to take a step back and look at this three-game domination by Samsung Galaxy, and in particular this game, again, probably accelerating even more over the first two in a win. And when do we start drawing the comparisons? Because for a second time in a couple of years, a Samsung team is going with one loss into a finals, and their mid-game is where they Who get it done. Who did they lose to in both years? I think they lost to TSM or someone like that. I can't remember exactly. This team controls vision in a very similar way. Is able to set up their teleports and their team fights, and then when they go to 1-3-1, they look just as good. I mean, they play multiple styles, and we saw it in this best of five. Able to get it done very felt well. Like a best of three. That's how quick it was. So I hear you there. All right, but Crepo, talk to me about once again this early game here, because it was put together very smartly by Samsung Galaxy. Yeah, the reason I let them talk so much is because we highlighted a phase here brought to you by Acer. I'm just going to steal that for one more time here, because I want to see that replay right now. Because that is, look at this ward. So Crown places that, and the context of this ward is that Olaf, instead of doing a two camp clear, now had a three camp clear on the left side, goes to his Raptors. He's going for his optimal gank or optimal clear path here, heading to the red buff. The problem in the Olaf Elise matchup is that you're prone to invades. Yeah, that ward would not have been placed unless Ambition was doing that path. So that's already showing communication between the mid lane and the jungler. And here, Yanquist walks over the ward. So instead of just finishing the red buff, Ambition's actually able to pull it back, get the recharge on his axe, get the hits in, and then barely get it into smite range before Yanquist makes it there. Yeah, and he would never know how close Yanquist is there, so that ward allows an extra gank to be taken. Ambition then went mid into a pressure gank, then ran top. This is a mistake by Oduwame, but what is he supposed to do when Kyuga plays the lane so well? He ganks top, he swings the one super winning matchup in the late game, Trundle versus Poppy, gets Kyuga the advantage, and this is how I like that Samsung plays together. It all ties together, from ward to super clear, gank path, top lane, the matchup gets switched on its head, and suddenly Samsung is in complete control for us. And I just love that he doesn't waste time trying to contest Yankos in his own jungle, right? He's like, no. This team is so efficient in the way that they act and move around the map. And everything has to go right there. You get double summoner spells, you get the deep ward. That means you can track the Elise. You get the shove in the top lane with the Poppy, which you don't normally get unless you really want it because you get out-traded. So I really do think that this is one of those players that highlights that four players are on the exact same page. That's impressive. As I said, like, you have to start drawing comparisons because this young squad is like looking real formidable. Player of the game here, we got to recognize, is going to Ambition. I mean, that's part of why. Just the presence of mind. And then if we look back to that number one game, Spawn, you talked about it. Him being the eldest member of the team, kind of that veteran there, definitely keeping them in it. Yeah, they talk about it so much. You know, the heart and soul of the team, the person that leads the communication. And when you're falling behind in early games and getting killed, you need that guy to keep your team positive. And Ambition, time and time again, is credited for that for Samsung. Yeah, so good at working with the team. I think if I was the one choosing this, I may have given it to Crown because of the mid lane play, but I absolutely understand the choice because of the pathing and because of who is making the plays. So many good uses of Fog of War. And also in that game one, when they were against the ropes, he came up with the big plays on Nidalee. And also because we said to beat this H2K lineup, you have to slow down Yanquist. You have to be able to stop that top jungle synergy. And they were able to do that in multiple occasions. I mean, talking about stellar plays, you already mentioned Crown, but we got to look at Kuvei as well. In game one, he got ganked plenty. In game two, he got ganked plenty, but he continually won those matchups and was able to turn them around. Yeah, definitely. They're just revealing sturdy player after sturdy player after sturdy player that can then hopefully go head-to-head with SKT. It's going to be a tall mountain to climb for them, but Crown, I'm excited to see what he could do. Challenge Faker a little bit. He just gets more out of these certain champions than he's supposed to. Like, Victor's not supposed to go even or ahead in some of these matchups, but Crown somehow makes it possible by getting really good early trades. Yeah, he's an absolute machine, but we keep talking about, you know, this next opponent. It's better than anyone they've faced, but at the end of the day, they're able to take down KT. They run through groups the way they did against pretty good opponents as well. They get into this stage. I mean, they knocked out TSM, and they had to go head-to-head with RNG. It's not like they're playing bad teams. Have they played someone like SKT yet? No way. No one in the world is like that team. But
you know, they still have overcome very classy opponents to make it this far. And as we, you know, acknowledge Samsung Galaxy moving on to the finals, we have to bid farewell to H2K, the only Western team to make it as far as the semifinals. And although they got 3-0 tonight, DeFishy was saying that they should be proud of their accomplishments here at the World Championship. Honestly, they matched on a lot of European teams in terms of legacy, because for me, Season 1 doesn't really count. Then Season 2 was kind of underdeveloped as well. We had LaCLG, EU, Moscow 5 there. Then there was Fnatic. Then there was nothing. Then there was Fnatic and Origin again, all up to the semifinals. HTK now can get added to that list. They matched the best European results at Worlds historically, and they can be proud about that. And Jankos was insane in a lot of these games. He had spectacular mechanics, spectacular pathing. Every player also had their individual time to shine for H2K. There was a game that every individual member of that team were able to carry. They couldn't put it together against Samsung. This was a really bad day for H2K, I think, on top of also playing against their best opponent yet. And semifinals, that's how far they made. And unfortunately, due to recency bias, you remember the bad, the close games. But that day that they put up in group stage, where they're able to run through the whole the entirety of their group, and then, you know, do it to EDG again, people are going to look back at that play at a Ryu and be like, this guy is legit. Didn't play well today, but had some of the best League of Legends in that group stage day. It was like phenomenal. I really hope this HGK lineup can carry on their strengths into the next season in Europe, because they definitely have it in them to be a contender for four, especially if you look at how the teams around them have kind of capitulated overall. Fnatic without a roster right now, Origin completely collapsed here. H2K could be a front runner for the title in Europe if they can play to their strengths like they did here. Absolutely. Well, now it's time to take a look at the updated bracket. SKT and SunSam Galaxy have emerged victorious in the semifinals and will move on to the Staples Center in Los Angeles to battle for the World Championship. Now, even if you're staying at home for finals, we're celebrating the last round of Worlds over 2 days, and you're invited to join in on the festivities. Tune in Friday at 6 p.m. Pacific time for an awesome event streamed live on watch.lolesports.com. We'll kick things off with a special live edition of Primetime League, followed by an we'll have a cosplay showcase hosted by the wrap off the night with the music of League of Legends Live. Lastly, the countdown to finals begins with a marathon of the twice. We just kind of boom. Just play that whole series, and then we can start making our way into the history books. All right, but before we turn out the lights here at the Garden, let's go ahead and look at some of your semifinal World's Big Plays brought to you by Triple X, Return of Xander Cage. At Raven Sword Wing sums up one of yesterday's show-stopping moments. That arrow, best Ash arrow in League history. Let's take a look. Oh, baby. And they even got the pickoff on Bang. Rox doesn't actually have to stop pushing right now. They can delay the recalls. The arrow! With Ash arrows. Look at the arrow! The teleport! He's got to stop the arrow! He's stopped too! Which means they can push! But they get it! They're going to the Nexus! They're trying to burn it down! Is this not going to be enough? It's not! Rox Tigers answer back with Game 2! Here's the Hawkshot first. He scouts and then he shoots the arrow. Now, originally Echo was recalling, canceled it and wanted to get there quicker, changed to teleport, and it just barely gets there in time. Yeah, the teleport nerfs that happened this year, adding the extra second to the channel time, pretty impactful. It's in right the there. Script. Yeah, I mean, he saw the start of the recall slash teleport, so the aim was easy, but as far as game impact, one of the greatest Ash arrows we've ever seen. Yeah, and you know, people are talking about Peanut's performance yesterday, and it's justified because he played very well, but Prey to me stepped up, elevated himself, has fallen short again in another world. This is a guy that's been there multiple times, but boy, is he a fantastic And we guy saw it. It made Krepo's knees weak there. Boom, dropped a couple inches. All right, well, at Jay Lundgren Sports has an important question and an answer. How do you beat a team with 3 Infernal Drakes? Well, you beat Faker. Here's your World's Big Play. Chronic Unox! Rappel gets away from this time, he goes in for it! And it's secured by Bangy! That is a big deal! SKT, Shockwave, a shutdown! They've got 3 already! They're looking to kill absolutely everybody! Rox Tigers getting wiped off the face of the map! Spent the only one alive! And this is why I put so much emphasis on clutch players. Faker and Bang, SKT have shown on the biggest stage, they are reliable and they can come up with these plays. Yeah, climactic moment in that series, but I also have another answer for how you beat 3 Infernal Drakes. Okay. 10,000 gold leads. Oh, that's definitely that's pretty good. Yeah. That's pretty good. But that is one of those moments that we talked about where that entire series kind of hinged on just singular plays, right? Because again, with those 3 Infernal Drakes, Rox is able to extend it maybe a little bit more, and that game could have gone the other direction and started off the whole series on a different note. Yeah, and Rox should have probably not gotten a single one of those Infernal Drakes. Every single one was kind of
procured by some creative plays that they made, and they really just were playing so tight, and then just all fell apart in the end. So close, so close. As you mentioned, maybe we'll see that entire series come next week as we recap Worlds. Now, remember, you can always share your highlight reel moments by tweeting with the Worlds, or rather with the hashtag Worlds Big Plays. Now, stick around for another edition of Worlds Tonight with Riv, Deficio, and Papa Smithy. That's going to do it for us here in the Big Apple. Now, for myself and everyone here in New York City, thank you for joining us, and we'll see you in L.A. H2K doing battle on stage tonight to move